Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 534, đã sinh du cớ sao còn sinh lượng. Chuyện này tôi cũng từng được nghe nói, một tên lính trong quân của tôi có đứa em vì làm việc trong công trường mà bị thương, đối phương không những chẳng bồi thường tiền thuốc men, còn từ chối nhận người kia tiếp tục công tác ở công trường, thế là bọn họ nổi giận cùng nhau kéo đến đánh cho ông chủ kia một trận nên thân. Lưu Chiêu Phong dùng giọng cực kỳ oán giận nói. Sau khi đánh xong thì chính quyền địa phương đến tìm người, bị tôi đuổi thẳng cổ. Đỗ lão gia tử thở dài một hơi nói. Tiểu Long lúc đầu cũng không được người ta bồi thường, mãi sau đó Tử Quân đến thì bọn họ mới chịu bỏ tiền. Tử Quân, cậu làm chủ tịch thành phố xem như cũng làm được chuyện tốt, thế nào, người ta bồi thường bao nhiêu? Sau đó mọi chuyện đều xong sao? Hạ lão gia tử có tính tình khá nóng nảy, lão nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi dùng giọng mất hứng nói. Điều này cũng không trách được Tử Quân, người ta có tiền có thế, cậu ấy có thể tìm về được tiền thuốc men là tốt rồi. Hơn nữa tôi nghe người trong thôn vào thành phố làm công nói, gần đây thành phố yêu cầu chủ sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động với bọn họ, phải phát lương đúng thời điểm, thật sự làm cho công nhân đỡ khổ sở phải đòi tiền lương của mình. Dỗ lão gia tử thấy hạ lão gia tử lại làm khó cho Vương Tử Quân, thế là tranh thủ thời gian nói. Phổ biến chính sách tốt sẽ trợ giúp cho nhiều người. Xem ra khối chính quyền thành phố Đông Bộ cũng chú ý đến dân sinh. Mạc lão gia tử lên tiếng nói. Sau đó Mạc lão gia tử quay sang dặn dò Tiểu Long. Tiểu Long, dưỡng thương cho tốt, sau đó đến nhà ông Mạc chơi vài ngày. Vâng. Đỗ Tiểu Long vui vẻ đồng ý một tiếng, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Lưu Siêu Cử nhìn thấy bầu trời đầy mây đen sắp tan biến, thế là thở dài một hơi. Nhưng hắn còn chưa kịp nuốt cơn tức xuống bụng thì nghe hạ lão gia tử lớn tiếng hỏi. Tiểu Long, nói cho ông hạ biết xem nào, công ty nào lợi hại như vậy, công nhân bị thương mà không bồi thường tiền. Là công ty bất động sản Lập Phong. Đỗ Tiểu Long nói, vẻ mặt tràn đầy căm hận. Lưu Chiêu Phong vốn cực kỳ căm hận một công ty không chịu trách nhiệm như vậy, thế nhưng khi nghe nói đó là công ty Lập Phong thì vẻ mặt hắn chợt biến đổi. Hắn tuy mặc kệ chuyện trong nhà nhưng vẫn biết rõ tên công ty của em trai mình. Công ty Lập Phong, không phải là công ty bất động sản của em mình sao? Khi Lưu Chiêu Phong còn đang cảm thấy chấn động thì hạ lão gia tử đã hỏi tiếp. Ông chủ công ty là ai? Lưu Siêu Cử. Khi Đỗ Tiểu Long nói ra ba chữ Lưu Siêu Cử thì dù là vẻ mặt đám người Đồng Quốc Khánh hay đám cán bộ tỉnh như trưởng phòng Lý cũng trở nên cực kỳ khó coi, lại có người đưa mắt nhìn về phía Lưu Siêu Cử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lưu Siêu Cử. Khi ba chữ này được Đỗ Tiểu Long nói ra thì Lưu Siêu Cử thật sự có tâm tư muốn chết đi được. Hắn đang đứng trước mặt anh trai và các vị lãnh đạo tỉnh thành, hắn cảm thấy mình giống như ném rác lên mặt anh mình, hơn nữa anh mình từ đầu đến cuối lại không biết gì về vấn đề này. Thế là hắn cảm thấy đầu óc xoay vòng vòng, hai chân mềm nhũn, sau đó ngã ngồi xuống đất. Cậu xác định sao? Lưu Chiêu Phong đi đến trước mặt Đỗ Tiểu Long dùng giọng khó tin hỏi. Sao lại lầm cho được? Tôi cũng không thể nào nói sai tên của lãnh đạo mình được. Đỗ Tiểu Long không tự chủ được và mở miệng dưới áp lực của Lưu Chiêu Phong. Hắn ta chính là Lưu Siêu Cử. Nhị nha đầu nhìn Lưu Siêu Cử ngồi dưới đất rồi lớn tiếng nói. Lúc này Đỗ Tiểu Long đang chống nạng, gương mặt lộ ra vẻ căm hận. Lưu Chiêu Phong dừng lại vài giây đồng hồ, gương mặt cực kỳ nghiêm túc, phát hiện ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào mình. Hắn thật sự sinh ra cảm giác giống như có kiến bò trên mặt mình. Cảm thấy rất ngứa ngáy. Lúc này lão thủ trưởng đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kia làm hắn khiếp đảm, nói ra thì khí thế trên người lãnh đạo mới thật sự là thứ làm hắn sợ hãi. Bầu không khí rất cô đọng, cực kỳ căng thẳng, giống như từng phần tử đang chậm rãi tách ra. Lúc này đầu óc Lưu Chiêu Phong cũng nhanh chóng xoay chuyển, hắn nhìn chằm chằm vào em trai, sau đó nhanh chóng tiến lên cho một tát thật mạnh. Tên khốn kiếp, ở nhà dám làm những chuyện như vậy sao? Lão thủ trưởng thật sự làm cho ngài phải chê cười, tôi về sẽ xử lý rõ ràng, đến chiều lại đến thăm ngài. Lưu Chiêu Phong trầm ngâm giây lát rồi đi đến trước mặt Mạc lão dùng giọng cung kính nói. Mạc lão vỗ vỗ vai Lưu Chiêu Phong nói. Siêu Phong, ai cũng có lúc phạm sai lầm, hơn nữa đây cũng không phải trách nhiệm của cậu, cậu xử lý tốt là được. Vâng, Lưu Chiêu Phong dùng ánh mắt cảm kích nhìn Mạc lão gia tử, sau đó kéo Lưu Siêu Cử lúc này như chó chết ra ngoài cửa. Sau khi Lưu Chiêu Phong bỏ đi, đám người Đồng Quốc Khánh biết mình ở lại cũng rất xấu hổ, thế cho nên cung kính bắt chuyện vài câu,
sau đó nhanh chóng đưa đám cán bộ thành phố Đông Bộ rời đi. Chủ tịch Vương, tôi giao nhiệm vụ cho anh ở lại đây phục vụ các vị lãnh đạo, có gì cần anh cứ gọi điện thoại cho tôi sẽ là hậu cần cho anh. Đồng Quốc Khánh nắm chặt tay Vương Tử Quân, trước khi đi dùng giọng xúc động dặn dò Vương Tử Quân. Tất cả thật sự giống như một trò hề, đến thì thật sự khí thế nhưng rời đi lại có vẻ hoảng sợ. Vương Tử Quân tiễn đám người đến đầu đường, hắn quay lại và thấy Mạc Tiểu Bắc đang đứng cách đó không xa nhìn mình. Hắn mỉm cười đi đến bên cạnh Mạc Tiểu Bắc, sau đó bắt chặt tay nàng nói. Vợ, cảm ơn em, muốn ăn cũng phải ăn cơm nhà, muốn mặc cũng phải mặc áo vải thô, biết lạnh biết nóng mới là vợ ngoan hiền. Đúng, tất cả là em sắp xếp. Mạc Tiểu Bắc nở nụ cười thản nhiên, nàng sảng khoái thừa nhận. Vương Tử Quân nhìn gương mặt vui vẻ của Mạc Tiểu Bắc, hắn chỉ cảm thấy tràn đầy tình cảm. Mạc Tiểu Bắc gãi gãi lòng bàn tay của hắn, lại dùng giọng không khách khí nói. Em biết rõ anh không quan tâm đến lời khiêu khích của người ta, nhưng em biết như vậy sẽ cảm thấy không thoải mái, em sao có thể để chồng mình bị người ta ức hiếp được. Vương Tử Quân nhìn gương mặt nghiêm trang của Mạc Tiểu Bắc, hắn vươn tay vuốt mái tóc của nàng, trong lòng đầy tình cảm ấm áp. Khi Vương Tử Quân đang vuốt ve mái tóc mềm mại của Mạc Tiểu Bắc, bọn họ đang chìm đắm vào trong thế giới của riêng mình, lúc này dưới một thân cây đại thụ cách bọn họ hơn 20 mét, nhị nha đầu đang cầm một trái dưa hấu trong tay, nàng đứng lẳng lặng nhìn thấy tất cả tình huống đang diễn ra ở bên kia. Thật sự chỉ có Mạc Tiểu Thư mới xứng đôi với Vương Đại Ca, chính mình nên cảm thấy vui vì Vương Đại Ca có một người vợ như vậy mới đúng, nhưng vì sao trong lòng lại không vui? Lại có cảm giác ê ẩm như vậy? Thiếu nữ luôn là những người ôm ấp tình cảm, lúc này hai mắt nhị nha đầu đã bị hơi nước bao phủ, nàng lẳng lặng nhìn cặp nam nữ ôm nhau bên kia, thế là nước mắt chảy dài trên má. Các vị lão gia tử cũng không ở lại thành phố Đông Bộ quá lâu, sau khi qua đêm ở thôn Đỗ Gia Khẩu, mọi người bắt đầu quay về nhà. Các lão gia tử thật sự không muốn ly biệt, thế nhưng thường là như vậy, đời có tan có hợp, có lúc chia ly. Sau khi tiễn chân Trương lão gia tử và Trương Đông Viễn, Vương Tử Quân thật sự có chút tiếc nuối, cũng thở dài một hơi. Điều hắn tiếc nuối chính là ngày nghỉ của Mạc Tiểu Bắc cũng chấm dứt, nàng phải theo Mạc lão gia tử về thủ đô. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống tối qua Mạc Tiểu Bắc nói ra phương hướng phát triển của mình, đồng thời nói rõ từng kế sách có vẻ cực kỳ phù hợp thời thế cho hắn nghe, thế là khóe miệng hắn chợt xuất hiện nụ cười mỹ mãn. Vương Tử Quân nghĩ đến những chuyện mà chỉ có thể hiểu chứ không thể nói rõ ràng, hắn chợt nở nụ cười nhàn nhạt, đồng thời trong lòng cũng bùng lửa nóng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Vương Tử Quân nhanh chóng ổn định tâm thần, hắn nói một câu mời vào. Chủ tịch Vương, anh có bận rộn gì không? Triệu Quốc Lương đẩy cửa ra, trưởng phòng tổ chức Tưởng Tuệ Minh đi vào phòng nói. Trưởng phòng Tưởng đến đấy à, anh đúng là khách quý, mời anh ngồi. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên khỏi ghế salon, hắn cùng ngồi xuống với Tưởng Tuệ Minh trên ghế salon, sau đó cười nói với Triệu Quốc Lương. Quốc Lương, cậu còn không mau pha trà long tỉnh cho mau. Tiểu tử cậu đúng là, đi theo sát phòng tổ chức thì sẽ ngày càng cầu tiến, hôm nay trưởng phòng Tưởng tự mình đến đây, cậu còn không biết đường mà biểu hiện sao. Tưởng Tuệ Minh tiếp nhân ly trà trong tay Triệu Quốc Lương, hắn cười nói. Chủ tịch Vương, đây là anh nói đấy nhé, nếu anh cam lòng buông tay, phòng tổ chức sẽ nhanh chóng cho Quốc Lương lựa chọn thoải mái. Hai người nói chuyện rồi cùng nở nụ cười, Triệu Quốc Lương châm trà vào trong ly của Vương Tử Quân rồi rời khỏi phòng. Triệu Quốc Lương tuy không quan tâm đến lời đối thoại của hai vị lãnh đạo, tuy Tưởng Tuệ Minh nói phòng tổ chức có thể cho hắn lựa chọn thoải mái, nhưng hắn biết rõ đó chỉ là câu nói cho vui của trưởng phòng Tưởng Tuệ Minh. Thậm chí dù là hắn có được chọn lựa thoải mái, hắn cũng sẽ không đi, vì đi đến vị trí khác có tốt bằng làm thư ký cho Chủ tịch Vương hay không. Sau khi Triệu Quốc Lương đóng cửa lại thì Tưởng Tuệ Minh đưa một ba văn kiện viết tay đến trước mặt Vương Tử Quân, sau đó nói. Chủ tịch Vương, dựa theo ý kiến của hội nghị thường ủy, phòng tổ chức đã cho ra ý kiến sơ bộ về điều chỉnh ban ngành cấp huyện, mong anh nhìn qua một chút. Mỗi khi có bí thư mới đến nhận chức đều sẽ điều chỉnh cán bộ, thứ nhất có thể nhanh chóng dựng lên quyền uy, thứ hai cũng có thể dễ dàng sắp xếp người của mình, càng có thể gạt đám người không nghe lời ra ngoài. Đồng Quốc Khánh có thể nói là một người cực kỳ tài giỏi trong phương án điều chỉnh ban ngành, đầu tiên là đề xuất hoạt động học tập lý luận, dù trong mắt nhiều người nó chỉ là lý luận suông, đều mở miệng chửi chó má. Nhưng khi biết được sự thật thì có một điều không thể nghi ngờ, chính là Đồng Quốc Khánh có thể lợi dụng làn gió học tập lý luận này để dễ dàng đẩy ra phương án điều chỉnh nhân sự theo ý mình.
Vương Tử Quân nhìn bản danh sách điều chỉnh có liên quan đến vận mệnh của nhiều cán bộ trong thành phố Đông Bộ, hắn không khỏi nghĩ về trưởng phòng tổ chức Tưởng Tuệ Minh. Khi thành phố Đông Bộ còn trong thời đại của Tiết Diệu Tiến, Tưởng Tuệ Minh rõ ràng là tâm phúc của bí thư Tiết Diệu Tiến. Sau này Đồng Quốc Khánh chủ trì công tác, Tưởng Tuệ Minh có thể làm thân với bí thư mới, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân tỏ ra khâm phục, vì muốn làm như vậy thật sự không dễ dàng chút nào. Kết quả này thật sự không quá khó hiểu, nhưng dù là thế nào thì năm xưa hai người cũng không có gì xung đột, hơn nữa Tưởng Tuệ Minh là người được đề bạt lên sau khi Đồng Quốc Khánh rời khỏi thành phố Đông Bộ. Đồng thời khi Đồng Quốc Khánh đến nhận chức bí thư thị ủy thì trước đó là phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy, bí thư Đồng rõ ràng có ưu thế cực mạnh, thế nên hai người mới nhanh chóng liên kết với nhau như vậy. Tuy Vương Tử Quân suy nghĩ về Tưởng Tuệ Minh nhưng cũng không quên xem xét danh sách điều chỉnh cực kỳ kỹ càng, sau khi xem xong thì hắn đặt xuống nói. Trưởng phòng Tưởng, tôi thấy đồng chí Trương Đảo Long vẫn có thể tiếp tục đảm đương công tác. Bí thư Đồng cũng có ý ngay. Anh ấy nói sự nghiệp văn hóa cũng không thể nào rơi vào tình huống tụt hậu, điều này là không tốt, thế cho nên cần tìm cho phòng văn hóa thông tin, tranh thủ cho đơn vị có thể bắt kịp xu thế phát triển. Tưởng Tuệ Minh khẽ cười rồi trầm giọng nói. Sự nghiệp văn hóa rất quan trọng, trưởng phòng văn hóa thông tin cũng có cùng cấp bậc với chủ nhiệm khu quy hoạch kỹ thuật cao, nhưng bên trong có những vấn đề gì thì không cần nói cũng quá rõ ràng. Nhưng quan lớn đè chết người, Đồng Quốc Khánh là bí thư thị ủy. Đừng nói là Trương Đảo Long thật sự không muốn, dù trong lòng có hàng vạn lý do cũng không thể kháng cự, cũng phải ngoan ngoãn phục tùng sắp xếp của Bí Thư Đồng, phải tiến quân vào sự nghiệp phát triển phòng văn hóa thông tin. Vương Tử Quân cười cười, sau đó khẽ nói. Khu quy hoạch kỹ thuật cao vừa mới xây dựng và phát triển, đang ở vào xu thế trăm phế chờ hưng, lúc này nếu thay người sẽ dễ dàng xuất hiện tình huống tách rời, theo tôi thấy nên cho bọn họ chút thời gian rồi nói sau. Tưởng Tuệ Minh cũng không nói gì thêm. Hắn khẽ đặt một dấu chấm hỏi lớn lên tên của Trương Đảo Long trong văn kiện, sau đó cười hỏi. Chủ tịch Vương, ngoài đồng chí Trương Đảo Long thì anh còn thấy cái gì cần cải biến không? Vương Tử Quân rất tán thưởng thái độ của Tưởng Tuệ Minh, vị trưởng phòng tổ chức này rõ ràng mạnh vì gạo bạo vì tiền, không phải là người thường. Nói ra thì mình cũng xem như là người cản đường phát triển của Tưởng Tuệ Minh, nếu như không có mình ra tay thì Tưởng Tuệ Minh có thể trở thành phó bí thư chủ quản khối tổ chức. Cũng không có gì nhiều. Chỉ là đồng chí Lý Cẩm Hồ xuống nhận vị trí hơi cao, tôi không phản đối anh ấy xuống huyện Nhạc Huy nhận chức, nhưng cần phải đến đúng chỗ, sao mới đó đã là bí thư huyện ủy rồi. Chủ tịch Triệu Cương Truyền của huyện Nhạc Huy có năng lực tốt, lại công tác ở huyện Nhạc Huy vài năm, có thể cho anh ấy tiến lên một bước, để đồng chí Lý Cẩm Hồ làm chủ tịch huyện. Tưởng Tuệ Minh trợ sững sờ, nếu như nói ý kiến của Vương Tử Quân về Trương Đảo Long thật sự nằm trong dự đoán thì lời nói về Lý Cẩm Hồ lại thật sự quá khó tưởng. Hắn là trưởng phòng tổ chức thị ủy, hắn biết rõ chênh lệch giữa bí thư và chủ tịch huyện, hai vị trí này nhìn qua thì đều là cấp trưởng phòng nhưng lại là lãnh đạo đứng đầu và lãnh đạo đứng hàng thứ hai. Đồng Quốc Khánh là người nói ra yêu cầu cho Lý Cẩm Hồ là bí thư huyện ủy huyện Nhạc Huy, vì hắn thấy đó là đền bù tổn thất cho Lý Cẩm Hồ khi không được tiến lên vị trí thư ký trưởng khối chính quyền thành phố, lại không ngờ chủ tịch Vương chỉ cho phép Lý Cẩm Hồ làm chủ tịch huyện mà thôi. Nhưng Tưởng Tuệ Minh lại hiểu ra ngay lập tức. Hắn đưa mắt nhìn vị lãnh đạo đang lạnh nhạt ngồi uống trà ở phía đối diện, thế là trong lòng không khỏi bùng lên cảm giác bội phục. Lý Cẩm Hồ trực tiếp đảm nhận vị trí bí thư huyện ủy, như vậy sẽ căn bản không là nước cùng bầu với Triệu Cương Truyền, nhưng Lý Cẩm Hồ có Vương Tử Quân chống đỡ sau lưng, như vậy thì thế nào? Triệu Cương Truyền trước đó đã có ý dựa vào Vương Tử Quân, bây giờ nổi giận chắc chắn sẽ không chùn bước mà dựa vào Đồng Quốc Khánh. Thế là một người thiếu tinh lực như Lý Cẩm Hồ sắp bị phân tán vào trong tranh chấp không ngừng với Triệu Cương Truyền. Nhưng nếu để cho Lý Cẩm Hồ là chủ tịch huyện, như vậy Triệu Cương Truyền có thể là bí thư huyện ủy huyện Nhạc Huy, như vậy huyện Nhạc Huy không những vượt qua thời điểm quá độ, hơn nữa Lý Cẩm Hồ dưới sự giúp đỡ của Vương Tử Quân hoàn toàn có thể vung tay vung chân công tác. Nếu Lý Cẩm Hồ có được thành tích, như vậy sau này có thể tiến lên làm bí thư huyện ủy hoặc cán bộ cấp phó trên thành phố, đây là sự việc tất yếu. Hơn nữa nếu sự việc lan truyền ra ngoài cũng có trợ giúp rất lớn với thanh danh của Vương Tử Quân, ít nhất cái mũ dùng người không khách quan cũng sẽ không chụp lên đầu Vương Tử Quân. Tưởng Tuệ Minh thầm cảm khái về thủ đoạn mạnh mẽ của Vương Tử Quân, đồng thời cũng sinh ra chút hoài nghi khi mình lao vào vòng tay của Đồng Quốc Khánh. Nhưng chút hoài nghi đã nhanh chóng biến mất sạch, trên quan trường nếu đã đứng yên tại vị trí thì tốt nhất đừng nên lo lắng quá nhiều. Sau khi trao đổi thêm ý kiến với Vương Tử Quân thì Tưởng Tuệ Minh rời đi.
Tưởng Tuệ Minh đi chưa được bao lâu thì Trương Đảo Long đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, có chuyện này tôi muốn báo cáo với anh. Trương Đảo Long với gương mặt phát lạnh, dù hắn đang cười nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn khóc. Vương Tử Quân phất tay với Triệu Quốc Lương đi vào rót nước, sau đó hắn trầm giọng nói. Có gì anh cứ nói. Chủ tịch Vương, bây giờ khu quy hoạch kỹ thuật cao vừa mới xây dựng và phát triển, có rất nhiều sự kiện đang đi những bước đầu tiên, tôi cảm thấy nếu lúc này mình bị điều chỉnh thì rõ ràng là một hành vi không sáng suốt. Tôi cũng không phải lì lợm muốn ở lại, mà bây giờ nếu để tôi di, tôi thật sự là không đành lòng. Lúc này khu quy hoạch kỹ thuật cao đang hừng hực khí thế phát triển, nếu chúng tôi có chút vấn đề, chỉ sợ sẽ lại tụt về phía sau. Vương Tử Quân nhìn gương mặt và ánh mắt phẫn nộ của Trương Đảo Long, hắn lạnh lùng nói. Chủ nhiệm Đảo Long, ai nói anh rời khỏi khu quy hoạch kỹ thuật cao? Anh nói khu quy hoạch kỹ thuật cao đang ở vào giai đoạn xây dựng phát triển cực kỳ quan trọng, cần phải đặt tinh lực lên mặt quy hoạch và phát triển, còn những thứ khác, anh không cần suy xét, cũng không phải là phương diện anh có thể suy xét. Trương Đảo Long nói đến tính quan trọng của công tác thuộc khu quy hoạch kỹ thuật cao vào thời điểm này là có vài phần chân thật. Khi hắn biết được thông tin mình sẽ bị điều đến làm trưởng phòng văn hóa thông tin thì cảm thấy trước mắt tối sầm, trong lòng rối loạn. Lần này hắn đến tìm Vương Tử Quân rõ ràng là một biểu hiện vò sứt lại mẻ. Trương Đảo Long cảm thấy vị trí trưởng phòng văn hóa thông tin là cực kỳ xấu hổ, hắn dù ồn ào thế nào cũng sẽ không có kết quả tệ hại hơn, nếu như hắn không có biểu hiện thì chẳng phải quá uất ức sao. Việc như vậy thì hắn không muốn làm. Nhưng Trương Đảo Long cũng không ngờ, mình đến phòng làm việc của Chủ tịch Vương. Vị chủ tịch được hắn ký thác kỳ vọng đã lớn tiếng phê bình mình. Trương Đảo Long rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân mà hồn bay phách lạc, bầu trời vốn sáng sủa chợt trở nên ảm đạm. Hắn vốn cảm thấy đến tìm chủ tịch Vương sẽ có chú hy vọng, không ngờ lại trực tiếp đi ra mà căn bản không có gì. Thật sự không thể đùa. Trương Đảo Long là thân tín của Tiết Diệu Tiến, hắn cũng không thể đi tìm Đồng Quốc Khánh, hơn nữa dù có đi tìm thì Đồng Quốc Khánh cũng chưa chắc đã dùng hắn. Những năm nay lãnh đạo dùng người nào chỉ nhìn vào bản lĩnh thực tế của anh. Còn phải xem anh có vừa mắt hay không. Chỉ cần bí thư Đồng nói một câu sự nghiệp văn hóa rất quan trọng, cần loại cán bộ trẻ tuổi như anh đi xây dựng phát triển, những câu như vậy cũng đủ cho hắn nghẹn chết rồi. Trương Đảo Long hỗn loạn đi xuống lầu khu văn phòng khối chính quyền thành phố, hắn luôn cúi đầu bước đi, căn bản không chú ý đến việc có người phía trước, thế cho nên đã húc vào một người cũng đang vội vã đi đến. Anh, Đảo Long, anh làm sao? Người kia định mở miệng răn dậy, nhưng khi thấy rõ Trương Đảo Long thì chợt nở nụ cười. Trương Đảo Long lúc này cũng thấy rõ người đến là ai, hắn khẽ xoa đầu đang khá đau rồi ngượng ngùng chào hỏi. Khuê Hiền, xấu hổ quá, tôi cũng đúng là, đi đường không chịu nhìn trước sau. Người bị Trương Đảo Long đụng vào cũng không phải người ngoài, người này tên là Lục Khuê Hiền, là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách. Trước kia hai người không có giao tiếp hay liên lạc gì. Nhưng bây giờ cơ hội lại đến. Trước Tết con trai của Trương Đảo Long và con gái lớn của Lục Khuê Hiền chợt qua lại với nhau, tuy còn chưa kết hôn nhưng hai bên cũng đã thông báo cho gia trưởng, ít nhất bọn họ cũng xem như coi nhau là người nhà. Đụng phải xui ra, sao lại trùng hợp như vậy? Lục Khuê Hiền đưa tay vuốt ngực rồi cười hì hì nói. Đảo Long, sao lại thất thần như vậy? Đừng nên thất thần ở chỗ này, nếu không để Chủ tịch Vương biết được, như vậy anh hãy coi chừng. Cũng sẽ không gặp được Chủ tịch Vương, anh ấy đang ở trong phòng. Trương Đảo Long khá khó chịu, dưới tình huống thất vọng thì giọng điệu cũng lớn hẳn lên. Lục Khuê Hiền tuy vị trí không bằng Trương Đảo Long thế nhưng lại là người khôn khéo, lúc này nghe thấy giọng điệu không đúng của Trương Đảo Long, hướng nhanh chóng ý thức được trong sự việc này có vấn đề. Nếu là người khác thì hắn nhất định không quan tâm, nhưng bây giờ thì khác, đây chính là bố chồng của con gái hắn, thế là không thể không hỏi thăm. Anh Trương! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Anh nói tôi biết xem, cũng đừng giấu trong lòng. Lục Khuê Hiền vừa nói vừa kéo Trương Đảo Long. Một người bạn của tôi mở một quán trà các khu văn phòng khối chính quyền thành phố không xa, chúng ta đến đó uống trà trò chuyện. Trương Đảo Long là người tương đối cứng nhắc, lúc này hắn thật sự không muốn nói nhảm với người khác, nhưng dù sao đây cũng là thông gia của mình, hắn cũng không thể nào đuổi người ta đi được. Vì vậy khi Lục Khuê Hiền lôi kéo thì hắn cố gắng nói. Anh Lục, nếu không thì đến chiều rồi hãy uống trà, anh đến đây có việc gì sao? Còn không phải chuyện của nhà máy may Miên Phượng sao? Bọn họ gây loạn nhiều ngày, cũng không phải chỉ mới đây, chúng ta tâm sự một chút rồi nói sau. Lục Khuê Hiền vừa nói vừa kéo Trương Đảo Long ra ngoài.
Trương Đảo Long nghe thấy đó là nhà máy Miên Phương thì lập tức lấy lại chút tinh thần. Anh không nói thì thiếu chút nữa tôi cũng đã quên, vị bí thư đại nhân kia nói chỉ trong vòng 2 tháng sẽ giải quyết được vấn đề của công ty may Miên Phương, bây giờ có gì thay đổi không? Có gì thay đổi đâu chứ. Nợ ngân hàng một mớ, hơn 1.000 công nhân cũng phải ăn cơm, sản phẩm ế đọng. Hừ, cái gì mà 2 tháng giải quyết vấn đề, theo tôi thấy ngoài phá sản thì căn bản không có biện pháp nào khác, cho dù là 2 năm cũng toi công. Lục Khuê Hiền nói rất khẽ, thế nhưng khi lắc đầu thì trên mặt có thêm vài phần bất đắc dĩ. Đây cũng là chuyện không thể nào khác hơn, bây giờ tình thế quốc tế là như vậy. Năm xưa công ty may Miên Phưởng là xí nghiệp phát triển rất tốt, cuối cùng cũng rút xuống theo xu thế. Trương Đảo Long có vài phần cảm tình với nhà máy may Miên Phưởng, dù sao thì vợ hắn năm xưa cũng từng công tác ở nhà máy này. Trong sự việc này có công lao của Trương Đảo Long anh, nếu anh không ôm mất của người ta một nhân tài, công ty người ta sẽ rơi vào tình trạng hôm nay sao? Lục Khuê Hiền và Trương Đảo Long không có gì cố kỵ, vì vậy mở miệng dùng giọng vui cười đùa giỡn. Sự kiện cướp đoạt mỹ nhân năm xưa chính là một chuyện đắc ý của Trương Đảo Long, thế là hắn lên tiếng. Tất nhiên rồi, nhưng cô ấy cũng nên cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình, nếu không thì bây giờ phải cùng nghỉ việc với vị kỹ sư công trình kia rồi. Hai người nói cười rồi đi đến bãi đậu xe, lái xe của Trương Đảo Long thấy lãnh đạo đi đến thì nhanh chóng chạy xe ra. Lục Khuê Hiền cũng có chạy xe đến, nhưng hắn lại phân phó lái xe về trước, chính mình leo lên xe của Trương Đảo Long. Làm chủ nhiệm khu quy hoạch kỹ thuật cao xem như cực kỳ thoải mái, hi hi, chạy Audi, ngay cả phó chủ tịch thành phố cũng không được ngồi xe tốt như thế này. Lục Khuê Hiền nằm ra phía sau rồi cười nói với Trương Đảo Long. Nhưng lúc này Trương Đảo Long căn bản không có tâm tư đùa giỡn, khu quy hoạch kỹ thuật cao là nơi tốt, hắn thật sự không muốn đi, thế nhưng hắn có thể quyết định được sao? Lục Khuê Hiền thấy vẻ mặt ảm đạm của Trương Đảo Long thì thầm nghĩ, không có lửa sao có khói, xem ra những lời đồn của phòng tổ chức cũng có vài phần là thật, bí thư Đồng sắp động vào vấn đề nhân sự, xem ra xui ra của mình cũng khó giữ được vị trí hiện tại. Quán trà cách khu văn phòng khối chính quyền thành phố 300 mét, xe chạy một lát là đến nơi. Chủ quán trà có quen biết với Lục Khuê Hiền, sau khi Lục Khuê Hiền đến thì không những nhiệt tình chiêu đãi, hơn nữa còn tự mình đưa hai người vào trong một gian phòng yên tĩnh, pha một bình trà Long Tỉnh tốt nhất. Khi cửa phòng khép lại thì Trương Đảo Long mới giữ vững tinh thần nói. Khuê Hiền, không ngờ anh có căn cứ địa ở đây, vài ngày nữa tôi cũng phải học tập anh mới được, không có việc gì cũng nên tìm một chỗ uống trà, coi như tiêu khiển một chút. Lục Khuê Hiền rót trà cho Trương Đảo Long rồi cười hỏi. Đảo Long, rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Anh nói tôi nghe xem. Ôi, anh Lục, anh không phải luôn oán trách tôi không có thời gian uống với anh vài ly sao? Sau này tôi nên là người oán trách anh, nói cho anh biết, vài ngày sau anh phải gọi tôi là trưởng phòng Trương, tôi sẽ là trưởng phòng văn hóa thông tin. Trương Đảo Long dù dùng giọng nói giỡn lên tiếng nhưng căn bản không cười, từ vị trí chủ nhiệm khu quy hoạch kỹ thuật cao đến trưởng phòng văn hóa thông tin, đây cũng không thể được coi là lên chức. Lục Khuê Hiền nhíu mày, hắn cũng biết rõ sự việc bên trong. Hắn thấy nếu không phải Tiết Diệu Tiến rời khỏi quan trường thành phố Đông Bộ, chỉ sợ Trương Đảo Long sẽ tiến lên làm phó chủ tịch thành phố trong tương lai gần, thậm chí là thường ủy thị ủy, vì khu quy hoạch kỹ thuật cao là nơi có thể tạo ra thành tích. Không ngờ Tiết Diệu Tiến vừa rời khỏi diễn đàn chính trị thành phố Đông Bộ thì Trương Đảo Long càng ngày càng đi xuống, mới đó đã bị đẩy xuống phòng văn hóa thông tin, đây có khác gì đi dưỡng lão. Không phải không có trưởng phòng văn hóa thông tin tiến lên làm phó chủ tịch thành phố, nhưng số này là rất ít. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Lục Khuê Hiền nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói. Chuyện này đã định rồi sao? Nghe nói trưởng phòng Tưởng đã ký lên danh sách. Trương Đảo Long nói đến đây thì lắc đầu bất đắc dĩ. Đảo Long, anh cũng không nên oán trưởng phòng Tưởng, anh đi hay ở cũng không phải là trưởng phòng Tưởng có thể quyết định được. Lục Khuê Hiền nói rồi hỏi tiếp. Anh đi tìm chủ tịch Vương chính là vì việc này sao? Dù sao thì vò sứt cũng không sợ mẻ, tôi không thể không đến tìm, chẳng lẽ để người ta thích làm gì thì làm. Trương Đảo Long nói ra những gì áp chế trong lòng, sau đó hắn cảm thấy khá hơn, nâng ly trà lên uống một ngụm. Lục Khuê Hiền dùng giọng coi trọng nói. Chủ tịch Vương nói thế nào? Còn nói thế nào nữa? Bị chủ tịch Vương mắng cho một chặp. Trương Đảo Long đặt ly trà xuống rồi học theo giọng của Vương Tử Quân nói. Chủ nhiệm Đảo Long, anh nên đặt tinh lực lên công tác đẩy mạnh phát triển khu quy hoạch kỹ thuật cao, những thứ khác anh không cần suy xét, cũng không phải chuyện của anh.
vẻ mặt Lục Khuê Hiền khẽ động, hắn vội vàng nói. Còn gì nữa không? Còn gì nữa, tôi trực tiếp bị chủ tịch đuổi ra. Trương Đảo Long thấy Lục Khuê Hiền không rót trà cho mình, hắn tự tay cầm lấy ấm trà rót cho chính mình. Anh Trương của tôi ơi, vậy thì anh còn bực tức gì nữa? Không mau quay về khu quy hoạch kỹ thuật cao mà thành thật công tác đi. Lục Khuê Hiền giống như nghĩ đến điều gì đó, hắn vỗ vỗ vai Trương Đảo Long rồi lớn tiếng nói. Trương Đảo Long bị Lục Khuê Hiền vỗ vai thiếu chút nữa đã làm rơi cả ấm trà, hắn đưa mắt nhìn gương mặt vui vẻ của Lục Khuê Hiền, sau đó nói bằng giọng bất mãn. Thành thật công tác, làm gì? Ông đây ngồi ăn chờ chết, đợi ngày bị điều đi là được. Trương Đảo Long anh đúng là, bình thường rất thông minh khôn khéo, hôm nay sao lại biến thành kẻ ngốc thế này? Anh xem xét lại lời nói của Chủ tịch Vương thì biết ngay, nếu như anh thật sự nghĩ mãi không rõ, tôi thấy anh nên đi học bổ túc văn hóa ở phòng văn hóa thông tin, xem như tu thân dưỡng tính cũng không sai. Lục Khuê Hiền càng nói càng thêm thoải mái, sau khi nói vài lời ẩn giấu thì chỉ cười hì hì. Trương Đảo Long có thể trở thành tâm phúc của Tiết Diệu Tiến thì cũng không phải người bình thường, lúc này hắn nghe được lời phân tích của Lục Khuê Hiền, thế là trở nên trầm ngâm. Hắn hầu như xem xét lại quá trình mình tiến vào trong hàng ngũ của Vương Tử Quân một lượt. Cần làm tốt công tác của mình, những việc khác không cần anh quan tâm. Trương Đảo Long càng nghĩ theo lời của Vương Tử Quân thì càng cảm thấy đúng. Sau đó hắn ngẩng đầu, trong mắt đầy vui vẻ. Chủ tịch Vương nói tôi nên làm tốt công tác của mình, chẳng phải đã nói rõ tôi không bị điều động đi sao? Đó là đương nhiên, nếu anh sẽ bị điều động, anh nghĩ rằng Chủ tịch Vương sẽ nói như vậy sao? Nếu anh không thích làm chủ nhiệm khu quy hoạch kỹ thuật cao, anh cũng không cần làm gọi là công tác của mình. Lục Khuê Hiền tỏ ra thấu hiểu nói. Trương Đảo Long tuy thật sự kinh hoàng, trước đó hắn đã khẳng định ý nghĩ của mình, nhưng bây giờ nghe được những lời khuyên của Lục Khuê Hiền thì thật sự yên lòng. Hắn nâng bình trà rót vào ly cho Lục Khuê Hiền, sau đó dùng giọng không nhịn được nói. Anh Lục, anh nói xem Chủ tịch Vương có chống lại được Bí thư Đồng không? Uổng phí anh là chủ nhiệm khu quy hoạch kỹ thuật cao nhưng chút chuyện như vậy cũng không nhận ra được. Bây giờ tuy Bí thư Đồng phát triển rất mạnh, thế nhưng nếu nói về uy tín ở thành phố Đông Bộ, bây giờ Bí thư Đồng còn chưa thể nào theo kịp Chủ tịch Vương. Lục Khuê Hiền khẽ cười rồi nói tiếp. Anh biết bây giờ trên dưới nói gì về Bí thư Đồng không? Nói thế nào? Trương Đảo Long vội vàng hỏi. Bí thư có như không? Lục Khuê Hiền chỉ sợ xui ra của mình nghe không rõ, thế là lên tiếng giải thích. Bọn họ nói rằng Bí thư Đồng nói còn dễ nghe hơn hát, nhưng bình thường đều không có độ nặng. Ha ha ha, ai lại thiếu đạo đức như vậy, dám đặt ngoại hiệu cho Bí thư Thị ủy. Trương Đảo Long dù nói quang minh chính đại nhưng nụ cười trong mắt lại khó thể che giấu được, dù sao thì hắn và Đồng Quốc Khánh vẫn có chút vướng mắc. Lục Khuê Hiền cũng cười nói. Ngoại hiệu này thật sự có chút thất đức, nói thật nhé, Bí thư Đồng vẫn bí thư có khả năng làm việc hiện thực, nếu có một trợ thủ thành thật nghe lời, có lẽ sẽ tìm được thanh danh tốt. Chỉ là số mệnh của Bí thư Đồng không được tốt, lại phải nhập gánh công tác với Chủ tịch Vương. Từ khi Chủ tịch Vương đến thành phố Đông Bộ đến nay đã làm được nhiều chuyện hiện thực, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng vấn đề tiền lương cho công nhân đã có rất nhiều người cảm kích anh ấy. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ muốn áp dụng chính sách này ở khu quy hoạch kỹ thuật cao, nhưng tôi còn chưa bắt đầu thì đã gặp khá nhiều áp lực, thế nên cũng không dám tùy tiện áp dụng. Cũng nhờ có Chủ tịch Vương, thế cho nên tôi mới cố gắng ép xuống. Anh có biết không, bây giờ người làm công đến thành phố Đông Bộ chúng ta khá nhiều, cho dù tiền lương ở thành phố khác có cao hơn Đông Bộ một chút, bọn họ vẫn đến thành phố chúng ta tìm việc. Chưa nói đến những thứ gì khác, thức ăn có trong rổ mới là tốt, lấy được tiền lương kịp thời mới quan trọng. Vì vậy anh nên đặt trái tim vào lại ngực mình, Bí thư Đồng muốn điều chỉnh cán bộ, nhưng có một số việc anh ấy còn phải xem Chủ tịch Vương có đồng ý hay không đã. Lục Khuê Hiền nói, trong mắt lộ ra cái nhìn đầy hâm mộ. Trương Đảo Long nhìn xui ra của mình, hắn càng nhìn càng thấy tốt, thế là cười ha hả nói. Anh Lục, anh nói rất đúng, còn phải xem Chủ tịch Vương có đồng ý hay không. Khi hai người nói chuyện với nhau, điện thoại của Trương Đảo Long chợt vang lên. Khi thấy dãy số gọi đến thì vẻ mặt Trương Đảo Long có hơi căng cứng. Chào trưởng phòng tưởng, tôi là Trương Đảo Long. Trương Đảo Long nghe máy, hắn trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Đầu dây bên kia chính là trưởng phòng tổ chức Tưởng Tuệ Minh, lúc này hắn cười ha hả nói. Chủ nhiệm Trương, anh sao lại xa lạ như vậy? Có phải chê tôi những ngày qua không đến khu quy hoạch kỹ thuật cao dùng cơm không? Hi hi, trưởng phòng tưởng,
mỗi ngày tôi đều muốn thân cận với anh, nhưng không phải anh còn chị dâu ở nhà sao? Trương Đảo Long có tâm tình rất tốt, thế nên cũng có tâm tư vui đùa với Tưởng Tuệ Minh. Chủ nhiệm Trương cũng đúng là, cứ nói theo kiểu như vậy. Được rồi, tôi và anh cũng lâu chưa dùng cơm chung, thế này đi, hôm nay tôi làm chủ, hai chúng ta dùng cơm tâm sự một chút. Tưởng Tuệ Minh cười cười dùng giọng chân thật đáng tin nói. Được, trưởng phòng Tưởng tự mình triệu kiến, tôi đảm bảo sẽ đến theo lời kêu gọi của lãnh đạo. Trương Đảo Long nói rồi thay đổi chủ đề. Nhưng phải là tôi mời khách, vì có câu ăn của người thì miệng ngắn lại, đám cán bộ nhỏ như chúng tôi thật sự thích làm cho miệng của trưởng phòng ngắn lại, kính mong ngài cho chúng tôi cơ hội. Tưởng Tuệ Minh cười ha hả, hắn mắng Trương Đảo Long hai câu, sau đó cúp điện thoại. Tuy Tưởng Tuệ Minh không nói gì cả, thế nhưng hai người Trương Đảo Long đã hiểu rõ vấn đề, cũng thầm nghĩ rằng sự việc đã được quyết định. Xem ra tôi không phải làm trưởng phòng văn hóa thông tin. Anh Lục, lúc này đã quá buổi sáng, hai chúng ta cũng đừng uống trà, uống chút rượu nhé. Trương Đảo Long có tâm tình rất tốt, hắn cười mời mọc Lục Khuê Hiền. Lục Khuê Hiền cũng vui sướng thay cho xui ra nhà mình, hắn định đồng ý, đúng lúc điện thoại vang lên, vừa nghe máy thì bên kia đã có người lớn tiếng nói. Chủ nhiệm Lục, không tốt rồi, đám công nhân nhà máy Miên Phượng chuẩn bị đến khối chính quyền kêu oan. Các anh làm thế nào vậy? Không phải nói các anh trấn an tâm tình của mọi người sao? Tôi nói rõ với anh nhé Điền Thắng Lợi, nếu như chuyện này náo loạn lớn, anh cũng đừng hòng tiếp tục là giám đốc nhà máy. Trên đầu Lục Khuê Hiền chợt nổi gân xanh, hắn lớn tiếng nói với đầu dây điện thoại bên kia. Nhưng Điền Thắng Lợi ở đầu dây bên kia cũng không bị những lời này của Lục Khuê Hiền dọa cho sợ hãi, hắn lớn tiếng nói. Chủ nhiệm Lục, anh nhắc đến vị trí giám đốc, tôi cảm thấy mình thật sự không muốn làm nữa. Anh nói tôi trấn an công nhân, lại không đưa tiền cho tôi, anh nói xem tôi nên lấy gì trấn an bọn họ. Giám đốc Điền, tôi đang báo cáo với lãnh đạo ở khối chính quyền thành phố, đợi đến khi bí thư đồng thông qua, tất cả sẽ không có vấn đề. Bây giờ anh nên làm tốt công tác ổn định công nhân đi. Lục Khuê Hiền dùng giọng nóng lòng như lửa đốt nói với đầu dây bên kia rồi cúp điện thoại. Con bà nó, chuyện quái quỷ gì thế này? Đảo Long, xem ra lần sau gặp mặt hãy uống rượu, bây giờ tôi phải đến báo cáo cho lãnh đạo thành phố. Trương Đảo Long dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn Lục Khuê Hiền rồi nói. Người hầu sẽ không được tự do, anh Lục, tôi đưa anh qua, những chuyện thế này có gấp cũng không được, tình thế bây giờ là như vậy, xem ra công ty may Miên Phượng phá sản là chuyện khó tránh khỏi. Ôi, tưởng rằng đến làm phó chủ nhiệm ủy ban cải cách thì rảnh rỗi vui sướng, không ngờ lại bận rộn thế này. Lục Khuê Hiền nói rồi vội vàng đi xuống lầu. Đồng Quốc Khánh lúc này cũng không rời khỏi phòng làm việc, cửa phòng hắn đóng chặt, điều hòa bên trong dưới 20 độ. Bí thư Đồng thật sự không sợ gì nhưng chỉ sợ nóng, thế cho nên đến mùa hè là đóng chặt cửa lại. Để Trương Đảo Long ở lại khu quy hoạch kỹ thuật cao sao? Đồng Quốc Khánh nói giống như quyết định, cũng giống như đang hỏi Đảng Hằng ở vị trí đối diện. Đảng Hằng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hắn có dáng người rất chuẩn, bây giờ ngồi đối diện với Đồng Quốc Khánh, tuy có thể thấy rõ vẻ mặt bình tĩnh của Bí thư Đồng, nhưng hắn vẫn nhìn ra chút phẫn nộ trong mắt lãnh đạo. Lúc này Đồng Quốc Khánh thật sự không thoải mái. Hắn là lãnh đạo đứng đầu thành phố, mỗi khi hắn có một ý nghĩ gì đó thì hình bóng Vương Tử Quân luôn xuất hiện lắc lư trước mặt hắn, nhiều khi ý nghĩ của đối phương còn đến nhanh hơn cả mình. Hắn cảm thấy Vương Tử Quân như một bóng ma lúc nào cũng rình rập thế giới nội tâm của mình, làm cho hắn khó thể yên tĩnh, trong lòng luôn cảm thán, ôi, võ đài chính trị thành phố Đông Bộ này đã sinh du cớ sao còn sinh lượng. Thấy Đồng Quốc Khánh nhìn chằm chằm vào mình mà không nói, Đảng Hằng rất muốn làm cho Bí thư Đồng thoải mái một chút, muốn trực tiếp nắm bắt Trương Đảo Long. Nhưng nghĩ đến tình huống Tưởng Tuệ Minh vừa rời đi thì hắn lại dùng giọng uyển chuyển khuyên nhủ. Bí thư Đồng, Trương Đảo Long công tác khá tốt, tuy khu quy hoạch kỹ thuật cao vừa mới xây dựng nhưng cũng xem như đang thiết lập phần khung sườn. Hơn nữa người này vừa công tác ở khu quy hoạch kỹ thuật cao chưa đến một năm, bây giờ nếu thay đổi thì thật sự sẽ có người nói ra vào. Chương 535, anh là lãnh đạo của tôi. Đảng Hằng nói ra rất nhiều lý do, nhưng có một lý do hắn hiểu rõ nhưng không dám nói, đó chính là Bí thư Đồng ngài có thể nắm chắc tìm được đa số phiếu ở hội nghị thường ủy hay không. Nếu như ngài đã không thể nắm chắc được phần thắng, như vậy nó sẽ là một đả kích rất lớn cho uy tín của ngài. Sau khi từ Đỗ Gia Khẩu quay về thì Đảng Hằng luôn cảm thấy bầu không khí ở thị ủy có gì đó là lạ, một vài người trước đó đi lại rất thân thiết với Bí thư Đồng chợt có thái độ mập mờ.
Hắn hiểu rõ như vậy là có ý gì, hơn nữa hắn cũng tin Bí Thư Đổng là người trong cuộc thì càng hiểu rõ hơn cả mình. Chỉ có thể là như thế. Đổng Quốc Khánh trầm ngâm nửa ngày rồi dùng giọng thản nhiên nói. Thành phố Đông Bộ thay đổi nhân sự, tất cả diễn ra trước mắt mọi người, trong quá trình này tất nhiên sẽ có người vui có người buồn. Người vui dĩ nhiên là kẻ được đề bạt, buồn tất nhiên là những người rời khỏi vị trí quan trọng, không vui không buồn chính là những người dậm chân tại chỗ. Trong quá trình điều chỉnh cán bộ cấp huyện thì hấp dẫn ánh mắt người ta nhất chính là Bí Thư Huyện ủy huyện Nhạc Huy Nhan Mạnh Lương. Vị Bí Thư Nhan này tiến lên làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Đông Bộ, có thể nói Nhan Mạnh Lương là một con ngựa đen trong quá trình điều chỉnh nhân sự lần này. Thái Nguyên Thương tiến lên làm Thư ký trưởng Văn phòng Khối chính quyền thành phố, Lý Cẩm Hồ làm Chủ tịch huyện Nhạc Huy cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng để cho người ta nghị luận nhiều nhất chính là Chủ nhiệm Hiệp hội Quản lý Khu quy hoạch Trương Đảo Long. Khi mọi người đang truyền nhau tin đồn chủ nhiệm Trương sẽ rời khỏi vị trí đến làm trưởng phòng văn hóa thông tin thì có quyết định điều chỉnh nhân sự và người này vẫn ngồi trên vị trí cũ, chức vụ trưởng phòng văn hóa thông tin lại là một đề bạt với người khác. Trong quá trình thay đổi nhân sự thì danh sách của Tưởng Tuệ Minh cũng có không ít thay đổi, nhưng Vương Tử Quân cũng không thể không thừa nhận quá trình thay đổi nhân sự lần này đã làm cho nhiều bộ hạ cũ của Đổng Quốc Khánh trước kia bị áp chế tiến lên phía trước, nhiều người được đề bạt. Cẩm Hồ, tinh thần rất tốt. Khi Lý Cẩm Hồ gõ cửa đi vào phòng, Vương Tử Quân nhìn Lý Cẩm Hồ mặc một bộ tây trang với áo sơ mi trắng ngắn tay, thế là không khỏi cười ha hả nói. Lý Cẩm Hồ thật sự rất vui vẻ, hắn từ vị trí phó thư ký trưởng tiến lên chủ tịch huyện mà chỉ mất hơn một năm công tác, dù hắn không phải là chủ tịch huyện Lô Bắc, thế nhưng ở thành phố Đông Bộ lại có Vương Tử Quân chống lưng, hắn làm chủ tịch huyện Nhan Huy còn thoải mái hơn huyện Lô Bắc rất nhiều. Những ngày qua vì hắn sắp tiến lên làm chủ tịch huyện Nhan Huy mà có rất nhiều cán bộ tuyến huyện đến thăm nom, thậm chí cả đồng sự cũ ở huyện Lô Bắc cũng gọi điện thoại đến chúc mừng. Chủ tịch Vương, vợ nói tôi được chủ tịch Vương cho tu thành chính quả, thế nên cố ý mua vài bộ quần áo mới, nói tôi không thể làm cho ngài mất mặt được. Lý Cẩm Hồ nở nụ cười tự giễu rồi nói với Vương Tử Quân. Lý Cẩm Hồ căn bản không khách sáo trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn tiện tay châm nước vào bình trà. Sau đó tự mình rót trà, cuối cùng mới ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân. Cẩm Hồ, anh đến huyện Nhạc Huy có tính toán gì không? Sau khi nói hai ba câu với Lý Cẩm Hồ, Vương Tử Quân nhanh chóng chuyển chủ đề lên công tác ở huyện Nhạc Huy. Lý Cẩm Hồ nghe rõ câu hỏi của Vương Tử Quân, hắn ngồi nghiêm chỉnh lại nói. Chủ tịch Vương, những ngày qua tôi nghiên cứu tư liệu về huyện Nhạc Huy, tôi cảm thấy hoàn cảnh địa lý của huyện Nhạc Huy là rất tốt. Có thể lợi dụng khí hậu đặc sắc để áp dụng phương án trồng trọt đặc sắc, cố gắng dựng lên một sản nghiệp giúp huyện Nhạc Huy phát triển toàn diện. Vương Tử Quân nghe lời đề nghị của Lý Cẩm Hồ mà liên tục gật đầu, hắn căn cứ vào câu trả lời của Lý Cẩm Hồ, cảm thấy vị chủ tịch huyện này đã bỏ ra khá nhiều công phu vì sự phát triển của huyện Nhạc Huy. À, huyện Nhạc Huy đang cho ra cải cách khá lớn với công ty Thuận Đạt, nếu như có thể làm tốt công tác cải cách công ty, như vậy sẽ là một xúc tiến tốt với kinh tế huyện Nhạc Huy. Nhưng muốn làm tốt công tác cải cách sản nghiệp này thì cần phải gấp rút sản xuất đúng chất lượng, Bí Thư Nhan Mạnh Lương và Chủ tịch Triệu Cương Truyền trước đó đã mở ra một cánh cửa mới, tôi hy vọng anh xuống công tác có thể nắm chắc lợi ích thực tế và cho ra thành tích. Lý Cẩm Hồ khẽ gật đầu, hắn cũng đã nghiên cứu qua phương diện này, công ty Thuận Đạt ở huyện Nhạc Huy có cơ sở rất tốt, nếu muốn tìm ra được thành tích thì cũng không tính là việc quá khó. Sau khi nói vài ý nghĩ phát triển huyện Nhạc Huy với Lý Cẩm Hồ, Vương Tử Quân cười nói. Chủ tịch Lý, anh xuống huyện và chuẩn bị nắm phương diện nào trước tiên? Lý Cẩm Hồ cũng đang thật sự nghĩ về vấn đề này, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy nên nắm những vấn đề đơn giản mà dễ cho ra thành tích, nhưng tôi còn chưa nghĩ rõ nên ra tay ở phương diện cụ thể nào. Vương Tử Quân căn bản rất thỏa mãn với ý nghĩ và sự tỉnh táo của Lý Cẩm Hồ, hắn cười ha hả nói. Cẩm Hồ, vấn đề cụ thể cần phải được phân tích cụ thể. Anh sắp xuống nhận chức, tôi tặng cho anh một câu, lớn gan làm việc, chú ý làm người. Lý Cẩm Hồ nhìn gương mặt trẻ tuổi hơn mình rất nhiều của Vương Tử Quân, hắn thầm nghĩ, Chủ tịch Vương thật sự còn chưa đến 30 sao. Tuy anh ấy không nói nhiều lời với mình, thế nhưng từng câu từng chữ luôn là vẽ mắt cho rồng, chỉ một câu đã chỉ rõ phương hướng công tác sau này của mình. Lớn gan làm việc chính là phải cố gắng công tác làm ra thành tích, chú ý làm người chính là xử lý tốt mối quan hệ với các thành viên ban ngành. Đặc biệt là quan hệ với Bí Thư Huyện ủy Triệu Cương Truyền. Tối qua Lý Cẩm Hồ đã nhận được điện thoại của Triệu Cương Truyền, Bí Thư Triệu Cương Truyền thật sự rất khách khí với hắn.
hắn là cán bộ lãnh đạo nhiều năm, hắn có thể nghe ra ý nghĩ chân thật của bí thư Triệu Cương Truyền, cũng biết lời nào là thật là giả. Từ lời nói của bí thư Triệu thì hắn biết đối phương muốn vui vẻ ở chung với mình, thậm chí muốn đẩy mạnh mối quan hệ hiện tại tiến lên một tầng mới. Lý Cẩm Hồ còn chưa tiền nhiệm mà đã nhận được thái độ như vậy của bí thư huyện ủy, ngoài vị trí của mình thì Lý Cẩm Hồ cũng hiểu, Triệu Cương Truyền cũng không phải là người cực kỳ lương thiện. Bí thư Triệu biết hắn chính là người của Chủ tịch Vương đến từ huyện Lô Bắc, nói chung muốn thông qua quan hệ với mình để tiến vào vòng quan hệ của Chủ tịch Vương. Chủ tịch Vương, tôi hiểu rồi. Lý Cẩm Hồ trầm ngâm giây lát rồi trịnh trọng nói. Cốc cốc cốc. Khi hai người nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Lý Cẩm Hồ đi ra mở cửa, đúng lúc này gặp một thái thần bân đang mặc áo sơ mi ngắn tay, bên hông đeo máy nhắn tin với tinh thần cực kỳ phấn chấn, hắn chợt xuất hiện trước mặt hai người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn thái thần bân với trang phục giống như Lý Cẩm Hồ, thế là hắn cười phá lên ha hả, sau đó chỉ vào thái thần bân rồi nói. Thần bân, cậu tiến vào công tác rất nhanh, mới vài ngày mà đã hiểu nhất trí hành động với chủ tịch huyện Lý Cẩm Hồ. Cậu xem, hai người bây giờ chính là nhân viên công tác của huyện Nhạc Huy, thái độ như vậy là rất tốt, nếu chủ tịch Lý không trọng dụng cậu, cậu cứ đến tìm tôi sẽ thu thập anh ấy. Thái thần bân nhìn Lý Cẩm Hồ ăn mặc khá giống mình, hắn gãi gãi đầu nở nụ cười. Khi hắn không biết nên nói thế nào thì nghe Lý Cẩm Hồ nói. Chủ tịch Vương, tôi và thái thần bân không thể không mặc giống nhau, áo quần của thần bân là do Tiểu Hà mua, ngài biết ai kéo Tiểu Hà đi mua quần áo cho thần bân không? Vậy thì cũng khó trách. Vương Tử Quân cười cười, sau đó nói với thái thần bân. Cũng đừng đứng đó, đến đây ngồi đi. Chủ tịch Vương, kỹ thuật lái xe của anh Đồng là hạng nhất, nhưng anh ấy có hơi chậm chạp, nếu làm việc không được tốt thì anh cứ kéo tôi về là được. Thái thần bân ngồi xuống rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân có thể căn cứ vào lời nói của thái thần bân để thấy rõ sự quan tâm đối với mình. Anh Đồng là lái xe lão thành của khối chính quyền thành phố Đông Bộ. Tuy kỹ thuật lái xe rất tốt nhưng trước nay chỉ ở trong ban tài xế của văn phòng khối chính quyền thành phố, nếu cứ yêu cầu được như thái thần bân thì căn bản là không thực tế. Không có gì, cậu đừng quá quan tâm, cậu nên đặt tất cả tâm tư xuống xã Giáp Hà đi là vừa. Thần bân, tôi chờ xem cậu giải bài thi như thế nào, nếu đến Tết mà cậu còn chưa cho ra phương án nào tốt, tôi sẽ cho cậu biết tay. Vương Tử Quân cười cười nói với thái thần bân. Chủ tịch Vương cứ yên tâm. Tôi sẽ tuyệt đối không làm anh mất mặt. Thái thần bân ưỡn ngực lớn tiếng nói với Vương Tử Quân. Lý Cẩm Hồ nhìn thái thần bân và Vương Tử Quân một hỏi một đáp, thầm nghĩ chủ tịch Vương thật sự quá tốt với thái thần bân. Có sự quan tâm của chủ tịch Vương thì sợ rằng tương lai của tiểu thái sau này sẽ còn rộng mở hơn cả mình. Dù sao thì thái thần bân cũng không lớn hơn Vương Tử Quân bao nhiêu tuổi, lại có sự quan tâm của chủ tịch Vương, như vậy thái thần bân sẽ lên như diều gặp gió, xuôi chèo mát mái. Lý Cẩm Hồ nghĩ đến những điều này mà không khỏi tỏ ra hâm mộ thái thần bân, nhưng nghĩ đến vị trí hiện tại của mình thì hắn lại nở nụ cười. Cẩm Hồ, thần bân, ngày mai hai người đi nhận chức, tôi cũng không đi cùng, đến lúc đó sẽ có bí thư Trúc và trưởng phòng Tưởng, tôi đã nói hai người bọn họ, để bọn họ đưa hai người xuống huyện Nhạc Huy. Vương Tử Quân nói thêm vài vấn đề công tác với hai người Lý Cẩm Hồ, sau đó khẽ nói. Chủ tịch huyện xuống nhận chức thường do trưởng phòng tổ chức đưa đi. Bây giờ Lý Cẩm Hồ xuống nhận chức không những điều động trưởng phòng tổ chức Tưởng Tuệ Minh, còn có cả phó bí thư chủ quản tổ chức là Trúc Phu Bình đi theo. Có hai vị lãnh đạo thường ủy nắm công tác tổ chức đi cùng, thật sự không chỉ đơn giản là làm cho đám cán bộ huyện Nhạc Huy phải kinh sợ không thôi. Lý Cẩm Hồ nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, hắn không khỏi sinh ra cảm giác kích động, sau đó đứng lên khỏi ghế salon nói. Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm, tôi đi đến huyện Nhạc Huy. Nếu không làm việc ra hồn sẽ tuyệt đối không quay lại. Cũng đừng như vậy, anh Lý, nếu anh không quay lại, chẳng phải chị dâu sẽ cầm dao đứng trước nhà tôi sao? Tôi nói cho anh biết, công tác phải làm cho tốt, gia đình cũng không thể không quan tâm. Đặc biệt là thần bân, cậu còn trẻ, xuống xã công tác thường có chút khó khăn, có câu, khắp thôn đều là mẹ vợ, cậu cũng đừng tạo nên quá nhiều chuyện phong lưu. Vương Tử Quân nói lời vui đùa làm cho bầu không khí trong phòng thoải mái hơn rất nhiều. Lý Cẩm Hồ nhìn Vương Tử Quân rồi có chút do dự, sau đó cười nói. Chủ tịch Vương, ngày hôm qua bí thư Triệu gọi điện thoại hỏi xem hôm nay anh có thời gian rảnh không, anh ấy và toàn thể thành viên ban ngành muốn mời ngài dùng cơm. Ăn cơm thì không có vấn đề, nhưng nhiều người thì có hơi lộn xộn. Thế này đi, anh sắp xếp địa điểm, chúng ta dùng cơm đơn giản một chút.
Vương Tử Quân nói rồi vỗ vai Thái Thần Bân nói. Thần Bân, hôm nay để cho Quốc Lương lái xe, cậu thả lỏng một chút, biểu hiện cho tốt là được. Vâng, Chủ tịch Vương. Thái Thần Bân vốn cho rằng không có chuyện của mình, tuy hắn và Vương Tử Quân là người một nhà, nhưng đây là thành viên ban ngành huyện Nhạc Huy mời Chủ tịch Vương dùng cơm, không ngờ Chủ tịch Vương nói một câu đã đuổi đám thường ủy huyện Nhạc Huy đi nơi khác, lại ném cơ hội cho mình. Tuy trong huyện có Lý Cẩm Hồ, trên thành phố có Vương Tử Quân, chắc chắn sẽ không có ai dám ngáng chân Thái Thần Bân trong lúc công tác. Thế nhưng lúc này Chủ tịch Vương đưa cả mình đi đến tụ hội cùng với Lý Cẩm Hồ và Triệu Cương Truyền, chắc chắn địa vị của mình trong mắt Triệu Cương Truyền sẽ lớn hơn rất nhiều. Được, tôi sẽ thông báo cho Bí thư Triệu. Lý Cẩm Hồ nói rồi nhấc điện thoại trong phòng làm việc của Vương Tử Quân để gọi cho Triệu Cương Truyền, hắn nói ra yêu cầu của Chủ tịch Vương, Triệu Cương Truyền tất nhiên sẽ đồng ý. Hơn nữa Triệu Cương Truyền còn nói rõ ràng, bữa cơm này phải do hắn mời. Lý Cẩm Hồ xem như quyết định sự việc, hắn sắp đặt bữa cơm trong một quán ăn Quảng Tây, nơi đó không những có hoàn cảnh yên tĩnh, hơn nữa thức ăn lại luôn là hạng nhất, đặc biệt thích hợp cho những buổi tụ hội phạm vi nhỏ. Hơn một giờ sau nhóm người Vương Tử Quân đã đi đến quán cơm, khi bọn họ xuống xe thì Triệu Cương Truyền đã tiến ra nghênh đón. Sau khi nhận được điện thoại của Lý Cẩm Hồ thì vội vàng chạy từ huyện Nhạc Huy đến đây. Khi xác định nhóm Vương Tử Quân chưa đến thì ngồi uống trà chờ trong đại sảnh quán cơm. Triệu Cương Truyền có thể tiếp nhận vị trí bí thư huyện ủy thì thật sự rất hưng phấn. Theo tin đồn trước đó thì vị trí bí thư huyện ủy sẽ là của Lý Cẩm Hồ, hắn trên cơ bản là dậm chân tại chỗ, lại không ngờ khi tuyên bố quyết định đề bạt thì hắn xem như vùng lên mạnh mẽ, trở thành lãnh đạo đứng đầu huyện Nhạc Huy. Chuyện nhân sự vốn không có gì được coi là bí mật. Thế cho nên Triệu Cương Truyền hiểu rõ mình có kết quả như vậy là ai thúc đẩy ở phía sau. Khi nghe được kết quả thì hắn có hơi ngây người, hắn dù thế nào cũng không ngờ Chủ tịch Vương lại đẩy mình tiến lên. Triệu Cương Truyền cực kỳ cảm kích Chủ tịch Vương, đồng thời cũng cố gắng dựa vào Chủ tịch Vương. Dù sao hắn và Nhan Mạnh Lương trước kia cũng tranh chấp với nhau khá mạnh, bây giờ Nhan Mạnh Lương tiến lên làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, là lãnh đạo thường ủy thị ủy, thế nên Triệu Cương Truyền cần một chỗ dựa vững chắc cho mình. Chủ tịch Vương đã đẩy hắn tiến lên vị trí bí thư huyện ủy, hắn nhân cơ hội lần này để kéo quan hệ với lãnh đạo. Đồng thời khi xác định Lý Cẩm Hồ tiến lên làm chủ tịch huyện Nhạc Huy, hắn căn bản không quan tâm mình là bí thư huyện ủy để gọi điện thoại cho Lý Cẩm Hồ. Chủ tịch Vương, mời ngài đi bên này. Triệu Cương Truyền vừa cố gắng nở nụ cười sáng lạn vừa cung kính mời Vương Tử Quân. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn thoáng qua Triệu Cương Truyền, sau đó hắn nói. Bí thư Triệu. Chúng tôi đến dùng cơm, anh nên thả lỏng một chút, nếu như muốn báo cáo công tác thì đến chiều vào phòng làm việc của tôi có khá nhiều thời gian rảnh. Chủ tịch nói rất đúng, vậy thì chúng ta đổi lại cách xưng hô, tôi thấy không bằng cứ gọi là lãnh đạo thì hay hơn. Triệu Cương Truyền là người cực kỳ cơ trí, thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì nhanh chóng bỏ theo. Vẻ mặt Lý Cẩm Hồ và Thái Thần Bân khẽ động, Triệu Cương Truyền nói một câu hai nghĩa, cũng rất có thâm ý. Hai người đều đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, chờ Chủ tịch Vương trả lời. Lúc này trên mặt Triệu Cương Truyền là nụ cười thoải mái nhưng trong lòng thật sự có chút không yên. Vậy thì cứ gọi tôi là lãnh đạo thôi cho gọn, các anh cứ gọi như vậy, bỏ đi chữ Chủ tịch, nếu không cũng xem như bại lộ thân phận. Vương Tử Quân cười cười với Triệu Cương Truyền rồi dùng giọng tùy ý nói. Nụ cười trên mặt Triệu Cương Truyền càng thêm sáng lạn, hắn cười ha hả nói. Lãnh đạo! Phòng của chúng ta ở lầu 2, mời ngài lên lầu. Một cách xưng hô đơn giản thật sự kéo khoảng cách giữa Triệu Cương Truyền và nhóm Vương Tử Quân lại với nhau, khi hắn đi vào trong phòng thì nhân viên phục vụ đã chuẩn bị thỏa đáng. Vương Tử Quân tùy ý gọi vài món ăn, sau đó một tên thanh niên cầm hai chai rượu đi vào. Tên thanh niên đặt hai chai rượu xuống rồi khẽ gật đầu với Triệu Cương Truyền, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Lãnh đạo, thật sự khó có cơ hội uống rượu với ngài. Thế cho nên lúc này tâm tình có chút kích động, thật sự khó nói nên lời. Thế này đi, hôm nay chúng ta cũng không uống nhiều, chỉ uống hai chai này thôi, ngài thấy thế nào? Triệu Cương Truyền nâng chai rượu lên cười ha hả xin chỉ thị của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe thấy Triệu Cương Truyền liên tục lên tiếng kéo gần khoảng cách giữa đôi bên, thế là hảo cảm với Triệu Cương Truyền không khỏi tăng lên vài phần. Lần này hắn đến đây cũng có ý muốn uống rượu cho thoải mái, thế là cười nói. Được. Vậy chúng ta uống một chút. Không biết có phải là Triệu Cương Truyền đã làm tốt công tác với quán cơm hay không, thức ăn được đưa lên khá nhanh, bọn họ nói chuyện được dăm ba câu thì 4-5 món đã được dọn ra bàn. Thái Thần Bân cũng nhanh chóng khui chai rượu,
sau đó rót đầy ly cho 5 người. Triệu Cương Truyền cũng không xa lạ gì Thái Thần Bân, khi Thái Thần Bân đặt ly rượu xuống trước mặt thì cười nói lời cảm tạ. Chủ tịch Vương, đại ân không nói hết bằng lời, trước tiên tôi kính ngài một ly. Triệu Cương Truyền dùng hai tay nâng ly rượu rồi trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Triệu Cương Truyền có ý gì thì đám người nơi đây đều hiểu rõ ràng, bọn họ nhìn Triệu Cương Truyền đứng lên, thế là đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn tự tay tiếp nhận ly rượu của Triệu Cương Truyền, sau đó khẽ gật đầu rồi uống một hơi cạn sạch. Triệu Cương Truyền nhìn Vương Tử Quân uống cạn ly rượu thì tâm tình rất vui vẻ, dù vừa rồi hắn đã làm tốt nhiều công tác kéo gần quan hệ giữa đôi bên, thế nhưng ly rượu này chính là biểu hiện tình huống hắn tiến vào góp sức cho Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân không từ chối mà uống một cách cực kỳ sảng khoái, thái độ này không cần nói cũng hiểu. Dù Triệu Cương Truyền cảm thấy Chủ tịch Vương sẽ căn bản không từ chối mình, nhưng lúc này thấy Chủ tịch Vương uống cạn ly thì trong lòng cực kỳ vui sướng. Khi Triệu Cương Truyền chuẩn bị cầm chai rót rượu thì Vương Tử Quân cười khoát tay nói. Cương Truyền, chén rượu của anh thì tôi đã uống, nhưng như vậy là anh đã làm sai quy củ, nào có chuyện mời rượu như vậy khi mới nhập tiệc, tôi thấy nên phạt anh 3 ly cái đã. Phạt 3 ly, lúc này đừng nói là 3 ly, dù là phạt 10 ly thì Triệu Cương Truyền cũng tình nguyện. Hắn cười ha hả nói. Lãnh đạo nói rất đúng, tôi nhận phạt, tôi nhận phạt. Sau khi qua vài vòng rượu thì bầu không khí trên bàn tiệc càng thêm nóng hổi, lúc bắt đầu thì Triệu Cương Truyền còn tỏ ra cực kỳ cẩn thận, nhưng khi một chai rượu được mọi người uống cạn thì gương mặt hắn có hơi đỏ lên. Ngoài Triệu Quốc Lương là lái xe thì Vương Tử Quân rõ ràng là người uống rượu ít nhất trong đám người. Triệu Quốc Lương cũng chỉ uống lướt qua 1 ly mà thôi, vì hắn còn phải đưa chủ tịch về. Vương Tử Quân thấy bầu không khí đã rất tốt, hắn nâng ly rượu lên nói. Cương Truyền, từ hôm nay tôi giao Cẩm Hồ và Thần Bân cho anh nên quan tâm cho tốt. Chủ tịch Vương cứ yên tâm, chủ tịch Lý và Thần Bân đến huyện Nhạc Huy, nếu có gì không hài lòng thì ngài cứ kéo tôi đến hỏi tội là được. Triệu Cương Truyền tuy uống nhiều rượu nhưng trong đầu cực kỳ thanh tỉnh, hắn vừa nói vừa cụng ly với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng đứng lên nói. Cương Truyền, tôi thật sự mỏi mắt chờ mong. Thái Thần Bân nhìn thấy Chủ tịch Vương đứng lên uống rượu với Triệu Cương Truyền, thế là trong lòng cũng nóng hầm hập. Hắn hiểu với thân phận của Chủ tịch Vương thì căn bản sẽ không đứng lên uống rượu với Triệu Cương Truyền, Chủ tịch Vương làm như vậy chủ yếu là vì mình và Lý Cẩm Hồ. Thái Thần Bân cảm thấy hốc mắt nóng lên, cảm thấy hai mắt được bao phủ trong hơi nước. Khi hắn đang ở trong cảm giác cảm động thì Vương Tử Quân nói. Thần Bân, Bí thư Triệu đã nói rõ ràng, sau này có chuyện gì thì cậu cứ đến tìm Bí thư Triệu là được. Vâng, Chủ tịch Vương. Thái Thần Bân nói rồi nâng ly đứng lên. Anh Đồng lái xe rất chuyên chú, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng thi thoảng hắn vẫn đảo mắt thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía Vương Tử Quân đang ngồi ở hàng ghế phía sau, trong lòng thầm suy đoán tâm tình của Chủ tịch Vương. Anh Đồng là lái xe của ban lái xe văn phòng khối chính quyền thành phố Đông Bộ. Trước kia hắn cũng xem như là người có cảnh tượng, nhưng sau khi vị phó bí thư hắn phục vụ bị xử lý vì vấn đề kinh tế vào thời điểm 10 năm trước, tương lai của hắn ở thành phố Đông Bộ xem như chính thức đi xuống. Tuy hắn vẫn là lái xe của ban lái xe nhưng cũng chỉ được lái vài chiếc xe phân phối tạm thời, căn bản không còn cơ hội lái xe cho chủ tịch, thường ủy thị ủy. Khi địa vị của anh Đồng trong đơn vị ngày càng giảm sút thì địa vị trong nhà lại càng rút xuống theo, vợ ở nhà cũng bắt đầu lớn tiếng, bắt đầu chọn 3 lấy 4. Đám bạn bè trước kia khách khí với hắn, bây giờ chỉ là đứng nhìn từ xa mà thôi. Khi anh Đồng cho rằng mình nên bình tĩnh sống cho qua đời này thì không ngờ một vận may khổng lồ rơi xuống đầu, một lão lái xe hơn 10 năm nữa sẽ về hưu lại được chọn làm lái xe cho Chủ tịch Vương. Anh Đồng nhớ rõ ngày đó mình đang đọc báo theo thói quen văn phòng ban lái xe, phó phòng Triệu của phòng quản lý sự vụ cơ quan đột nhiên đến tìm, để hắn đến phòng làm việc của thư ký trưởng Thái một chuyến. Anh Đồng nghe thấy như vậy thì thật sự bồn chồn lo lắng, nhanh chóng dùng kinh nghiệm nhiều năm qua của mình để suy xét vấn đề, càng nghĩ hắn càng bức bối. Có chuyện gì mà làm cho thư ký trưởng Thái phải tìm mình? Anh Đồng vì không yên nên không chú ý đến ý tốt của phó phòng Triệu, càng không chú ý đến tình huống khi sắp đi đến phòng làm việc của thư ký trưởng Thái, phó phòng Triệu bắt đầu ôn lại những năm tháng cùng mình cộng tác ở phòng sự vụ cơ quan. Hơn nữa những lời nói sau đó của thư ký trưởng Thái càng làm cho anh Đồng giống như rơi vào giấc mơ hão huyền. Trở thành lái xe cho chủ tịch thành phố, đây chính là ước mơ của biết bao nhiêu lái xe trẻ tuổi, nhưng chuyện tốt này lại rơi lên người anh Đồng. Lái xe Thái Thần Bân của chủ tịch Vương đã xuống làm chủ tịch xã, hắn biết rõ điều này,
hơn nữa trong ban lái xe cũng có không ít người chú tâm đến chuyện lái xe cho Chủ tịch Vương. Anh Đồng nghĩ rằng mình là người tay chân già cỗi, nhất định chẳng có cơ hội gì, thế cho nên cũng không có gì cầu cạnh, nhưng không ngờ cơ hội lại kéo đến. Khi Thái Nguyên Thương đưa hắn ra khỏi phòng, hắn mới xác định tất cả là thật. Làm lái xe cho Chủ tịch Vương, khi chức vụ ngày càng xác định thì chiếc máy nhắn tin anh Đồng đeo bên hông giống như biến thành đường dây nóng, hàng loạt tin nhắn kéo đến như thác lũ. Sau khi anh Đồng quay lại ban lái xe thì càng có nhiều người đến chào hỏi, còn có nhiều người đã bao năm qua chưa từng liên lạc, bây giờ lại xuất hiện. Số người mời hắn uống rượu lên đến con số cả chục. Nếu so sánh với những sự việc kia, bà vợ ở cùng nhau vài chục năm trong nhà lại giống như biến thành người khác, trước khi đi ngủ còn đưa đến cho hắn một chậu nước ấm rửa chân, hơn nữa ánh mắt mập mờ thật sự làm hắn choáng váng. Tất cả những thay đổi liên quan đến anh Đồng cũng chỉ vì một người, vì người đó mà hắn mới có được ngày hôm nay. Cảm xúc của con người có liên quan rất lớn đến trạng thái cuộc sống, tâm tình tốt sẽ sinh ra tâm lý cảm ơn. Vì vậy ngày đầu tiên anh Đồng nhận chức đã ôm một tư tưởng kiên định, yêu cầu chính mình dù như thế nào cũng không thể làm cho lãnh đạo mất mặt. Két! Sau khi chạy qua một khúc quanh, anh Đồng khẽ giấm thắng, chiếc xe chậm rãi giảm tốc độ và dừng lại. Triệu Quốc Lương ngồi bên cạnh anh Đồng cũng thấy có đám người đang đứng chắn trước khu văn phòng khối chính quyền thành phố Đông Bộ. Hắn nhìn thoáng qua đám người bên kia rồi trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, có người đến kêu oan ở cổng ủy ban, chúng ta đi cổng Tây thôi. Cổng Tây chính là một cổng khác của khu văn phòng khối chính quyền thành phố, không biết từ khi nào mà tất cả các khu văn phòng khối chính quyền các cấp đều có cửa phụ như vậy, dưới tình huống cửa chính bị chặn thì cổng phụ hoàn toàn phát huy tác dụng. Vương Tử Quân mở cửa xe phát hiện có một đám người tụ tập bên ngoài cổng khu văn phòng khối chính quyền thành phố, dù không phải cực kỳ rầm rộ nhưng cũng là 200-300 người. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó nói với anh Đồng. Chúng ta đi cổng Tây. Khi anh Đồng quay đầu xe thì điện thoại trong tay Triệu Quốc Lương vang lên, Triệu Quốc Lương nhìn dãy số gọi đến rồi quay sang báo cáo với Vương Tử Quân. Là thư ký trưởng Thái. Vương Tử Quân tiếp điện thoại, chợt nghe thấy trong điện thoại vang lên giọng nói dồn dập của Thái Nguyên Thương. Chủ tịch Vương, tôi là Nguyên Thương, bây giờ anh đến cổng khu văn phòng chưa? Tôi đang đi qua cổng Tây. Vương Tử Quân biết rõ Thái Nguyên Thương muốn nói gì, hắn cười cười rồi trầm giọng nói. Chủ tịch Vương, công nhân nhà máy may Miên Phượng đến kêu oan, bọn họ đã 5 tháng rồi chưa được nhận tiền lương, bây giờ chạy đến khu văn phòng khối chính quyền thành phố muốn được nhận lương. Thái Nguyên Thương nói ra một câu như vậy, sau đó dùng giọng đơn giản giới thiệu một lượt. Công ty may Miên Phượng. Vương Tử Quân khẽ xoa trán, trong đầu liên tục lóe lên những trí nhớ về nhà máy may Miên Phượng này. Nhà máy may Miên Phượng là một xí nghiệp lớn trong thành phố Đông Bộ, có hơn 1.000 công nhân. Vào thời điểm huy hoàng thì giám đốc nhà máy đều được trực tiếp đề bạt làm phó chủ tịch thành phố, dù là công nhân bình thường thì thu nhập cũng cao hơn cả cán bộ đơn vị nhà nước. Cũng vì thực lực kinh tế mạnh mẽ như vậy mà công nhân của nhà máy may Miên Phượng thường tìm đối tượng là cán bộ công tác trong đơn vị hành chính, chỉ có những người thật sự không tìm được đối tượng mới phải chạy ra ngoài. Nghe nói vào thập niên 80, chỉ cần nghe nói đó là người của nhà máy may Miên Phượng thì các mối giới thiệu đều thành công. Chỉ là cái gì cũng có một thời. Khi nhà nước thay đổi chính sách, hơn nữa kinh tế lại chuyển hướng sang kinh tế thị trường thì nhà máy quốc doanh này dần suy sụp. Hàng hóa ế ẩm, điều này càng làm cho công ty rơi vào tình huống cực kỳ khó khăn. Tôi biết rồi. Vương Tử Quân cúp điện thoại, vài phút sau xe chạy vào khu văn phòng khối chính quyền thành phố, Thái Nguyên Thương đã chờ sẵn ở bên dưới. Đã khống chế được thế cục chưa? Khi Thái Nguyên Thương tiến đến thì Vương Tử Quân đã trầm giọng hỏi. Lúc này thời tiết nóng bức. Trên đầu Thái Nguyên Thương vã đầy mồ hôi. Hắn đang định báo cáo với Vương Tử Quân về chuyện này, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân hỏi như thế thì chặn lại. Chủ tịch Vương, đám công nhân kia luôn mồm nói muốn gặp Bí Thư Đồng, không được gặp Bí Thư Đồng thì bọn họ sẽ không đi. Thái Nguyên Thương nói đến đây thì nhìn thoáng qua bốn phía rồi nói tiếp. 2 tháng trước Bí Thư Đồng đến khảo sát nhà máy may Miên Phượng để đẩy mạnh công tác học tập lý luận thì đã mở một buổi tọa đàm. Khi đó Bí Thư Đồng đã yêu cầu ông nhân hợp mưu hợp sức cứu sống nhà máy. Nhưng bây giờ nhà máy càng ngày càng lụn bại, vì thế công nhân mới tìm đến đây. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng từng xem thời sự và biết tin Đồng Quốc Khánh đi đến nhà máy may Miên Phượng. Hắn bước 2 bước lên cầu thang rồi quay đầu hỏi Thái Nguyên Thương. Công nhân có yêu cầu gì? Chủ tịch Vương, họ cũng không có nhiều yêu cầu, chỉ là muốn phát lương và cứu sống nhà máy.
Thái Nguyên Thương xem như đã tìm hiểu kỹ càng, vì vậy Vương Tử Quân hỏi thì trả lời ngay. Thái Nguyên Thương đã là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố, hắn có biểu hiện cực kỳ cẩn thận, rất nhiều chuyện đều cố gắng tự suy xét cho rõ, để đến khi tiếp xúc thì hắn hoàn toàn có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu và câu hỏi của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, bây giờ phòng văn thư đang ở bên kia giải thích với bọn họ, nhưng chiều này cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu hôm nay lãnh đạo thành phố không xuất hiện, chỉ sợ công nhân sẽ không chịu bỏ đi. Ừ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi đi vào trong phòng làm việc, đúng lúc này điện thoại vang lên, vừa nghe máy thì bên trong vang lên giọng nói sốt ruột của thư ký trưởng Đảng Hằng. Chủ tịch Vương, tôi là Đảng Hằng, bí thư đồng yêu cầu 10 giờ họp hội nghị thường ủy để nghiên cứu vấn đề của nhà máy may Miên Phường. Tôi biết rồi, thư ký trưởng Đảng, bí thư đồng có sắp xếp gì với sự kiện công nhân nhà máy may Miên Phường đang kêu oan ngoài kia không? Vương Tử Quân đồng ý một tiếng rồi hỏi Đảng Hằng. Đảng Hằng cười khổ một tiếng trong điện thoại. Còn có thể cho ra sắp xếp gì nữa, trước tiên để cho nhân viên phòng văn thư và ủy ban cải cách giải thích với công nhân, sau đó chờ hội nghị thường ủy cho ra quyết sách rồi nói sau. Đảng Hằng nói hai câu thì cúp điện thoại, Vương Tử Quân trở nên trầm ngâm, hắn để cho Thái Nguyên Thương chuẩn bị tư liệu của nhà máy may Miên Phường, sau đó lẳng lặng xem xét. 20 phút sau Trương Thông đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này Trương Thông không khác gì trước kia. Thế nhưng cơ thể đầy mồ hôi làm cho hắn bừng bừng hơi nóng. Chủ tịch Vương, nhà máy may Miên Phường xảy ra chuyện, ngài cũng đừng để tôi quản, vì bí thư đồng hứa hẹn thì đơn giản nhưng thao tác thực tế thì khó còn hơn lên trời. Lát nữa mở hội nghị thường ủy, mong anh giúp đỡ tôi một chút. Trương Thông ngồi xuống chiếc ghế salon cách Vương Tử Quân không xa, sau đó nói với Triệu Quốc Lương đang chuẩn bị rót trà. Quốc Lương, cậu đừng vội rót nước cho tôi, trước tiên mở điều hòa cái đã. Vương Tử Quân thấy Trương Thông đang cầm một quyển sách để quạt, hắn khẽ cười nói. Chủ tịch Trương, sự việc giải quyết thế nào rồi? Còn thế nào nữa, thật sự là khuyên không được. Thư ký trưởng đảng đã tự mình gọi điện thoại cho ngân hàng, muốn dàn xếp vay chút tiền cho nhà máy may Miên Phường, tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ cho mỗi người một tháng lương. Trương Thông tiếp tục nói. Hôm nay chủ tịch Vương không thấy đó thôi, thư ký trưởng đảng thật sự là cực kỳ khí phách. Khi anh ấy liên hệ với ngân hàng để vay tiền, phía bên kia có nói này nọ, thế là thư ký trưởng đảng nổi giận mắng cho một chặp, bên kia cuối cùng cũng đồng ý. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không quan tâm đến ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của Trương Thông. Hắn chỉ hỏi, chủ tịch Trương, anh nói xem nếu chúng ta thay đổi chế độ xã hội ở nhà máy may Miên Phường, như vậy sẽ có bao nhiêu hy vọng bừng bừng sức sống. Điều này thật sự khó nói, nhưng chủ tịch Vương... Muốn thay đổi chế độ của nhà máy may Miên Phường thì ít nhất cũng cần vài chục triệu. Hơn nữa vào thời của bí thư Tiết thì cũng đã thay đổi một lần, tài chính cũng đã cho qua, cũng đã mua thiết bị mới, nhưng cuối cùng vẫn là có vào mà không có ra, bây giờ đã ngừng sản xuất. Trương Thông tuy nói khó khăn nhưng thực tế lại chứng minh với Vương Tử Quân rằng con đường này căn bản là khó thể đi được. Vương Tử Quân cau mày, hắn hỏi Trương Thông về vấn đề thay đổi chế độ ở nhà máy Miên Phường. Nhưng đáng tiếc trước kia Trương Thông căn bản không phải người quản lý công nghiệp, cũng không thể nào trả lời rõ ràng. Chủ tịch Vương, đã đến giờ họp. Triệu Quốc Lương khẽ đi đến gõ cửa rồi trầm giọng báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ trên tường, còn vài phút nữa là vào họp. Hắn cầm lấy sổ tay của mình, lại cầm một ly trà, sau đó đi về phái phòng họp thị ủy. Lúc này trong phòng họp thị ủy đã có không ít người, đại đa số các vị thường ủy đã ngồi xuống vị trí của mình. Khi nhìn thấy Vương Tử Quân đi đến, các vị thường ủy đang nói chuyện đều phải quay sang chào hỏi. Một phút sau Đồng Quốc Khánh chậm rãi đi đến, lúc này bí thư Đồng đang nhíu mày, sau khi ngồi xuống thì dùng giọng trầm thấp nói. Các đồng chí, sự việc hôm nay làm tôi rất đau lòng. Công nhân nhà máy may Miên Phường đến đây kêu oan, điều này làm tôi không rõ, vì sao hai tháng trước tôi đã sắp xếp công tác, sao đến bây giờ cục diện còn chưa được mở ra, ai nói cho tôi biết xem có chuyện gì đang xảy ra không. Trương Thông tiến lên làm phó chủ tịch thường ủy, hắn tiếp nhận công tác của Trúc Phu Bình, khối công nghiệp nằm trong tay hắn. Bây giờ bí thư đồng hỏi như vậy thì vẻ mặt hắn thật sự không trở nên tốt đẹp gì. Hắn tiếp nhận khối công tác này chưa được một tháng, nếu nói hắn phải là người phụ trách sự kiện nhà máy may Miên Phường, như vậy rõ ràng là quá oan uổng. Bí thư đồng, ai ngồi đây cũng biết tình huống của nhà máy may Miên Phường, nếu muốn nhà máy may Miên Phường khởi tử hồi sinh chỉ trong thời gian 2 tháng. Đây căn bản là việc không dễ dàng gì.
Trúc Phu Bình ngồi dưới tay Vương Tử Quân khẽ cười nói. Sau khi trở thành phó bí thư thì Trúc Phu Bình thật sự có địa vị khá cao, Trương Thông tuy không nói lời nào, nhưng trước kia đó là khối công tác của hắn, thế nên hắn không thể không mở miệng. Đồng Quốc Khánh vốn cũng không muốn nói đến ai, trong lòng hắn biết rõ vấn đề của một xí nghiệp như thế này cũng không phải nói một hai câu là xong. Hắn sở dĩ dùng chiêu này chủ yếu là muốn khống chế tiết tấu của hội nghị thường ủy hôm nay. Bí thư Trúc nói rất đúng, tôi hôm nay tập hợp mọi người một cách gấp gáp, chủ yếu là vì tôi cũng rất nóng lòng. Thưa các đồng chí, chúng ta luôn hô vang khẩu hiệu phục vụ nhân dân, nhưng công nhân nhà máy may Miên Phường không có cơm ăn, nếu như chúng ta không giải quyết được vấn đề này, không phải là một châm chọc lớn sao? Đồng Quốc Khánh nói rồi thay đổi chủ đề. Bây giờ các vị có biện pháp gì với vấn đề của nhà máy may Miên Phường thì cứ việc nói ra, chúng ta hôm nay cùng nhau thảo luận, để xem có thể tìm được đường ra cho nhà máy may Miên Phường hay không. Vương Tử Quân nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt của Đồng Quốc Khánh, hắn thật sự không đồng ý với chút quyền mưu của đối phương, bây giờ là lúc nào rồi, anh cho rằng người ngồi đây đều là kẻ ngu sao? Bí thư Đồng, tôi xin nói hai câu. Phùng Chí Trường thấy bầu không khí hội nghị tẻ ngắt thì chợt mở miệng nói. Với tình hình hiện tại của nhà máy may Miên Phường, nếu muốn thông qua chính quyền giúp bọn họ vượt qua khỏi tình cảnh khó khăn thì căn bản không phải là chuyện dễ dàng gì. Tôi nói một câu không dễ nghe, các vị ngồi đây phần lớn đều là lãnh đạo cũ của thành phố Đông Bộ, năm ngoái bí thư Tiết Diệu Tiến đã cho ra chỉ thị giúp đỡ nhà máy may Miên Phường thay đổi chế độ xã hội, giúp đỡ nhà máy Miên Phường vay tiền ngân hàng tiến hành cải tiến kỹ thuật, nhưng kết quả thì thế nào? Nhà máy may Miên Phường lại rơi vào tình cảnh như hiện tại. Vì vậy tôi cảm thấy vấn đề của xí nghiệp vẫn phải thông qua phương án giải quyết theo thị trường, chính quyền chúng ta khó thể can thiệp. Với tình hình của nhà máy may Miên Phường vào lúc này, tôi cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là thông qua thủ đoạn thị trường để giải quyết vấn đề. Dùng thủ đoạn thị trường để giải quyết vấn đề, Vương Tử Quân thật sự rất thừa nhận câu nói này của Phùng Chí Trường, thế là hắn đặt bút trong tay xuống nói. Chủ tịch Phùng, anh có thể nói cụ thể ý nghĩ của mình được không? Chủ tịch Vương, chỗ này của tôi có một phương án đề xuất mua nhà máy may Miên Phường của công ty Đức Lương ở thành phố Sơn Viên. Trong phương án này công ty Đức Lương ở thành phố Sơn Viên tình nguyện mua nhà máy may Miên Phường, tôi cảm thấy phương án này có thể suy xét. Bây giờ không phải đang tiến hành thay đổi chế độ xí nghiệp sao? Tôi cảm thấy hoàn toàn có thể coi công tác thay đổi chế độ ở nhà máy may Miên Phường làm nơi thí điểm. Phùng Chí Trường giống như đã có chuẩn bị, hắn lấy ra một phần văn kiện nói. Văn kiện được đưa đến trước mặt Đồng Quốc Khánh, bí thư Đồng mở ra xem và nhíu mày, sau đó đưa văn kiện sang cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân mở ra nhìn, hai hàng chân mày nhíu lại. Trong văn kiện thu mua, công ty Đức Lương ở thành phố Sơn Viên không những không gánh chịu nợ nần của nhà máy may Miên Phường, lại muốn chính quyền đảm bảo cho bọn họ vay 200 triệu để tiến hành tái sản xuất. Còn những phí tổn hợp đồng cũng không được nhắc đến, nhưng Vương Tử Quân có thể thấy được số tiền thu mua là khoảng 200 triệu kia. Chủ tịch Phùng, tôi cảm thấy phương án của công ty Đức Lương ở thành phố Sơn Viên giống như cầm tiền của chúng ta cướp đoạt công ty của chúng ta vậy. Trúc Phu Bình tiếp nhận văn kiện trong tay của Bành Quang Minh, sau đó hắn xem xét và trầm giọng nói. Chương 536, xem xét dân tình, nghe tiếng nói của dân, giải quyết khó khăn cho dân. Phùng Chí Trường cười nói. Chủ tịch Trúc, trước Tết anh có ý kiến như vậy. Yêu cầu chính quyền ra mặt vay tiền tiến hành giúp đỡ nhà máy may Miên Phường. Tục ngữ có câu tặng người hoa hồng thì tay cũng còn giữ lại mùi hương, nhưng chính quyền ra mặt vay tiền cho nhà máy may Miên Phường, kết quả thật sự không có gì tốt. Bây giờ nhà máy may Miên Phường cũng không còn là đơn vị trọng điểm phát triển, đã là nửa chết nửa sống, tiền ngân hàng cho vay giống như ném đá xuống biển, căn bản là hố sâu không đáy. Chúng ta làm không tốt thì phải buông tay, giao cho xí nghiệp khác lớn gan hơn đi xử lý. Đánh vỡ quy tắc thông thường cũng là một bản lĩnh, dũng cảm đổi mới chính là một cảnh giới cực tốt. Có câu thế này, không cần tốt nhất, chỉ cần rất tốt là được. Tôi cảm thấy chỉ cần có thể giúp đỡ cho công tác của chúng ta thì hoàn toàn có thể áp dụng. Giúp đỡ một xí nghiệp tỏa sáng một lần nữa không phải sẽ tốt hơn để cho một xí nghiệp sống dở chết dở sao. Hơn nữa xí nghiệp đó còn có 1.000 công nhân cần được nuôi sống. Gương mặt Trúc Phu Bình có hơi run rẩy, nhưng hắn cũng không nói lời nào. Tuy hắn rất phản đối ý kiến của Phùng Chí Trường, thế nhưng hắn là người thất bại trong phương án thay đổi chế độ xã hội của nhà máy may Miên Phường vào thời điểm trước đó, điều này làm hắn sinh ra cảm giác lo lắng không đủ. Đồng Quốc Khánh khẽ gõ bàn, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương,
đối với chuyện này anh có ý kiến gì không? Lúc này Vương Tử Quân thật sự có chút thông tin về nhà máy may Miên Phượng, nhưng nếu muốn hắn cho ra quyết định thì hắn cũng không vội. Hắn có chút trầm ngâm rồi nói. Tôi cảm thấy chúng ta còn chưa tìm hiểu kỹ càng về vấn đề của nhà máy may Miên Phượng, chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn, chỉ như vậy mới có thể tìm ra phương án thay đổi chế độ của nhà máy một cách tốt nhất, như vậy mới thật sự phụ trách với công nhân trong nhà máy. Hội nghị thường ủy cũng không tiếp tục được tiến hành, nhưng Bí thư Đồng Quốc Khánh là người chủ trì hội nghị vẫn cho ra quyết định, đó là yêu cầu các đơn vị ban ngành thống nhất tư tưởng, cho ra chính sách ưu đãi, phục vụ tốt hơn, tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Nếu không thì quá trình thay đổi chế độ xã hội của xí nghiệp quốc hữu sẽ không thể nào mở rộng, khó thể bước đi, vì thế cũng cho mời công ty Đức Lương đến thành phố Đông Bộ tiến hành đàm phán với nhà máy may Miên Phượng. Sau khi rời khỏi phòng họp thì Trúc Phu Bình đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn uống hai ly trà rồi bắt đầu giới thiệu quá trình công ty Đức Lương muốn mua nhà máy may Miên Phượng. Chủ tịch Vương, bây giờ từ trên xuống dưới đều hô hào khẩu hiệu xúc tiến xí nghiệp thay đổi chế độ xã hội, thông qua các biện pháp hữu hiệu để đưa các xí nghiệp thoát ra khỏi khốn cảnh, đây thật sự là một phương án không sai. Vấn đề là công ty Đức Lương có phương án thu mua không phù hợp, tôi cảm thấy giống như chúng ta ở trên cơ sở cung cấp tài chính cho bọn họ. Đồng thời còn phải ném cho bọn họ một nhà máy may Miên Phượng, bán tống bán tháo tài sản quốc hữu là chính sách ưu đãi sao? Tặng không vài trăm triệu tài sản quốc hữu chính là biểu hiện thành ý với giới đầu tư bên ngoài à? Tài sản quốc hữu không những không tăng lên mà khác biệt là đang liên tục rút đi, như vậy có khác gì lấy tài sản quốc hữu để lấy lòng người ta? Rõ ràng chính là lợi dụng thay đổi chế độ xã hội để chia cắt tài sản quốc hữu, bỏ tiền vào ít mà thu được lợi lớn, ngoài chuyện đó là tài sản quốc gia. Có ai ngốc để cho không người ta vài trăm triệu tiền lời? Trúc Phu Bình nói đến đây thì vẻ mặt có vài phần biểu hiện tức giận khó thể kiềm chế. Nếu như không thay đổi chế độ xã hội của nhà máy may Miên Phượng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó nói với Trúc Phu Bình. Vẻ mặt Trúc Phu Bình chợt trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn tuy rất muốn tiếp tục đầu tư cho nhà máy may Miên Phượng. Nhưng kinh nghiệm thất bại lần trước đã làm hắn mất niềm tin với phương án tiếp tục ném tiền vào. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy nên thay đổi chế độ xã hội của nhà máy may Miên Phượng, thế nhưng tuyệt đối không thể nào bán tống bán tháo tài sản quốc hữu để cho người ta kiếm lời bỏ vào túi riêng. Trúc Phu Bình trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân rất thừa nhận ý kiến của Trúc Phu Bình, nhưng với tình hình hiện tại của nhà máy may Miên Phượng, nếu muốn bán được giá tốt thì chỉ sợ là không dễ dàng gì. Hắn suy xét lại vấn đề của nhà máy may Miên Phượng, thế là lại rơi vào trầm ngâm. Khi Vương Tử Quân và Trúc Phu Bình đang nói chuyện với nhau thì trong phòng làm việc của Phó Chủ tịch Thường vụ cách đó không xa, cửa phòng đã bị khóa trái, Phó Chủ tịch Phùng Chí Trường đang cười ha hả gọi điện thoại. Giám đốc Điền, vừa rồi tôi đã nhắc đến phương án của công ty anh trong hội nghị thường ủy, à, phải nói là Bí thư Đồng khá động tâm. Giám đốc Điền ở đầu dây bên kia nói lời tỏ vẻ cảm tạ Phùng Chí Trường. Mà Phùng Chí Trường lại vung tay lên dùng giọng đầy hào khí nói. Giám đốc Điền quá khách khí rồi, tôi cũng chỉ làm chút công tác dẹp đường mà thôi, mà chúng ta là ai, còn cần phải nói những lời này sao? Sau khi nói vài câu khách sáo thì đầu dây bên kia chợt dò hỏi. Chủ tịch Phùng, anh nói xem lần này phương án thu mua của chúng tôi có thể thành công không? Phùng Chí Trường trầm ngâm một lát rồi nói. Giám đốc Điền. Tôi cũng không thể đánh cược với ngài là phương án thu mua lần này có thành công hay không, nhưng nhìn từ phương diện cá nhân, tôi tất nhiên hy vọng giám đốc Điền mã đáo thành công. Ha ha ha, chủ tịch Phùng, người nào không biết anh là tâm phúc của Bí thư Đồng, chuyện này kính xin anh hỗ trợ nhiều hơn. Mặt khác nếu có chỗ nào cần công ty Đức Lương ra sức cống hiến thì ngài cứ mở miệng, thái độ của tôi là nên ra tay sẽ ra tay, cho đến bây giờ cũng chưa từng hàm hồ. Người đàn ông ở đầu dây bên kia vừa cười vừa nói. Phùng Chí Trường nhíu nhíu mày, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Bí thư Đồng bên kia là không có vấn đề, nhưng tôi nhắc nhở anh một câu, còn có một người anh cần lưu tâm, chính là Chủ tịch Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương Tử Quân. Người ở đầu dây bên kia lặp lại một câu của Phùng Chí Trường, hắn trầm ngâm một lát rồi nói. Vị Chủ tịch Vương kia có thể làm chủ được bao nhiêu phần ở thành phố Đông Bộ? Có thể được bao nhiêu phần? Phùng Chí Trường muốn nói dù sao đối phương cũng chỉ là lãnh đạo thứ hai sau Bí thư Đồng, còn phải cần Bí thư Đồng tọa trấn ở thành phố Đông Bộ. Thế nhưng hắn cũng phải xem xét lại từ ngữ, sau đó dùng giọng chi tiết nói. Anh ta tương đối có độ nặng trong lúc cho ra quyết sách. Cái gì là tương đối có độ nặng?
Chủ tịch Phùng, anh em chúng ta đều là người sảng khoái, anh nói rõ một chút đi. Người đàn ông ở đầu dây bên kia rõ ràng rất không hài lòng với câu trả lời của Phùng Chí Trường, vì thế âm thanh cũng không dễ nghe chút nào. Phùng Chí Trường lúc này rất muốn đập nát điện thoại, thế nhưng hắn căn bản là không thể. Hắn có thể không thèm quan tâm đến vị giám đốc Điền này, thế nhưng người đứng sau lưng đối phương thì hắn lại căn bản không thể nào không quan tâm. Hắn thầm mắng đối phương một chập, sau đó trầm ngâm nói. Anh cứ tùy tiện suy xét cho rõ, nếu như giám đốc Điền không nghĩ thông được điều này, tôi cũng chỉ có thể đề nghị đổi người đến làm ăn. Ha ha ha, chủ tịch Phùng thật sự gấp gáp rồi, có một số việc vẫn là chậm rãi thương lượng thì tốt hơn, nếu không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra thì tôi cũng không thể nào chịu nổi. Giám đốc Điền ở đầu dây bên kia cũng không nổi giận, hắn vẫn cười tủm tỉm nói với Phùng Chí Trường. Phùng Chí Trường hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói. Tôi cũng không hy vọng có vấn đề gì xảy ra. Chủ tịch Phùng, tôi hiểu ý của anh, xem ra chủ tịch Vương này mới là đối tượng trọng điểm mà tôi cần nắm bắt. Chủ tịch Phùng, tôi là người không quá quen thuộc thành phố Đông Bộ, anh xem có nên giới thiệu tôi làm quen với chủ tịch Vương này không? Hoặc chủ tịch Vương có yêu thích gì không? Chủ tịch Vương có yêu thích gì không? Phùng Chí Trường chợt trầm ngâm, hắn cẩn thận xem xét ấn tượng của mình với Vương Tử Quân. Hắn phát hiện chủ tịch Vương giống như có rất nhiều sở thích nhưng căn bản không có gì quá đặc biệt. Điều này, chủ tịch Vương còn rất trẻ, mới 30 tuổi. Phùng Chí Trường trầm ngâm một chút rồi giới thiệu sơ qua tình huống của Vương Tử Quân. Ha ha ha, cảm ơn chủ tịch Phùng, tôi biết phải làm sao rồi. Có câu trẻ thích đẹp, nếu là lãnh đạo trẻ tuổi, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho vị chủ tịch này, tuyệt đối làm cho chủ tịch thỏa mãn. Tên đàn ông kia lên tiếng. Trong giọng nói có thêm vài phần kiêu ngạo. Phùng Chí Trường cũng không nói gì, dừng lại 10 giây thì cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại thì hắn ngồi xuống ghế salon, vẻ mặt hắn có chút âm trầm. Lúc này trong lòng hắn rất hối hận, nhưng tên đã bắn ra khó thể quay đầu, có một số việc cũng chỉ có thể cố gắng làm việc mà thôi. Phùng Chí Trường lặng lặng suy nghĩ và cầm điện thoại lên. Khi hắn bấm máy thì vẻ mặt ngưng trọng tan biến sạch sẽ, hắn nở nụ cười sáng lạn nói. Bí thư Đồng, tôi là Chí Trường, bây giờ anh có bận gì không? Tôi có vài tình huống muốn báo cáo với anh. Hơn 10 phút sau Phùng Chí Trường đi đến phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh, lúc này Đồng Quốc Khánh đang lẳng lặng xem sách, khi thấy Phùng Chí Trường đi đến thì khẽ gật đầu. Bí thư Đồng, anh đang học tập sao? Phùng Chí Trường thấy tiêu đề quyển sách trên tay Đồng Quốc Khánh chính là cải cách kinh tế, thế là trong lòng có chút lo lắng. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn không chút thay đổi. Hắn vẫn cười ha hả nhìn Đồng Quốc Khánh. Đồng Quốc Khánh đặt sách xuống bàn rồi nói. Chí Trường, tình hình hiện tại nếu cậu không chịu đẩy mạnh học tập, như vậy sẽ không thể nào theo kịp sự phát triển của thời đại. Tôi cũng muốn có thêm chút kiến thức, để nạp điện cho chính mình. Xem ra tôi còn phải hướng về phía bí thư để học tập, những ngày này thật sự quá bận rộn, căn bản đã quên đi chuyện học tập, xem ra ngài thật sự mạnh hơn tôi rất nhiều. Phùng Chí Trường ngồi xuống trước mặt Đồng Quốc Khánh rồi dùng giọng vuốt mông ngựa nói. Đồng Quốc Khánh cười cười nói. Được rồi, anh cũng đừng cố gắng làm tôi vui vẻ, anh nói xem, có chuyện gì. Ha ha ha, bí thư Đồng, tính tình của ngài cũng như trước kia. Tôi lần này đến chính là vì muốn báo cáo những tình huống liên quan đến việc thay đổi chế độ ở nhà máy may Miên Phượng. Đồng Quốc Khánh vốn đang nở nụ cười chợt trở nên ngưng trọng, hắn cầm một cây bút trên bàn lên nói. Anh nói đi, cho dù anh không đến thì tôi cũng gọi anh đến, hãy nói rõ ràng cho tôi. Bí thư Đồng, nhà máy may Miên Phượng không thể nào cứ mãi tiếp tục như vậy, cục diện rối rắm vào lúc này chính là khối u ác tính, nếu như không hạ quyết tâm thì cuối cùng sẽ khó thu thập cục diện. Tôi lo lắng có chuyện xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của ngài trong tỉnh. Ánh mắt Đồng Quốc Khánh chợt sáng lên, dù không nói gì nhưng Phùng Chí Trường là người quen thuộc Đồng Quốc Khánh lại biết, đó chính là điểm đau của Đồng Quốc Khánh. Bí thư Đồng không muốn ở lại thành phố Đông Bộ này quá lâu, nói toạc ra thì thành phố Đông Bộ chỉ là một điểm dừng chân một thời gian ngắn của bí thư Đồng mà thôi, bí thư Đồng muốn nhảy đi càng sớm càng tốt. Lúc này bí thư Đồng chỉ chú tâm đến hình tượng của mình trong mắt lãnh đạo tỉnh mà thôi. Bí thư Đồng, phương án của công ty Đức Lương dù có chút hà khắc nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, cũng không quá gay gắt như thay đổi chế độ xã hội theo kiểu cũ, tuy có chút vấn đề nhưng chúng ta cần can đảm vượt qua quy tắc thông thường. Cần có gan làm việc và đổi mới, chỉ như vậy mới có thể cứu sống được xí nghiệp, công nhân cũng sẽ không tiếp tục đi kêu oan. Tôi cảm thấy có thể đạt được hiệu quả như vậy, dù trái một chút với chính sách cũng có thể hiểu được,
dù sao thì tình huống cụ thể cũng cần phân tích cụ thể. Bây giờ nhà máy may Miên Phượng đã vay nợ ngân hàng vượt qua tổng tài sản vốn có, căn bản là sẽ không tiếp tục vay được tiền của ngân hàng, nếu như không thay đổi chế độ thì công ty chỉ có đường chết. Đến lúc đó việc sắp xếp cho hơn 1.000 công nhân của nhà máy may Miên Phượng sẽ là một vấn đề rất lớn. Phùng Chí Trường nói làm cho Đồng Quốc Khánh liên tục rung động, nếu cuối cùng nhà máy đi vào con đường phá sản, như vậy hắn là bí thư thị ủy cũng không có gì là vui vẻ. À, Chí Trường, chuyện này anh chú ý một chút, tốt nhất là phải cho ra phương án giải quyết sơ thảo, chỉ cần có phương án thì chúng ta sẽ dễ lên tiếng ở hội nghị thường ủy. Phản ứng của Đồng Quốc Khánh làm cho Phùng Chí Trường rất vui vẻ, hắn biết mình đã hoàn thành được bước đi đầu tiên. Chủ tịch Vương, chúng ta đi đâu đây? Anh Đồng tuy không muốn cho ra câu hỏi này, thế nhưng Vương Tử Quân ngồi lên xe và không nói lời nào, hắn vẫn khẽ hỏi. Vương Tử Quân nhìn bầu trời đầy dáng vàng, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Anh Đồng, anh đã từng đến nhà máy may Miên Phượng chưa? Sao lại chưa chứ? Vợ tôi chính là công nhân của nhà máy may Miên Phượng. Anh Đồng nghe thấy Chủ tịch Vương hỏi như vậy thì lập tức dùng giọng hưng phấn nói. Hắn mỗi lần thấy Triệu Quốc Lương chậm rãi lên tiếng với Chủ tịch Vương thì cực kỳ hâm mộ, hắn cũng muốn có cơ hội như vậy, giao lưu trao đổi để liên lạc cảm tình với Chủ tịch Vương là một hành vi cực kỳ tốt. À, tôi nghe nói năm xưa công nhân nữ của nhà máy may Miên Phượng chính là Thiên Nga Trắng, anh Đồng có thể đưa mỹ nhân về nhà, xem ra bản lĩnh cũng không nhỏ. Vương Tử Quân khẽ dựa lưng lên ghế ngồi, sau đó hắn cười ha hả nói với anh Đồng. Điều này, hi hi, Chủ tịch Vương. Biết nói thế nào đây nhỉ, đừng nhìn hình tượng của tôi vào lúc này mà tỏ ra nghi ngờ, vì năm xưa tôi cũng là một thanh niên điển trai. Anh Đồng thấy Vương Tử Quân vui vẻ thì cũng tranh thủ thời gian nói lời góp vui. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của anh Đồng thì nhịn không được cười ha hả nói. Anh Đồng, anh bây giờ cũng cực kỳ khí thế, hình tượng của anh đủ để làm người tình trong mộng của biết bao nhiêu phụ nữ trung niên rồi. Sau vài câu vui đùa thì anh Đồng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Chủ tịch Vương kéo lại gần khá nhiều, hắn cười hì hì nói. Chủ tịch Vương, ngài cũng đừng cổ vũ tôi nếu cứ như vậy mà thuận tiện bò lên, nếu lỡ ngày nào đó vợ viết đơn gửi cho ủy ban gia đình để tố cáo tôi, sợ rằng ngài phải ra tay thu thập đấy. Anh đúng là... Vương Tử Quân chỉ vào anh Đồng rồi cười lớn nói. Chủ tịch Vương, bây giờ chúng ta đi đâu? Anh Đồng bẻ tay lái rồi tiếp tục hỏi Vương Tử Quân. Bây giờ anh đang ở đâu? Vương Tử Quân cũng không trả lời vấn đề của anh Đồng mà dùng giọng không quan tâm nói. Là khu nhà dành cho công nhân viên nhà máy Miên Phượng. Anh Đồng không biết vì sao Vương Tử Quân lại hỏi như vậy, thế là hắn thành thật trả lời. Vậy đến nhà anh? Vâng, vâng. Anh Đồng nhận được chỉ thị của Vương Tử Quân thì thuận miệng lên tiếng, nhưng khi vừa bẻ tay lái thì hắn chợt ý thức ra vấn đề, hắn dùng giọng nửa tin nửa ngờ hỏi. Chủ tịch Vương. Vừa rồi tôi không nghe lầm đấy chứ. Không, anh Đồng, anh biết tôi hôm nay không có xã giao, cũng không có vợ bên cạnh, về nhà ăn cơm một mình thì có hơi mệt mỏi, thế nên đến nhà anh ăn một bữa cho vui. Vương Tử Quân dùng giọng nửa thật nửa giả nói. Anh Đồng thầm nghĩ, Chủ tịch Vương đại nhân nếu nói muốn ăn cơm, chỉ sợ tất cả quán cơm ở thành phố Đông Bộ này đều phải mở rộng cửa chào đón, chỉ sợ ngài không cho người ta cơ hội mà thôi. Bây giờ ngài muốn đến nhà tôi dùng cơm. Đây là cơ hội gia tăng cảm tình, tôi nào có thể bỏ qua được. Anh Đồng thầm nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng bẻ tay lái. Chủ tịch Vương, chỉ sợ trong nhà không có chuẩn bị, anh ăn không quen. Tôi đã từng công tác ở nông thôn, có cơm gì mà chưa từng được ăn chứ? Anh Đồng, đến nhà anh dùng cơm cũng đừng gọi tôi là Chủ tịch Vương, cứ gọi tôi là trưởng khoa Vương là được. Vương Tử Quân khẽ cười với anh Đồng rồi thuận miệng nói. Đến nước này thì anh Đồng còn nói gì được nữa, nhưng hắn lại thầm cảm thấy Chủ tịch Vương đến nhà mình dùng cơm, tuyệt đối cũng không phải chỉ đơn giản là dùng cơm mà thôi. Khu nhà dành cho công nhân viên của nhà máy may Miên Phượng cũng không phải ở đâu xa xôi, cách trung tâm thành phố Đông Bộ không quá xa, vì thế chạy xe từ khu văn phòng khối chính quyền thành phố đến khu dân cư cũng chỉ mất vài phút mà thôi. Anh Đồng, nhà dành cho công nhân viên của nhà máy may Miên Phượng được xây dựng rất tốt. Vương Tử Quân nhìn từng dãy nhà ở trước mặt mà không khỏi dùng giọng tùy ý nói. Chủ tịch Vương, khu dân cư này được nhà máy may Miên Phượng xây dựng ở vào giai đoạn đang phát triển mạnh mẽ, khi đó công ty chúng tôi hầu như đứng đầu thành phố Đông Bộ, dù là bây giờ cũng không tính là quá tụt hậu. Khi đó công nhân của nhà máy may Miên Phượng đều ưỡn ngực đi lại ngoài đường, bây giờ nhà máy sa sút,
tinh thần của con người cũng giảm sút hẳn. Anh Đồng có nhà trong khu nhà dành cho công nhân viên của nhà máy may Miên Phượng, tất nhiên hắn hiểu rất rõ về lịch sử của nhà máy may Miên Phượng. Vương Tử Quân cũng thầm đồng ý với những lời của anh Đồng, con người là như vậy, đôi khi sống cũng chỉ vì chút tinh thần, nếu chút tinh thần đó suy sụp, người ta trên cơ bản là bị phế đi mất rồi. Dừng xe lại. Khi anh Đồng chuẩn bị lái xe vào khu dân cư thì Vương Tử Quân khẽ nói. Anh Đồng là lái xe chuyên trách của Chủ tịch thành phố, tất nhiên phải nghe lời của Chủ tịch Vương. Lúc này Chủ tịch Vương lên tiếng, hắn nhanh chóng thắng lại, xe chậm rãi dừng trước cổng khu dân cư. Vương Tử Quân đẩy cửa xe bước xuống, hắn đi về phía một chiếc xe bán thức ăn phía bên kia. Anh Đồng nhìn động tác của Vương Tử Quân, nào không hiểu Chủ tịch Vương muốn làm gì. Hắn chợt có chút cảm động, đồng thời cũng mở cửa xe bước xuống. Trưởng khoa Vương, để đó cho tôi. Anh Đồng đi đến trước xe bán thức ăn, lúc này Vương Tử Quân đã chọn một con vịt nướng, đang để cho ông chủ chặt thành từng miếng nhỏ. Khi thấy anh Đồng đi đến thì Vương Tử Quân khoát tay nói. Anh Đồng, đây là lần đầu tiên đến nhà anh dùng cơm, ít nhất cũng không thể nào đến tay không được. Vương Tử Quân nói rồi đưa tiền mua vịt cho ông chủ quán ăn. Tên đàn ông bán vịt đang chặt vịt nhờ bóng đèn sáng đặt bên trên, khi thấy anh Đồng đi đến thì có chút xấu hổ, nhưng sau đó lớn tiếng chào hỏi anh Đồng. Anh Đồng, nhà có khách sao? Anh Đồng nhìn thấy người đàn ông kia, đầu tiên là có chút ngẩn ngơ, sau đó cười ha hả nói lớn. Anh Hàn, đây là đồng sự của tôi, đến nhà dùng cơm. Anh Hàn lấy giấy bọc vịt nướng, vừa nghe thấy anh Đồng nói như vậy thì không nhận tiền của Vương Tử Quân, hắn dùng giọng sảng khoái nói. Nếu là bạn của anh Đồng thì cũng là bạn tôi, một con vịt cũng không đáng vào đâu, hai anh cứ cầm lấy mà nhắm rượu. Khi Vương Tử Quân mua vịt thì người đàn ông này luôn cúi đầu, đến lúc đối phương không nhận tiền thì Vương Tử Quân phát hiện đây là một người đàn ông hơn 40, bộ dạng có hơi yếu đuối, một cặp kính trên mặt làm cho người ta cảm thấy có khí tức thư sinh. Ôi, vịt cũng không phải từ trên trời rơi xuống, nếu anh không thu tiền, như vậy tôi có ăn cũng mất ngon. Vương Tử Quân thấy trong mắt anh Đồng lóe lên chút do dự, thế là cười ha hả nói. Nếu nói về bản lĩnh nói chuyện thì người đàn ông kia căn bản không phải là đối thủ của Vương Tử Quân, thế nên sau khi Vương Tử Quân nói thêm vài câu, anh Hàn cũng chỉ có thể nhận tiền bán vịt. Nhưng người này cũng khá sảng khoái, căn bản chặt thêm cho Vương Tử Quân một ít nữa mới chịu. Vương Tử Quân rời vào đường cùng chỉ có thể tiếp nhận, hắn dặn dò đối phương xong việc thì lên nhà anh Đồng uống vài ly, sau đó cùng anh Đồng lên xe. Chủ tịch Vương, anh Hàn chính là một nhà thiết kế của nhà máy may Miên Phượng. Là sinh viên của đại học ở thủ đô, năm xưa đến công tác ở nhà máy may Miên Phượng thì có bộ dạng cực kỳ hòa ái dịu dàng, chỉ cần nói vài câu là đỏ mặt. Anh xem bây giờ thì thế nào, ra ngoài buôn bán mà cũng có thể nói năng đúng tiêu chuẩn như vậy. Chỉ cần nhìn vào điểm này cũng thấy được nhiều điều, xem ra con người đã rơi vào đường cùng thì chẳng cần quan tâm đến thể diện hay nghề nghiệp gì cả, tất cả đều không bằng tiền cơm. Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói gì thêm, nhưng lúc này tâm tình có chút ảm đạm. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi. Anh Đồng, đã bao lâu rồi nhà máy may Miên Phượng chưa phát lương cho công nhân viên? Nói là 3 tháng nhưng thực chất thì cả năm qua mỗi tháng chỉ phát cho công nhân 100 đồng xem như phí sinh hoạt, như vậy là tốt lắm rồi. Dù lúc này giá cả không quá đắt đỏ nhưng 100 đồng rõ ràng chỉ là muối bỏ biển, không tính là thứ gì lớn. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát hắn nhìn xe bán vịt nướng ở phía sau xe. Lúc này vì xe đã chạy khá xa nên không thể nào nhìn rõ anh Hàn, chỉ có thể nhìn thấy bóng đèn lờ mờ, chút ánh sáng yếu ớt trên xe mà thôi. Vương Tử Quân ngồi trên xe chợt sinh ra cảm giác hơi lạnh. Không biết từ lúc nào trên tay Vương Tử Quân đã có thêm một điếu thuốc, khi hắn chuẩn bị châm thuốc thì xe chậm rãi dừng lại. Chủ tịch Vương, trước mặt là nhà tôi, nhà có hơi nhỏ một chút. Anh Đồng chỉ về phía một căn hộ rồi dùng giọng xin lỗi nói. Vương Tử Quân cười cười nói. Anh Đồng, tôi đến để dùng bữa cơm mà thôi, anh cũng đừng tìm lý do đuổi tôi đi. Vương Tử Quân vừa nói vừa bước xuống xe. Anh Đồng vội vàng xuống xe, khi hai người vừa xuống xe thì có một tên thiếu niên mười mấy tuổi từ trên bậc thang chạy xuống nói. Bố về rồi à, mẹ đã làm thức ăn ngon chờ bố về dùng cơm. Cậu thiếu niên đứng trong bóng tối nhìn không quá rõ ràng, thế nhưng dáng người cũng không tính là quá thấp, cũng khá khỏe mạnh tốt tướng. Anh Đồng thấy đứa bé thì trên mặt nở nụ cười, hắn giữ lấy con trai rồi cười nói với Vương Tử Quân. Trưởng khoa Vương, đây là con trai tôi, năm nay học cấp 2.
Con trai của anh Đồng khá tốt, cao giáo, vài năm nữa sẽ là một thanh niên rồi. À, cháu tên gì? Vương Tử Quân nhìn hai cha con An Đồng đứng cùng một chỗ với nhau, trong lòng chợt bùng lên cảm giác bức thiết, hắn cũng muốn có một đứa bé ở bên cạnh mình giống như vậy. Quốc Ngọc, mau chào chú Vương đi. Anh Đồng dùng ánh mắt yêu thương nhìn con trai rồi nói. Tên là Quốc Ngọc, hơn nữa lại có họ Đồng, sao lại có duyên với cái tên Đồng Quốc Khánh như vậy nhỉ? Người không biết còn tưởng rằng đây là hai anh em. Vương Tử Quân nghĩ đến bộ dạng nói năng thận trọng của Đồng Quốc Khánh, trong lòng chợt bùng lên ý nghĩ xấu xa. Chào chú Vương. Đồng Quốc Ngọc dùng giọng lễ phép nói. Chào Quốc Ngọc. Vương Tử Quân thuận tay sờ lên đầu Đồng Quốc Ngọc, sau đó hắn nói với anh Đồng. Anh Đồng, xem ra đến sớm không bằng đến đúng lúc, mà hôm nay xem ra tôi đến đúng dịp chị dâu làm thức ăn ngon, xem ra hôm nay có lộc ăn. Trưởng khoa Vương, chúng ta lên nhà nói chuyện. Anh Đồng nói rồi kéo con trai mình. Con đi đến quán của ông Tần mua cho bố một thùng bia ướp lạnh, mua loại tốt nhất, mua thêm chút nước ngọt khác nhé. Anh Đồng vừa phân phó vừa móc ra tờ 100 đồng đưa cho con trai. Đồng Quốc Khánh nhận tiền rồi chậm rãi chạy đi xa. Anh Đồng mỉm cười mời Vương Tử Quân đi lên cầu thang, hắn vừa đi vừa dùng giọng ngại ngùng nói. Cầu thang có hơi hẹp, mong anh chú ý một chút. Vương Tử Quân mỉm cười đi theo anh Đồng lên lầu 3, vợ anh Đồng đã nghe thấy động tĩnh bên dưới, vì vậy khi hai người lên lầu thì nàng kéo cửa ra. Nhưng nàng cũng không nhìn thấy Vương Tử Quân, thế là mở miệng nói. Anh Đồng, đang chờ anh về dùng cơm. Đợi đến khi Vương Tử Quân cùng anh Đồng đi vào cửa thì nàng mới phát hiện ra có thêm một người. Vợ anh Đồng là một người phụ nữ trung niên hơn 40, nàng mặc một bộ trang phục ở nhà, khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì có hơi ngây người. Uyển Chân, đây là trưởng khoa Vương, là đồng sự của anh, hôm nay đến nhà uống vài ly cho vui. Anh Đồng thấy vợ mình có chút chần chừ thì nhanh chóng giới thiệu. Chào trưởng khoa Vương, mời anh vào nhà ngồi, ngoài này có hơi nóng. Lý Uyển Chân không có chút dấu hiệu nào khác thường, nàng nhiệt tình mời Vương Tử Quân vào nhà. Anh Đồng, anh cũng thật là, trưởng khoa Vương đến chơi, sao anh không gọi điện thoại trước cho tôi? Để tôi ở nhà chuẩn bị một chút. Anh Đồng nghe thấy vợ nói lời oán trách như vậy thì thầm nghĩ, tôi cũng rất muốn chuẩn bị, quan trọng là trưởng khoa Vương không cho tôi thời gian. Nhưng lời này hắn cũng không thể nào nói ra khỏi miệng, hắn chỉ nói qua loa vài câu với vợ, sau đó đưa Vương Tử Quân vào phòng khách. Căn hộ của anh Đồng là điển hình hai gian một phòng, tuy căn hộ không lớn nhưng lại được thu dọn rất sạch sẽ, phòng khách bày một bộ salon có hơi cũ, đối diện bàn trà là một chiếc TV 17 inch. Trưởng khoa Vương, nhà cũng không thu dọn tốt, làm anh chê cười. Lý Uyển Chân vừa mở quạt vừa cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon, sau đó cười nói. Chị dâu cũng không cần khách khí, tôi và anh Đồng thường xuyên liên hệ với nhau, cũng không phải là người ngoài. Anh Đồng thấy tôi không có chỗ nào dùng cơm, thế cho nên kéo đến nhà dùng một bữa cơm, coi như làm phiền chị rồi. Lý Uyển Chân tuy mở miệng trách chồng mình, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ. Năm xưa anh Đồng rời khỏi vị trí lái xe của lãnh đạo thành phố, thế là đám cán sự trong khối chính quyền thành phố cũng không còn đến nhà bọn họ uống rượu chung vui. Hôm nay tình thế biến đổi, chồng là lái xe cho chủ tịch Vương, thế là trưởng khoa Vương này đến nhà uống rượu, điều này nói rõ điều gì? Chính là cây khô đâm chồi, cuộc sống vui vẻ tốt đẹp hơn. Ôi, không, không phiền hà gì cả, không phải có thêm người thêm đôi đũa chiếc bát sao? Chỉ sợ trưởng khoa Vương không quen ăn cơm rau dưa nhà tôi thôi. Lý Uyển Chân cầm ấm trà rót cho Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Vương Tử Quân có kinh nghiệm hai đời, hơn nữa những năm qua chìm nổi quan trường thì cũng có ánh mắt nhìn người cực kỳ tinh tường. Thông qua nói chuyện với Lý Uyển Chân thì hắn đã hiểu, vợ anh Đồng trên cơ bản là người làm chủ căn nhà này, anh Đồng chỉ là người đứng đầu trên danh nghĩa mà thôi. Anh Đồng nghe những lời tâng bốc mình của vợ mà không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Sau khi vào nhà thì hắn luôn muốn tìm cơ hội phù hợp để nói với vợ thân phận thật sự của Vương Tử Quân, thế nhưng căn bản còn chưa có cơ hội thì vợ đã bày ra bộ dạng làm chủ gia đình rồi. Chị dâu nhiệt tình hiếu khách như vậy sợ rằng sẽ lưu lại di chứng, sau này nếu thèm ăn thì tôi lại tiếp tục chạy đến làm phiền gia đình. Vương Tử Quân nhận ly nước rồi cười nói. Được, trưởng khoa Vương, chị dâu mạo muội hỏi một câu, cậu có đối tượng chưa? Nếu chưa, chị đây sẽ giới thiệu cho cậu một cô. Lý Uyển Chân nhiệt tình quá mức làm cho anh Đồng đổ mồ hôi hột, trong lòng thầm nghĩ đàn bà đúng là tóc dài óc ngắn,
mới đó mà đã làm như quen thuộc đến mức có thể mở miệng giới thiệu đối tượng cho người ta sao? Vương Tử Quân cũng không có nhiều lần được người khác yêu cầu giới thiệu đối tượng, lúc này nghe lời của Lý Uyển Chân thì không khỏi cười nói. Cảm ơn chị dâu, nhưng chị lần này nhìn lầm rồi, tôi đã kết hôn, nhưng vợ là người trong quân ngũ, một năm cũng không có mấy thời gian ở bên nhau. Ôi, thật sự không nhìn ra được, trưởng khoa Vương, tôi còn tưởng cậu là sinh viên vừa tốt nghiệp ấy chứ. Lý Uyển Chân dùng giọng đáng tiếc nói, rõ ràng nàng cảm thấy tiếc nuối vì mất đi cơ hội làm bà mối cho Vương Tử Quân. Khi anh Đồng sắp nổi giận thì con trai khệ nệ đưa bia về, thừa cơ hội này anh Đồng nhanh chóng sai vợ đi chuẩn bị thức ăn. Thức ăn thật sự phong phú giống như lời nói của Đồng Quốc Ngọc, chỉ một lát sau đã được Lý Uyển Chân và trợ thủ là con trai dọn lên bàn. Trong số các món được dọn lên có cá chép nấu giấm, lớp vảy ánh vàng, hương vị thơm ngon, không khỏi làm cho người ta cảm thấy hứng thú. Anh Đồng nhìn con trai đưa món vịt nướng lên bàn, trong lòng thầm thở dài một hơi, tình huống này kém rất xa những gì thường ngày Chủ tịch Vương được chiêu đãi, chẳng qua chỉ là một bữa cơm gia đình đơn giản mà thôi. Trưởng khoa Vương, hôm nay trời nóng, chúng ta uống bia ướp lạnh nhé. Anh Đồng vừa nói vừa lấy bia đặt lên bàn. Vương Tử Quân cười nói. Vậy thì chúng ta uống một chai, nhưng này anh Đồng, tôi đến nhà anh chủ yếu là dùng cơm thôi. Được. Chúng ta uống một chút rồi dùng cơm. Anh Đồng nhanh chóng khui bia, sau đó rót đầy ly cho Vương Tử Quân rồi cười nói. Cháu Quốc Ngọc, đến đây dùng cơm luôn, đúng rồi, gọi cả mẹ lên dùng cơm, nơi đây cũng không có người ngoài. Vương Tử Quân nhìn Đồng Quốc Ngọc đứng một bên nhìn chằm chằm vào món vịt nướng, thế là vung tay lên nói. Đồng Quốc Ngọc khẽ động rồi đưa mắt nhìn bố mình, anh Đồng tuy thấy không thích hợp nhưng Chủ tịch Vương đã mở miệng, thế là đành phải gật đầu. Vài phút sau Lý Uyển Chân bưng một dĩa dưa leo và tương ngọt đi ra, lúc này bữa cơm xem như chính thức bắt đầu. Chị dâu, bây giờ tình huống trong nhà máy thế nào rồi? Vương Tử Quân gắp một miếng thức ăn rồi hỏi Lý Uyển Chân. Lý Uyển Chân rất có hảo cảm với một người ăn cơm nhã nhặn đầy phong thái trí thức như Vương Tử Quân, lúc này nghe Vương Tử Quân nói về chuyện nhà máy, thế là cười khổ một tiếng nói. Còn như thế nào nữa, hôm nay mới phát 2 tháng lương. Không biết tháng lương sau còn đợi đến bao giờ. Đúng rồi, anh Đồng, tôi còn muốn hỏi anh, hôm nay người trong nhà máy đến khối chính quyền thành phố kêu oan, rốt cuộc lãnh đạo thành phố có câu trả lời nào rõ ràng không? Lý Uyển Chân được Vương Tử Quân khơi lên chủ đề, nàng trầm giọng hỏi anh Đồng. Anh Đồng thầm nghĩ, vợ mình rõ ràng là vạch áo cho người xem lưng, Chủ tịch Vương đang ngồi chỗ này, đừng nói là tôi không biết, dù biết rõ cũng không dám nói. Vì thế hắn nâng ly bia lên uống một ngụm rồi ừ một tiếng hàm hồ cho qua. Lý Uyển Chân xứng đáng là chủ nhà, nàng thấy chồng ừ một tiếng cho qua thì có chút mất hứng. Nhưng lúc này trong nhà có khách, nàng vẫn cố gắng nhịn, thế là lời lên đến khóe miệng thì được nuốt xuống. Chị dâu, nhà máy may Miên Phượng biến thành bộ dạng hiện tại, chị cảm thấy nhà máy còn có thể phát triển tốt đẹp một lần nữa không? Vương Tử Quân cân nhắc từ ngữ rồi cười hỏi Lý Uyển Chân. Phát triển tốt sao? Phải xem là làm thế nào, nếu như bây giờ thay đổi ban ngành thì còn có chút khả năng. Nhà thiết kế không chịu đổi mới, sản xuất ra những mặt hàng căn bản không có ai mua, chất lượng của chúng tôi dù tốt nhưng sản phẩm lạc hậu thì chắc chắn không thể nào cạnh tranh được. Lý Uyển Chân vừa nhắc đến nhà máy may Miên Phượng thì đột nhiên cảm thấy cực kỳ bực bội. Vậy sao các chị không đề nghị nhà máy tiến hành cải tiến và cải cách? Vương Tử Quân đặt đũa xuống rồi trầm giọng hỏi Lý Uyển Chân. Sao không nhắc chứ, anh Hàn là nhà thiết kế của nhà máy, nhưng lãnh đạo không dùng người tài mà chỉ dùng loại chẳng ra gì. Thật ra ai mà không biết bọn họ có nhà xưởng bên ngoài, bọn họ chỉ ước gì nhà máy phá sản mà thôi, nếu nhà máy phát triển mạnh mẽ, như vậy bọn họ sao có thể có nhiều tiền. Đây là loại người ăn cây táo rào cây sung mà thôi. Anh Đồng nghe thấy vợ nói như vậy thì trong lòng thầm nghĩ, sao mình không biết vợ mình có tài ăn nói như vậy nhỉ? Nhưng bây giờ hắn xem như đã hiểu vì sao Chủ tịch Vương muốn đến nhà mình dùng cơm. Khi bọn họ đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên, Lý Uyển Chân nhìn thoáng qua Đồng Quốc Ngọc, thế là Đồng Quốc Ngọc đang gặm đùi gà đành hiểu ý đặt xuống và đứng lên đi ra mở cửa. Anh Đồng còn chưa dùng cơm xong sao? Thôi thì chúng tôi đợi một chút vậy. Một người lên tiếng, có vài người đi vào cửa. Đi đầu là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mặc áo sơ mi ngắn tay, rất có bộ dạng nhân viên chính quyền. Vài người đi sau cũng có cách ăn mặc tương tự. Lý Uyển Chân thấy người đi đến thì chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng lập tức hỏi ngay. Giám đốc Triệu,
mời anh vào nhà ngồi, mời anh dùng cơm luôn cho vui. Ha ha ha, chị Uyển Chân, cũng không cần khách khí như thế, chúng ta đều là người một nhà, không có chuyện gì khác, chỉ là đến chơi một chút rồi đi mà thôi. Giám đốc Triệu dù nói như vậy nhưng cũng không có ý muốn bỏ đi, hắn ngồi xuống ghế salon, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt. Anh Đồng, chúng ta đã có một khoảng thời gian chưa uống rượu với nhau, hôm nào anh rảnh chúng ta cùng uống vài ly nhé. Dù là giám đốc Triệu hay đám người đi vào đều nhìn lên người anh Đồng, bọn họ căn bản không thèm nhìn Vương Tử Quân đang ngồi lẳng lặng dùng cơm ở bên cạnh. Anh Đồng căn bản không kịp trở tay với đám người giám đốc Triệu, dựa quang khóe mắt chủ yếu nhìn phản ứng của Vương Tử Quân, đáng tiếc là chủ tịch Vương giống như một học sinh ngoan ngoãn, hắn ngồi đấy hào hứng nghe đám người kia nói chuyện. Điều này, tính chất công tác của tôi là thế nào thì các anh cũng biết rồi đấy, nếu có rảnh thì tôi sẽ đến tìm. Anh Đồng từ khi tiến vào ban lái xe thì luôn nhớ kỹ những quy tắc tiêu chuẩn khi lái xe cho lãnh đạo, đó là kín miệng, chịu khó, đầu óc linh hoạt, vị trí chính đáng. Hắn cực kỳ quen thuộc những quy tắc nghề nghiệp của mình, tất nhiên có thể đoán được ý nghĩ của đám người giám đốc Triệu tìm mình uống rượu làm gì, thế nhưng cũng không dám từ chối, chỉ mở miệng qua loa mà thôi. Lý Uyển Chân tuy vừa rồi xem đám lãnh đạo nhà máy may Miên Phượng không khác gì chó má, thế nhưng bây giờ lại rất nhiệt tình. Yêu cầu con trai khui bia cho đám người giám đốc Triệu. Ha ha ha, tôi thế nào đã quên mất rồi nhỉ, bây giờ anh Đồng không còn tự do nữa rồi. Thế này đi, anh Đồng, ngày nào đó có rảnh thì gọi điện thoại cho tôi sẽ đến ngay. Giám đốc Triệu vung tay lên dùng giọng thân mật nói. Ôi, anh Đồng nhà tôi là người thành thật, nếu không có nhiều lái xe như vậy và chủ tịch Vương không chọn ai khác, lại chọn chúng anh Đồng nhà tôi. Lý Uyển Chân tận dụng mọi cơ hội để đề cao chồng mình. Một người đàn ông trung niên gầy tong teo đi theo sau lưng giám đốc Triệu cũng nói chen vào. Chị Uyển Chân nói không sai, vàng lúc nào cũng sáng rực lên, anh Đồng là một khối vàng, thế cho nên sẽ tỏa sáng bất kỳ lúc nào. Anh Đồng được người ta khen ngợi như vậy mà thật sự quẫn bách, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, lại phát hiện vẻ mặt chủ tịch Vương vẫn điềm nhiên như không, vẫn mỉm cười vui vẻ. Sau khi nói vài câu việc nhà, giám đốc Triệu dùng giọng quan tâm nói. Chị Uyển Chân, chị bây giờ còn trong xưởng ba phải không? Như vậy là không tốt, vì chuyện này mà tôi đã phê bình anh Hà, anh Đồng là người phục vụ cho chủ tịch Vương, đây là vinh quang cho cả nhà máy may Miên Phượng chúng ta, dù chúng ta có nghèo khó nhưng cũng không hàm hồ trong lúc phục vụ lãnh đạo, làm việc gì cũng phải nghĩ đến lãnh đạo, hướng đến lãnh đạo. Tôi thấy hay là thế này, từ ngày mai chị Uyển Chân đến công tác ở phòng lao động, sau này công tác chủ yếu là chăm lo cho anh Đồng, chủ yếu chút tâm đến việc nhà mà thôi. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là gián tiếp phục vụ cho công tác của lãnh đạo thành phố. Chương 537, cương vị biến đổi, điều chỉnh quan hệ giai cấp. Đi đến phòng lao động. Lý Uyển Chân chợt cảm thấy ngây người vì niềm vui xuất hiện đột nhiên này, dù nhà máy đang xuống dốc nhưng dù sao thì lạc đà chết gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cơ cấu hành chính trong nhà máy vẫn tốt hơn dưới bộ phận sản xuất rất nhiều. Cảm ơn giám đốc Triệu. Anh Đồng, anh còn không mau cảm ơn giám đốc Triệu đi. Lúc này anh Đồng cũng cảm thấy rất phiền, nếu như chỉ một mình hắn ở nhà, giám đốc Triệu đến và khách sáo như vậy thì hắn nhất định sẽ cảm tạ một phen. Nhưng lúc này tình hình lại khác, chủ tịch Vương đang ở trong nhà mình, sự việc này xảy ra không phải sẽ làm cho chủ tịch Vương nhìn mình bằng ánh mắt khác sao? Không phải mình mới lái xe được vài này đã vểnh đuôi lên trời, đã lấy ra hổ làm cờ rồi à? Lý Uyển Chân thấy chồng mình không nói lời nào thì rất căm tức, nhưng bây giờ có nhiều người, nàng vẫn phải giữ thể diện cho chồng. Vì thế nàng chỉ có thể xấu hổ cười khan hai tiếng rồi cười nói. Giám đốc Triệu, ngài uống nước đi, hôm nay có hơi nóng. Giám đốc Triệu cũng rất phối hợp, hắn nâng ly nước ngọt lên uống một ngụm, sau đó cười nói. Hôm nay thật sự rất nóng. Lại nhiều muỗi, thật sự không phải thời điểm quá thích hợp. Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên, anh Hà, ngày mai anh lắp cho nhà anh Đồng một cái điều hòa, phải đảm bảo giấc ngủ của anh Đồng. Anh ấy là lái xe cho chủ tịch thành phố, ăn ngon ngủ ngon thì mới có tinh thần tốt, nếu không sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn của lãnh đạo thành phố, như vậy ban ngành lãnh đạo chúng ta rõ ràng là không hợp cách. Giám đốc Triệu, điều này hay là thôi đi, tôi. Anh Đồng chợt trở nên gấp gáp. Anh Đồng, anh cũng đừng nên từ chối, điều hòa cũng không phải một mình anh hưởng thụ, anh nghĩ xem, anh không nghỉ ngơi tốt, như vậy sao có thể đảm bảo được vấn đề an toàn của Chủ tịch Vương chứ? Nói trắng ra thì đây chính là nhiệm vụ chính trị hạng nhất.
Giám đốc Triệu vung tay lên rồi trầm giọng nói với anh Đồng. Giám đốc Triệu, cũng không cần như vậy đâu. Anh Đồng uống một ngụm bia rồi kiên quyết từ chối. Vẻ mặt giám đốc Triệu chợt biến đổi, nhưng ngay sau đó lại lộ ra nụ cười. Hắn biết rất rõ, bây giờ anh Đồng không còn là một lái xe bình thường của văn phòng khối chính quyền thành phố đến xin thay đổi công tác cho vợ, sau lưng anh Đồng chính là lãnh đạo đứng đầu khối chính quyền thành phố. Anh Đồng, trước tiên tôi nói rõ với anh, chiếc điều hòa là tài sản của nhà máy, anh chỉ có quyền sử dụng, nhìn qua thì anh Đồng là người có lợi, thực chất người có lợi chính là nhà máy chúng tôi. Trước mắt nhà máy đang ở vào giai đoạn then chốt quyết định phương hướng đi về phía trước, ngài là lái xe của Chủ tịch Vương, ngài nói vài câu với Chủ tịch thật sự có tác dụng còn hơn chúng tôi rất nhiều. Dù nói thế nào thì ngài cũng phải nhận lấy chiếc điều hòa này, coi như ngài cho ra một chút cống hiến với nhà máy chúng tôi. Anh Đồng, giám đốc Triệu làm vậy cũng là vì nhà máy mà thôi, anh nếu không tiếp nhận, chẳng phải có ý kiến với anh em chúng tôi sao? Phó giám đốc Hà chợt tươi cười nói. Nếu ngài có ý kiến với chúng tôi, như vậy nên cho anh em chúng tôi một cơ hội, chúng ta cùng đi uống một bữa, anh nói ra những ý kiến của mình, như vậy mọi người cũng coi như thoải mái sảng khoái hơn. Anh Đồng, nếu người ta có ý tốt, như vậy anh nên thuận theo thì hay hơn. Lúc này Vương Tử Quân thật sự không nên mở miệng, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn phải lên tiếng. Anh Đồng đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, có thể nói là cực kỳ khó chịu, đang chuẩn bị lên tiếng đấu võ mồm với nhóm người giám đốc Triệu. Lúc này thấy Vương Tử Quân mở miệng, thế là sinh ra cảm giác thoải mái hơn một chút. Anh Đồng không biết nói gì hơn, chỉ có thể gật đầu cười hì hì tiếp nhận. Giám đốc Triệu thấy chuyện điều hòa đã làm xong, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, ánh mắt cũng rơi lên người Vương Tử Quân. Cậu em, cậu nói rất đúng, anh Đồng, tất cả nhờ vào anh. Giám đốc Triệu vừa nói vừa đưa mắt nhìn Vương Tử Quân thông qua ánh đèn mờ nhạt trong nhà An Đồng, hắn cảm thấy Vương Tử Quân có chút quen mắt, thế là nói tiếp. Này, không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Tôi thấy cậu rất quen mắt. Vương Tử Quân khẽ cười nói. Tôi cũng thấy có chút quen mắt, điều này nói rõ chúng ta thật sự có duyên. Tôi họ Vương, là nhân viên làm việc vặt trong phòng nghiên cứu chính sách khối chính quyền thành phố, sau này kính xin giám đốc Triệu quan tâm nhiều hơn. Ha ha ha, như vậy thì tốt, là bạn của anh Đồng thì cũng là bạn của tôi. Giám đốc Triệu dùng giọng cực kỳ hào khí nói với Vương Tử Quân hai câu. Sau đó chuyển ánh mắt lên người anh Đồng. Hắn cũng không nói thêm điều gì, chỉ khẽ gật đầu với Phó Giám đốc Hà ở bên cạnh. Phó Giám đốc Hà sở dĩ có được chức vụ hôm nay cũng là vì cực kỳ khéo hiểu lòng người, đặc biệt là hiểu ý của Giám đốc Triệu, thế là hắn nhanh chóng cười nói. Anh Đồng, lần này chúng tôi đến đây ngoài việc thăm hỏi anh, còn muốn anh Đồng giúp cho một chuyện. Anh Đồng là người rất quen thuộc nhà máy may Miên Phường, anh cũng biết bây giờ nhà máy đang rơi vào hoàn cảnh khốn khó. Giám đốc Triệu tuy dẫn đầu chúng tôi hết sức chèo chống, nhưng anh Đồng cũng biết rồi đấy, thật sự rất khó chữa. Phó Giám đốc Hà thở dài một hơi rồi tiếp tục nói. Tình huống như hiện tại cũng không phải là ngày một ngày hai, nếu như cứ tiếp tục tiếp diễn, chỉ sợ nhà máy chỉ có thể đóng cửa. Nhưng Giám đốc Triệu là lãnh đạo nhà máy, sao có thể trơ mắt nhìn nhà máy đóng cửa như vậy được? Tất cả mọi người không có việc làm, đây là hậu quả có thể thấy rõ ràng, dù là ai cũng cảm thấy không yên. Phó Giám đốc Hà lúc này lên tiếng, lời nói dõng dạc. Vương Tử Quân nhìn hai người Giám đốc Triệu và Phó Giám đốc Hà cùng nhau biểu diễn, trong lòng thầm nghĩ, hai người này rõ ràng là cùng nhau diễn xuất. Thế nên hắn đặt ly bia trong tay xuống, sau đó khẽ chọc cánh tay của anh Đồng. Nói ra thì con đường của tôi đã được định vị sẵn, cục công nghiệp bên kia đã chừa ra cho tôi một vị trí, chỉ cần tôi tình nguyện thì lúc nào cũng có thể sang đó làm phó cục trưởng. Nhưng tôi không thể đi được. Tôi đi thì nhà máy sẽ thế nào? Công nhân viên sẽ như thế nào? Một người làm giám đốc như tôi cũng không thể nào để người ta đâm thọc cuộc sống của mình được. Vì vậy tôi đi thì cũng phải tìm cho nhà máy một đường đi. Những ngày qua chúng tôi đã nghiên cứu được nhiều biện pháp, chỉ thấy có một biện pháp tốt nhất và đáng tin cậy nhất chính là đồng ý phương án mua nhà máy may Miên Phường của công ty Đức Lương ở thành phố Sơn Viên. Chỉ như vậy thì nhà máy mới có đường ra. Chỉ có sự kiên trì như vậy thì nhà máy mới có thể vượt qua thời điểm khó khăn vào thời điểm hiện tại. Nếu như Vương Tử Quân không biết rõ phương án thu mua của công ty Đức Lương, hắn rất có thể sẽ bị những biểu hiện và lời nói của Giám đốc Triệu làm cho cảm động. Nhưng lúc này hắn đã hiểu rõ ràng tất cả sự việc đang diễn ra, thế cho nên liên tục nở nụ cười lạnh lẽo. Vương Tử Quân thầm nghĩ, công ty Đức Lương này thật sự có thế tiến công quá phi phàm, không những có người ở khối chính quyền thành phố phất cờ hò reo,
ngay cả đám lãnh đạo nhà máy cũng đã đi theo bọn họ. Chuyện này có phải là hơi quá rồi không? Tôi chỉ là một lái xe, sao có thể nói gì được với Chủ tịch Vương? Anh Đồng trầm ngâm một chút rồi khẽ nói. Anh Đồng, trong những người bên cạnh Chủ tịch Vương thì anh là người có quyền lên tiếng rất mạnh mẽ. Chị dâu là nhân viên trong nhà máy, lại đang ở bộ phận sản xuất, chị ấy hiểu rõ vấn đề của nhà máy, nếu anh phát biểu ý kiến thì rõ ràng là quân dân đồng lòng. Lúc này Chủ tịch Vương sắp cho ra quyết định với phương án thu mua nhà máy, anh ấy tuyệt đối sẽ phải nghe ngóng ý kiến của người bên dưới, anh là người ở bên cạnh Chủ tịch Vương, như vậy Chủ tịch Vương không hỏi ý kiến của anh thì hỏi ai? Nếu nhìn từ góc độ này thì anh rõ ràng là ngôi sao hy vọng của nhà máy may Miên Phường. Còn chuyện nói thế nào với Chủ tịch Vương, điều này anh cũng không cần lo lắng, anh Hà đã sắp xếp sẵn tất cả, anh chỉ cần nói theo giống như vậy là được. Giám đốc Triệu vừa nói vừa gật đầu với Phó Giám đốc Hà, thế là Phó Giám đốc Hà đặt một tờ giấy nhỏ lên bàn trước mặt anh Đồng. Anh Đồng lúc này cũng thật sự không biết làm sao cho phải, muốn tôi nói tốt cho vài câu trước mặt Chủ tịch Vương, không phải các anh nói và Chủ tịch Vương đã nghe được rồi sao? Hắn thầm nghĩ như vậy rồi nói. Tôi nghe nói chuyện này còn phải do hội nghị thường ủy quyết định. Anh cứ yên tâm, chỉ cần anh làm thông công tác tư tưởng với Chủ tịch Vương, thì chuyện này anh không cần quan tâm, chúng tôi đều đã có chuẩn bị với các vị lãnh đạo khác rồi. Giám đốc Triệu nói, sau đó nâng ly lên uống cạn, lại cười nói. Bây giờ thì ủy cho ra quyết sách, cũng không còn là thời đại của bí thư Tiết Diệu Tiến, năm xưa anh ấy thật sự quá lợi hại, Nhâm Xương Bình dù là chủ tịch thành phố nhưng lại chẳng khác gì một người hầu. Anh Đồng cũng thừa nhận câu nói của Giám đốc Triệu, vì đám lái xe trong khối chính quyền thành phố đều là người tai nghe tám hướng, ai mà chẳng biết điều này. Nhưng Chủ tịch Vương đến thành phố Đông Bộ thì lại khác, tuy bây giờ Bí thư Đồng là lãnh đạo đứng đầu, thế nhưng anh Đồng lại không dám ra tay đánh cuộc. Tuy Bí thư Đồng lợi hại, nhưng đôi khi anh ấy lên tiếng sợ rằng cũng không có tác dụng lớn như Chủ tịch Vương. Anh Đồng lén đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trong lòng thầm nghĩ. Dù đánh chết thì tôi cũng không dám cho ra bất kỳ lời nào bình luận về anh. Giám đốc Triệu lại hồn nhiên không biết gì, hắn vẫn bày ra bộ dạng anh hùng nói. Từ khi Chủ tịch Vương đến thành phố Đông Bộ, đừng nói là Chủ tịch thành phố, khi anh ấy là Phó Chủ tịch Thường vụ thì cũng cực kỳ mạnh mẽ kiên cường. Lý Khang Lộ là một người khủng bố thế nào? Không phải bị đánh ngã, trực tiếp vào tù rồi sao? Vì vậy, anh Đồng đi theo Chủ tịch Vương, sau này là tương lai vô hạn. Giám đốc Triệu dùng ánh mắt hâm mộ nhìn qua anh Đồng rồi nói. Kính xin anh Đồng quan tâm đến anh em trong nhà máy hơn một chút. Sau khi cảm thấy đã nói đúng trọng điểm, đám người Giám đốc Triệu quyết định rời đi. Khi đi đến cửa thì Giám đốc Triệu dùng giọng tràn đầy hào khí nói. Chị Uyển Chân, chị cần phải chăm sóc anh Đồng cho tốt, không phải sợ mất chút tiền mà không mở điều hòa. Tôi nói thẳng với chị, tiền điện cứ để cho nhà máy thanh toán. Giám đốc Triệu vung tay lên đưa đám thành viên ban ngành trong nhà máy rời khỏi nhà anh Đồng, Lý Uyển Chân giống như từ trên trời rơi xuống đất, nàng nhiệt tình tiễn chân bọn họ đến đầu cầu thang. Lúc này nàng cảm thấy mình rất thỏa mãn và cảm động, trong lòng không khỏi bùng lên cảm giác ấm áp. Nàng dù sao cũng là một người phụ nữ được khen tặng thì sẽ vĩnh viễn luôn cảm thấy vui sướng, đó rõ ràng là ngọn nguồn của cảm giác thỏa mãn và sung sướng. Anh Đồng tiễn chân đám người kia mà trong lòng không chút cảm giác hưng phấn, thậm chí bây giờ hắn còn có tâm tư muốn khóc. Đây là sự việc quái quỷ gì? Vất vả lắm Chủ tịch Vương mới đến nhà mình một chuyến, nhưng khốn nổi lại bị đám người kia và vợ mình làm cho rối loạn, cái quái gì mà đổi vị trí công tác, lắp đặt điều hòa. Còn bà nó, sớm không làm muộn không làm, đúng lúc cương vị của mình thay đổi thì quan hệ giữa đôi bên chợt biến đổi, tốc độ này thật sự là quá nhanh. Chủ! Anh Đồng còn chưa mở miệng thì Vương Tử Quân đã khẽ khoát tay nói. Anh Đồng, tôi hiểu những điều này, anh cũng không cần suy nghĩ nhiều. Anh Đồng lúc này mới thở dài một hơi, dù hắn mới trở thành lái xe cho Chủ tịch Vương được vài ngày, nhưng hắn lại hiểu khá rõ tính cách lãnh đạo của mình. Hắn biết rõ Chủ tịch Vương không phải là người tính toán chi li, thế cho nên vẻ mặt mới trở nên thoải mái hơn một chút. Cậu Vương, chị dâu đây cũng xem như được nhờ vì Chủ tịch Vương. Nếu khi nào có cơ hội gặp mặt thì thật sự phải cảm ơn anh ấy mới được. Khi tiễn chân đám người Giám đốc Triệu rồi quay vào nhà thấy Vương Tử Quân và anh Đồng thì Lý Uyển Chân cười tủm tỉm nói. Anh Đồng vừa giải thích với Vương Tử Quân, không ngờ lúc này vợ mình đi vào lại nói một câu như thế, không khỏi cảm thấy đỏ mặt. Vương Tử Quân cười nói. Chị dâu, anh Đồng là lái xe cho Chủ tịch Vương thật sự rất bận rộn, ngày đi tối về.
tất cả những sự việc ở nhà đều nhờ vào tay chị, tôi cảm thấy Chủ tịch Vương nên cảm tạ chị mới đúng. Ôi, cậu Vương, cậu nói hay thật đấy. Đi, chúng ta vào tiếp tục dùng cơm. Lý Uyển Chân thật sự rất vui vì câu nói của Vương Tử Quân, nàng đi đến bên cạnh hắn rồi vừa cười vừa nói. Vương Tử Quân khoát tay áo. Chị dâu, hôm nay đa tạ chị đã khoản đãi, tôi đã ăn no rồi, lần sau sẽ tiếp tục đến dùng cơm. Trưởng khoa Vương, tôi tiễn anh. Anh Đồng nghe nói Vương Tử Quân phải đi thì nhanh chóng lên tiếng. Không cần, anh Đồng cứ đi nghỉ ngơi đi, uống rượu không nên chạy xe, tôi bắt xe về là được. Vương Tử Quân nói rồi đi xuống lầu. Lý Uyển Chân thấy Vương Tử Quân kiên quyết phải đi, thế là gương mặt có chút tiếc nuối giống như vẫn chưa thỏa mãn. Nàng rất tán thưởng cậu thanh niên hiền hòa và đặc biệt là hiểu biết này, không hoàn mỹ chính là Vương Tử Quân kia đã kết hôn, nếu không nàng sẽ giới thiệu cho một cô gái tốt, chẳng phải đối phương sẽ càng cảm kích mình sao. Nhóm người đi xuống lầu, một cơn gió thổi tới làm cho bầu không khí nóng bức có thêm vài phần mát lạnh. Anh Đồng đi theo Vương Tử Quân tiến về phía trước. Trong lòng thật sự có chút không yên, chỉ là Vương Tử Quân đã nói không có vấn đề, thế là hắn cũng không tiếp tục níu lấy đề tài vừa rồi không bỏ qua. Anh Đồng, anh cảm thấy bán nhà máy may Miên Phượng cho công ty Đức Lương chính là biện pháp duy nhất giúp nhà máy khởi tử hồi sinh sao? Vương Tử Quân đang đi ra ngoài cổng khu dân cư, hắn đột nhiên quay đầu lại hỏi anh Đồng. Chủ tịch Vương, điều này, tôi cũng không hiểu nhiều, thế nhưng nếu bán nhà máy may Miên Phượng đi như vậy thì thật sự có chút đáng tiếc. Vương Tử Quân nhìn gương mặt căng thẳng của anh Đồng thì khẽ gật đầu, sau đó hắn vỗ vỗ vai anh Đồng nói. Thật sự có chút đáng tiếc. Vị trí của khu nhà dành cho công nhân viên của nhà máy may Miên Phượng tuy không quá kém nhưng lại không có taxi đậu ở chỗ này, chiếc xe bán vịt nướng vẫn ở phía bên kia, thế nhưng khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn về phía xe bán vịt, chợt thấy người đàn ông được anh Đồng gọi là anh Hàn đang đọc sách. Vương Tử Quân đi về phía trước. Hắn thấy anh Hàn đang cầm đọc một quyển sách thiết kế thời trang rất dày. Anh Đồng chuẩn bị lên tiếng thì lại bị Vương Tử Quân khoát tay cản lại. Anh Hàn hồn nhiên chưa phát hiện ra Vương Tử Quân đang đứng ở bên cạnh, hắn vừa đọc sách vừa dùng bút vẽ loạn, chỉ vài phút sau đã có một trang phục xuất hiện trên trang giấy. Tuy đây chỉ là vài nét phác họa cho một kiểu trang phục, thế nhưng với ánh mắt của Vương Tử Quân, một người đã sống hai đời, đã nhìn qua đủ mọi loại trang phục mới cũ. Hắn nhìn bức tranh của anh Hàn thì sinh ra cảm giác không hài lòng, hai hàng chân mày nhíu lại. Tôi cảm thấy nên đổi kiểu cổ áo này sang kiểu cổ tròn thì hay hơn một chút. Vương Tử Quân dù không quá hiểu thiết kế thời trang, nhưng hắn có kinh nghiệm hai đời, điều này làm hắn có một ưu thế không ai bằng, hắn biết rõ vài chục năm sau lưu hành loại trang phục thế nào. Dù hắn chưa từng thiết kế quần áo, nhưng nếu liên hệ hình vẽ của anh Hàn và kiểu cách vài chục năm sau thì quá dễ dàng, có thể chỉ ra đâu là trào lưu mới. Đúng rồi. Anh Hàn vừa nghe Vương Tử Quân nhắc nhở thì giống như giật mình tỉnh ngộ, cây bút trong tay lại tiếp tục hí hoáy, mô hình chợt biến đổi, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân lau mắt nhìn. Sau khi vẽ xong thì anh Hàn mới ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân và anh Đồng. Anh Đồng, trưởng khoa Vương. Anh Hàn thiết kế thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác mới mẻ. Vương Tử Quân nhìn gương mặt có hơi nhăn của anh Hàn, hắn biết rõ đối phương căn bản khó nói nên lời, vì vậy cười nói. Tôi chỉ là ngồi vẽ vời lung tung mà thôi. Anh Hàn gấp vở lại rồi thận trọng nở nụ cười. Anh Đồng không thấy bức tranh của anh Hàn có thứ gì tốt, nhưng hắn hiểu anh Hàn là người thế nào, thấy Vương Tử Quân có hứng thú với anh Hàn thì hắn lên tiếng. Trình độ thiết kế của anh Hàn là hạng nhất, một loại trang phục 5 năm trước lưu hành ở thành phố Đông Bộ chính là bản thiết kế của anh ấy, khi đó nhà máy cung không đủ cầu, thậm chí có người phải lợi dụng quan hệ mới có hàng. Anh Hàn nghe thấy người ta nói trúng điểm đắc ý của mình thì trên mặt không khỏi bừng sáng, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu rồi dùng giọng nóng bỏng hỏi Vương Tử Quân. Trưởng khoa Vương, không thể ngờ anh cũng có nghiên cứu về thời trang. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt bức thiết của anh Hàn thì không khỏi có chút xấu hổ, lại không thể giải thích mình là người sống lại, vì vậy chỉ có thể dùng giọng qua loa nói. Ôi, hiểu sơ qua mà thôi. Trưởng khoa Vương, ngài quá khiêm tốn rồi. Tôi đã bỏ ra không ít thời gian để thiết kế bộ trang phục này, vẫn cảm thấy nó không có điểm sáng, bây giờ ngài nói một câu thì vấn đề của tôi đã được giải quyết. Vương Tử Quân thì rõ ràng là không tốt giải thích, luôn tỏ vẻ mình là mèo mù gặp cá rán, anh Hàn thì lại không nghĩ ra điều này, rõ ràng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Anh Hàn, nghe nói nhà máy các anh chuẩn bị bán cho người khác rồi. Vương Tử Quân khẽ lên tiếng.
Anh Hàn vốn đang hào hứng bừng bừng, bây giờ chợt bỏ sách vở xuống, dùng giọng mất hết sức lực nói. Nghe nói tuyến trên thật sự có ý này. Anh cảm thấy thế nào? Vương Tử Quân hỏi tiếp. Ôi, tôi cảm thấy thế nào thì có tác dụng gì? Cũng không có ai nghe lời tôi. Tôi cũng biết rõ phương án thu mua của công ty Đức Lương, đó là một phương án chó má, rõ ràng là nhân lúc người ta cháy nhà để hôi của, muốn nuốt nhà máy chúng tôi vào bụng. Một nhà máy tốt mà vứt đi như rác thải vậy sao? Đúng là làm bậy. Năm ngoái không phải nhà máy may Miên Phượng đã thay đổi thiết bị sao? Cũng vay được không ít tiền rồi còn gì. Thay đổi thiết bị, thật sự là có thay đổi nhưng chưa từng được sử dụng, nếu không có những bản thiết kế tốt, làm sao có thể chiếm được thị trường. Anh Hàn nói ra vài câu bực tức rồi giống như tỉnh táo lại, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó nói tiếp. Anh Đồng, đã tối rồi, tôi cũng nên về nhà. Anh Hàn vừa nói vừa hướng về phía Vương Tử Quân lên tiếng. Trưởng khoa Vương, tôi thấy anh thật sự rất có ý tưởng trong phương diện thiết kế, khi nào anh rảnh thì chúng ta cùng trao đổi một chút. Vương Tử Quân nhìn anh Hàn chạy xe ba bánh vào trong khu dân cư, hắn nói với anh Đồng. Anh Hàn này là một nhân tài. Chủ tịch Vương nói đúng, chẳng qua anh Hàn có tài nhưng không gặp thời. Nghe nói năm xưa vì một người phụ nữ mà sinh ra ân oán với giám đốc Triệu, tuy có một bụng tài hoa nhưng căn bản không được trọng dụng, một nhân tài như vậy lại chỉ được sắp xếp phân phát báo chí ở cổng công ty. Anh Đồng thật sự nổi giận bất bình làm cho Vương Tử Quân nhíu mày càng thêm chặt, hắn vẫy tay bắt taxi, khẽ gật đầu với anh Đồng rồi lên xe bỏ đi. Anh Đồng, trưởng khoa Vương về chưa? Anh Đồng về đến nhà, trong đầu là những sự việc xảy ra vào ngày hôm nay, thế nên căn bản không có hứng thú nói chuyện với vợ. Lý Uyển Chân đang ngồi trên ghế salon xem phim truyền hình, thấy anh Đồng gần đây rất dễ bảo lại trở nên vô tình, thế là trong lòng có chút bất mãn. Nhưng nàng cảm thấy tối nay mình thật sự có mặt mũi, thế là cố gắng nhẫn nhịn nói. Cậu đồng sự kia của anh thật sự rất biết điều, lúc đầu tôi còn tưởng cậu ta đến nịnh bợ anh, càng về sau càng thấy không giống. Tôi chỉ là một lái xe, cô cũng đừng nói nịnh bợ này nọ. Anh Đồng chợt kinh hoàng vì lời nói của vợ, hắn vội vàng nói. Đó là người ta không có mắt, anh xem, giám đốc Triệu là người có kiến thức rộng rãi, biết rõ độ nặng của lái xe cho lãnh đạo, thế mới là thức thời. Lý Uyển Chân còn chưa nói xong thì đã bị anh Đồng lên tiếng cắt đứt lời. Được rồi, cô nói loạn gì vậy? Này, Đồng Nhị Dân, anh không phải là lái xe cho chủ tịch thành phố sao? Thế nào, có phải anh quá béo thì không thở được không? Anh có thái độ gì vậy? Tôi phải đi tìm nói chuyện với mẹ mới được, anh mới đắc ý được vài ngày thì đã vảnh đuôi lên rồi sao? Lý Uyển Chân ở nhà quen thói bá đạo, bây giờ thấy chồng như vậy thì nhanh chóng phát hỏa. Đồng Nhị Dân đang phát sầu vì chủ tịch Vương đến nhà và lại phát sinh những chuyện như vậy, bây giờ thấy vợ ngồi trên ghế salon, hai tay chống eo, hai chân cong lên, cặp mắt tức giận nhìn mình chằm chằm, thế là vội vàng cười làm lành. Anh nào có ý gì khác, anh chỉ mong sau này em thu bớt lại một chút. Thu bớt lại, em còn chưa quá nể anh rồi sao? Đồng sự anh đến nhà, em đã tươi cười đón chào, còn muốn thế nào nữa, đúng là. Lý Uyển Chân dùng giọng tức giận bất bình nói. Lý Uyển Chân nổi giận, không nói thì thôi, một khi đã nói thì thật sự rất khó chịu. Một khi nàng dùng chữ đúng là thì sự việc cũng không đơn giản là bỏ qua như vậy, nàng nổi giận một là vì thái độ khác thường của chồng. Hai là chồng càng ngày càng không tôn trọng nàng. Được rồi, cũng đừng ồn ào với anh, nhớ kỹ, ngày mai cũng đừng đổi cương vị công tác, cũng đừng lấy điều hòa, nếu giám đốc Triệu tìm em cứ đẩy sang anh là được. Anh Đồng đã cho ra quyết định, hắn dùng giọng chân thật đáng tin nói. Dựa vào cái gì, Đồng Nhị Dân, dựa vào cái gì mà anh mò mẫm chỉ huy như vậy? Chính mình không chịu mua, lại không cho người nhà sử dụng, anh có phải đã biến thái rồi không? Lý Uyển Chân chợt đứng lên khỏi ghế salon, nàng chợt hét lên với anh Đồng giống như một con sư tử nổi giận. Có thể anh Đồng không quá hiểu rõ nhiều thứ, nhưng lại hiểu một sự thật cuộc sống, đó chính là vợ mình được chuyển vị trí công tác, nhà mình được lắp điều hòa, tiền điện không cần phải trả, chuyện tốt như vậy không phải sẽ tự dưng mà đến, nếu không chịu tiếp nhận thì một người luôn cần kiệm vì gia đình như Lý Uyển Chân sao có thể chịu được. Trưởng khoa Vương vừa rồi cũng không phải chỉ là trưởng khoa. Anh Đồng thấy vợ nổi giận thì lên tiếng. Tôi mặc kệ cậu ta có phải là trưởng khoa Vương hay trưởng khoa Lý, cậu ta như vậy thì thế nào? Có tranh đoạt được cái gì với anh? Có bản lĩnh thì đi mà lái xe cho chủ tịch thành phố đi.
trưởng khoa Vương thật ra chính là chủ tịch Vương. Lý Uyển Chân chợt sững sờ, sau đó nàng ôm bụng cười nói. Anh hù dọa ai vậy? Em đã từng gặp chủ tịch Vương trên TV, anh ấy nào còn trẻ như vậy? Lý Uyển Chân nói rồi chợt dừng lại, nàng dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Đồng Nhị Dân rồi nói tiếp. Khoan đã, khi cậu ấy vào cửa tôi đã thấy rất quen, giống như đã từng gặp mặt ở đâu đó. Nhưng cậu ta không có kiểu cách nhà quan, cũng không giống như quan lớn. Anh Đồng nghe thấy vợ mình nhắc đến TV thì dùng giọng khinh thường nói. Kỹ thuật của đài truyền hình là có hạn, con người lên ảnh cũng có chút sai lệch, hơn nữa mỗi khi chủ tịch Vương lên TV đều tỏ ra cực kỳ trưởng thành và chín chắn. Ủa, vậy sao anh ta không nói ra thân phận của mình? Lý Uyển Chân chợt chấn động, nàng giữ chặt lấy chồng mình rồi nói. Vừa rồi em đã gọi chủ tịch Vương là cậu em sao? Đồng Nhị Dân gật đầu. Từ lúc vào cửa thì em đã liên tục gọi như vậy. Em còn muốn giới thiệu đối tượng cho anh ấy. Hừ, anh đúng là, mất hết mặt mũi. Sao anh không nói với em một tiếng, bây giờ thì như vậy đấy, người ta sẽ nhìn thấy vợ Đồng Nhị Dân là thế nào đây? Chủ tịch Vương không so đo những chuyện này, vừa rồi anh ấy còn khen em hiền lành. Đồng Nhị Dân giữ lấy tay vợ rồi khẽ an ủi. Chủ tịch Vương thật sự nói vậy sao? Lý Uyển Chân dùng giọng nửa tin nửa ngờ nói, tâm tình cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lúc này tâm tình của Lý Uyển Chân mới tốt hơn được một chút, nàng nói với anh Đồng. Chuyện máy điều hòa, ngày mai em sẽ nói với giám đốc Triệu, còn chuyện chuyển vị trí công tác, em cũng không đi, dù sao nhà máy cũng sắp đóng cửa đến nơi rồi, đỡ cho người ta nói em lấy chủ tịch Vương ra để chiếm tiện nghi, như vậy cũng không được. Đồng Nhị Dân thấy vợ mình hiểu lý lẽ như vậy thì thật sự rất vui, Lý Uyển Chân lại nói tiếp. Anh Đồng, anh nhất định phải phục vụ tốt cho chủ tịch Vương, 2 năm sau thằng đầu sẽ tốt nghiệp đại học, đến lúc đó có thể tìm được công tác tốt cho nó hay không là nhờ cả vào anh. Sự kiện thay đổi chế độ xã hội ở nhà máy may Miên Phưởng giống như một tảng đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh làm cho cả thành phố Đông Bộ bùng lên hàng ngàn con sóng, ngay sau đó tin tức đã được truyền đi khắp mọi nơi. Nếu muốn nắm chắc công tác kêu gọi đầu tư, như vậy cần phải xem công tác kêu gọi đầu tư là trọng điểm. Đồng thời thành phố cũng phải có nhiều quyết định và chế định dễ dàng chứng thực và càng ngày càng trực tiếp hơn, như vậy mới thật sự tốt. Hơn nữa phải cho ra chính sách tốt, có thể đào móc, lợi dụng, phóng thích, chấp hành, biến báo, phát huy cực độ hiệu ứng của chính sách. Từ năm nay trở đi, công tác kêu gọi đầu tư sẽ được cho vào kiểm tra đánh giá cuối năm, sẽ là căn cứ chính xác để đánh giá các vị lãnh đạo quận huyện, các lãnh đạo địa phương. Đồng Quốc Khánh đứng lên phát biểu trong hội nghị vận hành công tác kinh tế toàn thành phố. Vương Tử Quân nghe ngóng, vẻ mặt trầm xuống. Trước lúc cho ra phát biểu thì Đồng Quốc Khánh cũng không liên hệ với Vương Tử Quân, tuy Đồng Quốc Khánh là lãnh đạo đứng đầu thành phố, thế nhưng chuyện chuyên quyền độc đoán như vậy làm cho Vương Tử Quân sinh ra bất mãn. Các đồng chí, vào đúng thời điểm mấu chốt thì phải xem tinh thần, vào lúc nguy cấp thì phải nhìn vào cán bộ, việc lớn việc khó cần phải xem bản lĩnh, việc gấp việc hiểm cần phải nhìn vào bản chất. Tôi hy vọng tất cả cán bộ đều có thể chịu đựng được khảo nghiệm. Chính thức làm tốt công tác tư tưởng, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển đất nước, cho ra những quyết định đúng đắn, chính sách ưu đãi, tối ưu hóa hoàn cảnh, đẩy mạnh khả năng phục vụ, tạo không gian cho doanh nghiệp. Thị ủy cho rằng cán bộ có thể chống lại khảo nghiệm trong công tác kêu gọi đầu tư, một là đáng tin, hai là có bản lĩnh. Cán bộ như vậy rõ ràng là cán bộ tốt, phải sử dụng, nếu có điều kiện phải ưu tiên sử dụng. Đây là những cán bộ có thể nắm bắt cải cách, dám khai thác, chịu trách nhiệm, hiểu kinh tế, biết quản lý, thật sự là rất tốt. Sau này nếu hai bên có điều kiện ngang nhau thì những cán bộ này sẽ được ưu tiên đề bạt, sẽ bật đèn xanh cho các anh. Dù là những cán bộ này có chút bệnh tật thì cũng không có vấn đề, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tất nhiên cũng đừng là căn bệnh quá nặng. Đối với những cán bộ dùng mánh lới vượt qua kiểm tra, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm, đối với những cán bộ làm việc thực chất, thị ủy sẽ ghi công và bổ nhiệm vào thời điểm phù hợp. Đồng Quốc Khánh ngồi trên đài chủ tịch, âm thanh dõng dạc. Khi những lời nói liên tục ra khỏi miệng bí thư Đồng, một phương án xem xét đề bạt và trọng dụng cán bộ dựa vào tiêu chí kêu gọi đầu tư đã được xác lập. Hơn 20 phút sau hội nghị kết thúc, đám người tham gia hội nghị lục tục rời khỏi phòng. Đồng Quốc Khánh cười nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, chuyện kêu gọi đầu tư cần phải có mục tiêu cụ thể, cần phải có một điểm đến rõ ràng, chỉ khi có tiêu chuẩn thì mới có thể đẩy mạnh sức cố gắng của cán bộ quận huyện. Như vậy kinh tế của chúng ta mới có thể phát triển mạnh thêm một bước. Lúc này khối chính quyền cần cho ra một văn kiện, căn cứ vào tình huống thực tế các nơi,
chế định một mục tiêu cụ thể, đến cuối năm chúng ta sẽ dựa vào mục tiêu này để cho ra xếp hạng, có thưởng có phạt. Một cơ chế khích lệ như vậy rõ ràng có thể kích động tính tích cực của mỗi người, cũng có tác dụng xúc tiến kêu gọi đầu tư. Vương Tử Quân gật đầu nói. Bí thư Đồng, chuyện này nên làm công văn liên hợp, nhưng khi gửi công văn, chúng ta có nên cho ra lệnh cấm với những ngành sản xuất gây ô nhiễm không? Đồng Quốc Khánh nhíu mày, sau đó trầm giọng nói. Đồng chí Tử Quân, các thành phố anh em khác đều đã phát triển khá mạnh mẽ, bây giờ chúng ta cần cố gắng đuổi theo. Vì thế chúng ta cần phải tìm mọi cách phát triển kinh tế, kiên trì kêu gọi đầu tư để đưa thành phố Đông Bộ tiến lên càng nhanh càng tốt. Chúng ta không nên mãi tranh luận, mãi đợi chờ, không đứng từ xa nhìn vào, phải lợi dụng tất cả tư nguyên, chọn lựa biện pháp tốt, tuyệt đối không thể chọn giày vừa chân, vì nhỏ bỏ lớn. Đồng Quốc Khánh nói, hai người rời khỏi phòng họp, Vương Tử Quân nhìn về hướng đi của Bí thư Đồng, hắn khẽ nhíu mày. Vương Tử Quân vừa về ngồi vững vàng trong phòng thì Phùng Chí Trường cầm một văn kiện đi đến, hắn ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi nói. Chủ tịch Vương, hôm trước tôi và Bí thư Đồng đã đến tỉnh hàng xóm khảo sát, Bí thư Đồng rất tán thưởng công tác kêu gọi đầu tư của thành phố bạn, thế lại yêu cầu khối chính quyền chúng ta nên tham khảo kinh nghiệm của bọn họ. Chúng ta cần chế định một phương án phù hợp với thực tế bản địa, trước tiên tôi đã cho văn phòng làm ra bản thảo, mong anh thẩm duyệt. Phùng Chí Trường nói rồi đặt văn kiện trên tay xuống mặt bàn đối diện với Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cầm lên xem xét, thấy bên trên viết ý kiến về công tác kêu gọi đầu tư ở thành phố Đông Bộ. Trong văn bản này thật sự quán triệt ý kiến thực hiện kêu gọi đầu tư toàn diện của Đồng Quốc Khánh, định nhiệm vụ cho các quận huyện, nửa năm khảo hạch một lần, nếu hai lần khảo hạch không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thay đổi vị trí lãnh đạo quận huyện. Phùng Chí Trường nhìn gương mặt bất động của Vương Tử Quân, trong lòng thầm nghĩ, có thể thấy rõ được tâm tình của Vương Tử Quân vào lúc này. Nhưng đây là việc mà Bí thư Đồng đã sắp xếp, hắn không có gì cần phải sợ. Vương Tử Quân gật đầu nói. Kêu gọi đầu tư là việc đại sự của thành phố chúng ta, nhưng nếu chỉ dựa vào ý kiến một mặt thì không được, thành phố chúng muốn phát triển kinh tế phải xem xét toàn diện. Thế này đi, Chí Trường cứ về trước, tôi sẽ xem xét lại. Vương Tử Quân nói xong thì cười cười với Phùng Chí Trường, sau đó đặt văn kiện xuống bàn. Phùng Chí Trường nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Vương Tử Quân, trong lòng hiểu ý nghĩ của Chủ tịch Vương, nhưng hiểu thì hiểu mà nói thì vẫn phải nói. Chủ tịch Vương, anh cứ bận rộn đi, tôi về trước. Khi Phùng Chí Trường bỏ đi thì Vương Tử Quân khẽ xoa xoa thái dương, trong lòng hiểu rõ, Phùng Chí Trường lúc này đưa văn kiện đến cũng không muốn mình thông qua, chỉ là chào hỏi cho Đồng Quốc Khánh, hơn nữa chỉ là bắt chuyện sơ qua mà thôi, cũng không quá sâu. Vương Tử Quân thầm nghĩ về ý kiến của Đồng Quốc Khánh, thế là rơi vào trầm ngâm. Tút tút tút. Không biết bao lâu thì điện thoại trên bàn làm việc của Vương Tử Quân vang lên, hắn không nhìn số điện thoại, tiện tay nhấc máy, chợt nghe thấy đầu dây bên kia nói. Có phải là Chủ tịch Vương không? Vương Tử Quân thấy âm thanh kia có chút xa lạ, thế là nói. Đúng vậy, tôi là Vương Tử Quân, xin hỏi anh là. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Lưu Vinh Hòa. Lưu Vinh Hòa giống như sợ Vương Tử Quân không biết mình là ai, hắn nói tiếp. Bí thư Lưu chính là ông cụ nhà tôi. Bí thư Lưu, Vương Tử Quân có chút sững sờ, hắn cũng hiểu Bí thư Lưu là ai, thế là cười nói. Thì ra là anh, hôm nay sao lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi thế này? Lưu Vinh Hòa cười ha hả nói. Chủ tịch Vương, tôi không có chuyện không lên điện tam bảo, cũng không dễ nói trong điện thoại. Thế này đi. Tối nay tôi ở khách sạn Khải Uy chờ anh, chúng ta không gặp không về. Lưu Vinh Hòa nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại. Vương Tử Quân nghe những âm thanh từ đầu dây bên kia, hắn thầm suy đoán mục đích của Lưu Vinh Hòa khi tìm mình. Hắn và Phó Bí thư Lưu Truyền Thụy có quan hệ không tệ, Bí thư Lưu Truyền Thụy cũng nhiều lần giúp đỡ công tác của hắn, hắn biết Bí thư Lưu Truyền Thụy có một người con trai nhưng tên gì thì không rõ. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, hắn lấy điện thoại ra bấm số của Trương Lộ Giai. Nếu muốn tìm hiểu về Lưu Vinh Hòa thì Trương Lộ Giai rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Tôi là Trương Lộ Giai, thì ra là trưởng phòng Hà, chào anh. Anh chờ một chút, bây giờ tôi có hơi bận, chút nữa sẽ gọi điện thoại lại cho anh. Trương Lộ Giai nghe điện thoại, nàng cũng không chờ Vương Tử Quân lên tiếng mà dùng giọng như súng liên thanh nói. Trương Lộ Giai nói một đằng nhưng ý nghĩa lại nằm một nẻo, đó chính là bây giờ nàng không có thời gian, lát nữa sẽ gọi điện thoại trả lời cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không còn gì để nói, hắn buồn bực cúp điện thoại.
Cũng may là Trương Lộ Giai không để hắn chờ lâu, vài phút sau nàng đã gọi điện thoại đến. Chủ tịch đại nhân của tôi ơi, vừa rồi thật sự không tiện, ngài có gì cần dặn dò vậy? Vương Tử Quân nghe giọng nói dịu dàng của Trương Lộ Giai, hắn hận không thể đánh vào mông nàng một chặp. Không biết từ lúc nào thì Vương Tử Quân bắt đầu thích đùa với Trương Lộ Giai, khi không có người thì thường thích phát tiết với nàng, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Trương Lộ Giai thì Vương Tử Quân càng cảm thấy trong lòng bùng bùng lửa nóng, hắn nói. Anh đang ở thành phố Đông Bộ, vừa rồi em ở đâu vậy? Còn ở đâu nữa, ở trong nhà ông. Khi ông đến thành phố Đông Bộ thì chị cũng muốn đi theo đấy chứ, nhưng nghe nói có vợ của Chủ tịch Vương, sợ cậu sẽ phải nằm giả bệnh vì gặp hai người phụ nữ xinh đẹp, thế cho nên mới ở nhà. Cậu cũng không biết nói vài lời trấn an chị sao? Trương Lộ Giai khẽ dùng giọng u oán nói. Vương Tử Quân lúc này rất muốn nói chị thích thế nào thì tôi cũng chịu được cả, thế nhưng hắn cũng không nói. Tuy hắn và Trương Lộ Giai đến với nhau trên cơ sở tình nguyện, nhưng thật lòng thì hắn vẫn cảm thấy xin lỗi Trương Lộ Giai. Thấy Vương Tử Quân trầm mặc không nói thì Trương Lộ Giai tranh thủ thời gian mỉm cười. Được rồi, đều là chị đây tự tìm việc cho mình, cậu cũng đừng giận. Vương Tử Quân dở khóc dở cười, hắn chỉ có thể cười nói. Ông cụ thế nào rồi? Sức khỏe của ông rất tốt nhưng bây giờ lại nói nhiều, vừa rồi ông còn kéo tay chị, nói cậu và vợ là quần anh tụ hội, còn nhắc chị học tập theo, cũng tìm một người vừa lòng đẹp ý. Trương Lộ Giai nói đến đây thì cười khúc khích. Chị thật sự là có học tập theo đấy chứ? Hơn nữa còn đạt đến cảnh giới cao nhất, có phải không? Vương Tử Quân nghe được âm thanh tràn đầy hấp dẫn của Trương Lộ Giai, hắn không nhịn được cười. Tôi có thể chứng minh, chị không những chịu khó học tập, hơn nữa còn học tập rất tốt. Không tốt sao được khi mà đối tượng cũng giống nhau. Nhưng cậu phải đền bù tổn thất tinh thần cho chị, vì chị bị ông xem là phần tử phản diện, hừ hừ. Vương Tử Quân nghe được lời hờn dỗi của Trương Lộ Giai thì không khỏi nở nụ cười, tâm tình tốt hẳn lên. Sau khi hàn huyên vài câu thổ lộ tương tư với Trương Lộ Giai, đột nhiên Trương Lộ Giai nói. Cậu tìm chị có chuyện gì? Có phải muốn chị lấp đầy chỗ trống không? Vương Tử Quân nghe thấy Trương Lộ Giai nói lấp đầy chỗ trống thì lửa nóng trong lòng bừng bừng, trên người có phản ứng rất rõ ràng. Chị Lộ Giai, tôi muốn hỏi thăm một người, chị biết Lưu Vinh Hòa không? Vương Tử Quân hít vào một hơi thật sâu rồi nói ra chuyện chính sự. Lưu Vinh Hòa, quá quen thuộc, sao cậu lại hỏi anh ta? Trương Lộ Giai trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng kỳ quái hỏi. Bây giờ anh ta đang làm gì? Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của anh ta, bảo là mời tôi dùng cơm. Vương Tử Quân chợt nói ra những gì Lưu Vinh Hòa vừa nói. Lưu Vinh Hòa là con trai lớn của bác Lưu, lớn hơn tôi 5 tuổi, trước kia nghe nói ở thủ đô và không phát triển gì cả. Hai năm qua về lại tỉnh Sơn Nam, bây giờ giống như đang cùng người nào đó phát triển kinh doanh. Cùng người ta kinh doanh. Vương Tử Quân lặp lại lời của Trương Lộ Giai, trong lòng thầm hiểu rõ vấn đề. Chương 538, dạy người trách ngắn, người hầu lấy dài. Chủ tịch Vương, tối nay anh có bận gì không? Trưởng phòng tuyên truyền Triệu Thúy Bình ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, nàng mỉm cười hỏi. Triệu Thúy Bình mặc một bộ váy màu xanh nhạt, mặt trang điểm nhẹ, tuy rất đoan chính nhưng vẫn có chút đắc ý, đặc biệt là chút cảm giác màu trắng trước ngực càng làm cho người ta sinh ra cảm giác mơ màng vô hạn. Nếu không phải Vương Tử Quân căn cứ vào hồ sơ và biết nàng đã hơn 40, hắn còn tưởng rằng người phụ nữ trước mặt mới chỉ hơn 30. Vương Tử Quân thật sự có vài phần hảo cảm với người phụ nữ thường ủy duy nhất của thành phố Đông Bộ này, chẳng những người phụ nữ này ủng hộ hắn ở phương diện công tác, hơn nữa dù là làm việc hay làm người cũng đều đứng trên lập trường công chính. Hắn rất tán thưởng nàng ở phương diện này, vì thế mà hai bên có quan hệ khá tốt. Trong lúc Vương Tử Quân và Tiết Diệu Tiến xếp đặt thế cờ, Triệu Thúy Bình cũng không giúp ai, thế cho nên nàng ngồi bất động trên vị trí trưởng phòng tuyên truyền, cũng không cầu tiến, lại chẳng có dấu hiệu thụt lùi. Thế nào, nữ trưởng phòng xinh đẹp của thành phố Đông Bộ muốn mời tôi đi dùng cơm tối sao? Tôi đây thật sự không chịu được hấp dẫn, rất có thể sẽ vấp vào sai lầm. Vương Tử Quân dùng giọng không ảnh hưởng toàn cục để nói đùa với Triệu Thúy Bình. Tất cả mọi người đều nói cần phải liên hệ thật chặt chẽ với lãnh đạo, nếu xét từ góc độ này thì xem như tôi đã thất lễ. Chủ tịch Vương đã nhận công tác rất nhiều ngày, tôi còn chưa chúc mừng ngài, bây giờ kính xin anh cho tôi một cơ hội, để tôi có thể bồi tội. Triệu Thúy Bình cười hì hì, nàng dùng giọng rất vui vẻ nói.
Dù Triệu Thúy Bình là một người phụ nữ hơn 40 nhưng cơ thể vẫn rất gợi cảm, chỗ nên lớn thì lớn, chỗ nên nhỏ thì nhỏ, trước lồi sau lõm, đầy đặn mà không mập mạp, trưởng thành mà không già nua. Lúc này nàng nói vui đùa vài câu với Vương Tử Quân, có 3 phần ngây thơ 7 phần dí dỏm, bổ sung cho bầu không khí thiếu âm khí trong quan trường. Vì vậy mà Vương Tử Quân cảm thấy vẻ quyến rũ của nàng căn bản không giảm, hơn nữa lại càng có thêm hương vị. Khó có được cơ hội trưởng phòng Triệu mời khách, tôi thật sự rất muốn đi, thế nhưng hôm nay có một bữa cơm không thể nào bỏ qua được. Thế này đi, ngày mai tôi sẽ mời khách trưởng phòng Triệu nhé. Vương Tử Quân khống chế tâm tình của mình cực kỳ tốt, hắn nhanh chóng cười nói với Triệu Thúy Bình. Triệu Thúy Bình tỏ ra có chút thất vọng, thế nhưng nàng lại dùng giọng không chút tiếc nuối nói. Xem ra lần sau mời khách phải xếp hàng, như vậy thì đến tối ngày mới là của tôi được. Một câu nói vô tâm của Triệu Thúy Bình lại có tác dụng gây cười, Vương Tử Quân nở nụ cười hào phóng nói. Trưởng phòng Triệu cứ yên tâm, ngày mai tôi dù có từ chối nhiều người cũng phải chờ trưởng phòng Triệu đại giá. Chủ tịch Vương. Khi Vương Tử Quân tiễn Triệu Thúy Bình đi ra ngoài cửa, đúng lúc Thái Nguyên Thương đi đến. Thái Nguyên Thương khẽ gật đầu bắt chuyện với Triệu Thúy Bình, sau đó cùng đi vào phòng với Vương Tử Quân. Sau khi trở thành thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố, Thái Nguyên Thương càng cố sức công tác, sớm xin chỉ thị Triều làm báo cáo, thật sự kiên trì và mạnh mẽ. Nguyên Thương, anh ngồi đi. Vương Tử Quân khoát tay với Thái Nguyên Thương, tỏ ý cho Thái Nguyên Thương ngồi xuống. Thái Nguyên Thương ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Vương Tử Quân, sau đó bắt đầu báo cáo công tác ngày hôm nay. Vương Tử Quân nghe Thái Nguyên Thương báo cáo công tác, những điểm cần thiết thì hắn mở miệng nói hai câu. Những gì Thái Nguyên Thương có thể hoàn thành thì hắn căn bản không mở miệng. Vừa rồi trưởng phòng Triệu đột nhiên mời tôi dùng cơm, không biết có chuyện gì xảy ra. Vương Tử Quân thấy Thái Nguyên Thương đã báo cáo xong, thế là mở miệng như vô tình nhắc đến vấn đề này. Vương Tử Quân nói như vậy cũng không trông mong Thái Nguyên Thương cho ra một đáp án chính xác, hắn chỉ muốn nghe ý kiến của Thái Nguyên Thương. Có câu nghe nhiều lời thì sẽ rõ ràng, biết đâu Thái Nguyên Thương sẽ cho hắn một lời nhắc nhở hữu ích. Chủ tịch Vương, nếu như là lãnh đạo khác tìm anh, tôi thật sự còn đoán không ra, thế nhưng nếu là trưởng phòng Triệu đột nhiên mời khách, tôi lại có thể đoán được một hai phần. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cố gắng ra vẻ huyền bí của Thái Nguyên Thương, thế là hắn cười mắng một tiếng. Được rồi, nếu anh nói loạn, tôi sẽ gọi trưởng phòng Triệu đến đối chất rõ ràng. Sau khi đi vào vòng quan hệ của Vương Tử Quân, Thái Nguyên Thương bắt đầu từ trạng thái căng thẳng tiến vào trạng thái ôn hòa. Hắn là người lăn lộn quan trường nhiều năm, hắn cũng có không ít kinh nghiệm độc đáo, cũng không phải là thứ mà người khác dễ dàng có được. Lãnh đạo cũng là người, cũng có tư tưởng, cũng không hy vọng cấp dưới là hạng người nói gì nghe nấy, cúi đầu khom lưng, thật ra nhiều khi còn muốn cấp dưới đứng trên phương diện một người ngoài để cho ra những lời đề nghị có tác dụng tham khảo. Nhưng dù thế nào thì lời đề nghị cũng phải nắm chắc mức độ, Thái Nguyên Thương là người quản miệng mình rất nghiêm, không nói bậy, không bày tỏ thái độ rối loạn. Cần phải cẩn thận chặt chẽ, lúc nên nói thì sẽ không bao giờ tiếc sức. Một thời gian ngắn áp dụng sách lược như vậy, Thái Nguyên Thương cảm thấy Chủ tịch Vương càng ngày càng có chút ỷ lại vào một thư ký trưởng như mình. Chủ tịch Vương, dù ngài gọi trưởng phòng Triệu đến thì tôi cũng dám nói. Thái Nguyên Thương cười hì hì, sau đó cũng không tiếp tục giở trò thừa nước đục thả câu. Trước khi trưởng phòng Triệu tìm ngài thì trưởng phòng thông tin truyền thông thành phố có đến báo cáo công tác, trùng hợp là khi đó trưởng phòng Triệu không có mặt. Thế cho nên bị đẩy đến phòng làm việc của tôi ngồi một lát. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn móc thuốc ra châm lửa, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Thái Nguyên Thương. Chủ tịch Vương, trưởng phòng Trình phòng thông tin truyền thông nói, lúc này thiết bị của đài truyền hình quá cũ kỹ, tín hiệu không tốt, hình ảnh trên TV bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hôm nay thành phố Đông Bộ phát triển mạnh mẽ, tin tức truyền thông là tiếng nói của chính quyền, vì thế mà không thể nào tụt hậu được. Vì muốn làm công tác gõ chiêng dọn đường cho công tác của thành phố Đông Bộ, bọn họ cần phải thay đổi, cần có những thiết bị mới. Thái Nguyên Thương học tập bộ dạng của trưởng phòng Trình giống như đúc, Vương Tử Quân khẽ cười nói. Đài truyền hình là cửa sổ của phòng tuyên truyền, muốn thay đổi thay thế thiết bị thì mở miệng cũng cực kỳ đường hoàng. Nhưng lúc này cũng không phải là trưởng phòng Trình đến tìm không gặp mặt trưởng phòng Triệu mới đến tìm anh, rõ ràng là trưởng phòng Trình đặc biệt đến nương nhờ nhà thư ký trưởng. Thái Nguyên Thương cũng không muốn che giấu chuyện của trưởng phòng Trình với Vương Tử Quân, hắn cười ha hả nói. Hào quang của Chủ tịch Vương chiếu sáng vạn dặm, có gì qua mắt được ngài chứ? Được rồi, tác dụng của đài truyền hình là khó thể nào bỏ qua được, anh nói đi,
bọn họ cần bao nhiêu tiền mua thiết bị mới? Nghe trưởng phòng Trịnh nói, hình như cũng cần hơn 1 triệu. Thái Nguyên Thương nói ra con số mà có chút không yên. Hắn là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố, tất nhiên hắn biết rõ tình huống của phòng tài chính thành phố. Dù lúc này không đến mức khốn khổ đói kém, thế nhưng tài chính vẫn chưa tiến vào trạng thái dư giả, lần này bỏ ra cả triệu, thật sự không đơn giản. Hơn 1 triệu. Vương Tử Quân hơi nhíu mày, cũng không nói gì. Vương Tử Quân không nói thì Thái Nguyên Thương cũng không hỏi, tuy trưởng phòng thông tin truyền thông có quan hệ không tệ với hắn, nhưng hắn phản ánh sự việc này với Chủ tịch Vương thì xem như đã làm xong phận sự và hết khả năng rồi. Còn Chủ tịch Vương sẽ cho ra quyết định gì, cũng không phải là thứ mà hắn có thể ảnh hưởng đến được. Làm người phải có mức độ, Thái Nguyên Thương từ khi rơi từ trên trời xuống đất thì lại càng có cảm ngộ về phương diện này. Sau khi nói vài câu liên quan đến công tác thì Vương Tử Quân đứng lên nói. Nguyên Thương, anh cũng bận rộn cả ngày rồi, cũng nên về nhà nghỉ ngơi cho sớm. Thái Nguyên Thương đồng ý một tiếng nói. Chủ tịch Vương, có gì anh cứ nói Quốc Lương điện thoại cho tôi. Vương Tử Quân nhìn hình bóng của Thái Nguyên Thương mà khóe miệng lộ ra nụ cười. Dạy người chỉ ngắn, dạy người hầu của mình phải chỉ dài, chính hắn thật sự không nhìn lầm người. Thái Nguyên Thương quả nhiên là một nhân tuyển cực kỳ tốt cho vị trí thư ký trưởng. Người này không những thức thời còn biết tiến biết lùi, quan trọng là nắm chắc mức độ, biết nắm biết buông. Lúc nên hỏi thì cẩn thận tỉ mỉ, lúc không nên thì giống như không nhìn thấy, rõ ràng vừa có ánh mắt vừa có năng lực. Để bà Thái Nguyên Thương làm thư ký trưởng, đây thật sự là một hành động hiếm có của Vương Tử Quân. Trước tiên Thái Nguyên Thương là bộ hạ cũ của Nhâm Sương Bình, đề bạt sẽ làm cho Thái Nguyên Thương thấy được hy vọng, càng thuận thế phát triển, theo sát và tiến vào trong hệ thống của Vương Tử Quân. Thông qua những người như vậy mà Vương Tử Quân hoàn toàn có thể nắm chắc văn phòng trong tay mình. Sau khi rời khỏi phòng làm việc thì trời đã tối, vì phải đi gặp Lưu Vinh Hòa thế nên Vương Tử Quân cũng không cho Triệu Quốc Lương đi theo, chỉ để anh Đồng đưa mình đến khách sạn Khải Uy. Khách sạn Khải Uy nằm ở phía tây nam thành phố Đông Bộ, cũng không phải là khách sạn lớn nhưng lại có danh tiếng rất lớn trong tỉnh Sơn Nam. Khi anh Đồng chậm rãi dừng xe trước cổng khách sạn Khải Uy, một người đàn ông tươi cười rạng rỡ tiến lên đón chào. Người đàn ông này thấy được Vương Tử Quân thì cười ha hả nói. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Điền Trí Quốc của tập đoàn Vinh Hồ, giám đốc Lưu sắp xếp tôi ở đây đặc biệt chào đón anh. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông mập mạp với nụ cười như hoa, hắn gật đầu nói. Cảm ơn anh, chúng ta vào thôi. Chủ tịch Vương, mời ngài đi bên này. Điền Trí Quốc cũng không mời Vương Tử Quân đi về phía đại sảnh. Lại đưa tay mời Vương Tử Quân đi về phía một cánh cửa nhỏ của khách sạn. Cánh cửa kia không có gì là đặc biệt đối với một khách sạn xa hoa, cửa thủy tinh màu đen càng làm cho người ta căn bản không nhìn ra bên trong là gì. Khi Điền Trí Quốc đẩy cửa, một tấm thảm đỏ xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân, 4 tiếp tân xinh đẹp mặc trang phục tiếp viên hàng không tiến lên rồi khom người nói. Chào mừng quý khách giá lâm. 4 cô gái này có dáng người cao gầy, mặc chế phục giống như tiếp viên hàng không càng cực kỳ hấp dẫn. 2 cô gái phía trước khẽ cười một tiếng, sau đó ra hiệu cho 2 cô phía sau, 2 cô phía sau nhanh chóng tiến lên giúp mở thang máy. Chủ tịch Vương, đại sảnh khá rối loạn, ông chủ của tôi chờ những người bạn đặc biệt thì thường dùng đường đi dành cho khách quý của khách sạn. Chúng ta đi theo đường này, giám đốc Lưu đang ở trên lầu. Điền Trí Quốc quan sát Vương Tử Quân, thấy vẻ mặt đối phương không biến đổi thì khẽ lên tiếng giới thiệu. Nửa phút sau thang máy dừng lại ở lầu 9. Cô gái tiếp tân cao gầy cùng đi vào thang máy đã cười nói. Hai vị khách quý, đã đến lầu 9, mời hai vị. Khi thang máy mở ra thì 2 nam 3 nữ xuất hiện ở bên ngoài, nhóm người này thật sự là quần anh tụ hội, 3 cô gái rất xinh đẹp, đặc biệt là cô gái ở giữa. Người nây mặc váy dài, 2 hàng chân mà như núi xa, mắt như thu thủy, dáng người thon dài. Nàng đứng đó giống như phượng hoàng đón gió, tràn đầy kiêu ngạo. 2 cô gái đứng bên cạnh có một người giọng nói rất ngọt ngào, váy trắng làm cho người nào cũng bừng bừng thanh xuân. Cô gái còn lại làm cho người ta sinh ra cảm giác có gì đó điên cuồng, váy ngắn chân dài tràn đầy sức hấp dẫn. 2 cô gái kia dù lựa chọn bất kỳ người nào cũng hấp dẫn ánh mắt người đối diện, nhưng lúc này bọn họ đứng bên cạnh cô gái váy dài ở giữa, lại giống như sao vây quanh trăng. Ha ha ha, anh Vương, nếu anh chưa đến, tôi sẽ lái xe đến đưa anh đi. Khi Vương Tử Quân thu hồi ánh mắt từ trên người phụ nữ đứng giữa, một người đàn ông hơn 30 tuổi khá cao ráo có vài phần giống với Lưu Truyền Thụy đứng bên cạnh cô gái váy ngắn mỉm cười nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân đã thông qua Trương Lộ Giai để biết rõ về tư liệu của người này, thế nên hắn nở nụ cười nói. Giám đốc Lưu quá khách khí rồi. Ôi, anh Vương, anh nói như vậy là không được rồi. Tôi và Trương Thiên Tâm từ nhỏ đã là anh em tốt với nhau, có thể nói là anh em nối khố, nếu anh gọi tôi là giám đốc Lưu, như vậy thật sự đã cười chê tôi rồi. Lưu Vinh Hòa vừa bắt tay Vương Tử Quân vừa cười nói. Vương Tử Quân cũng chỉ cười cười mà không nói gì, tuy hắn và Lưu Truyền Thụy có quan hệ rất tốt, thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng hắn và Lưu Vinh Hòa sẽ là xương anh em với nhau. Ha ha ha, Vinh Hòa, đây không phải là nơi trò chuyện, chúng ta không thể cho anh Vương đứng ở đây được. Anh Vương, mời anh đi vào trong này. Đứng bên cạnh là một người đàn ông có độ tuổi tương đồng với Lưu Vinh Hòa, cặp kính gọng vàng trên gương mặt trắng nõn, dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Khi hai người Lưu Vinh Hòa chào hỏi Vương Tử Quân, ba cô gái cũng nhìn về phía Vương Tử Quân, ngoài cô gái váy đen ở giữa không có biểu hiện gì khác thường, vẻ mặt hai cô còn lại có vẻ rất kinh ngạc. Các cô gái này tiếp xúc với nhóm người Lưu Vinh Hòa cũng không phải ngày một ngày hai, vì thế mà nàng hiểu rõ tính cách của hai người này, ba người đàn ông này bình thường đều rất kiêu ngạo hống hách, hôm nay sao lại khách khí như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vương Tử Quân cười cười đi theo người đàn ông kia về phía gian phòng, sau khi đẩy một cánh cửa thủy tinh thì một đại sảnh rộng hơn 100 mét vuông chợt xuất hiện trước mắt hắn. Đèn chùm bằng thủy tinh treo bên trên làm cho gian phòng sáng rực lên. Người đàn ông kia nhìn sang nói với Vương Tử Quân. Anh Vương, chỗ này có chút đơn giản, kính mong anh Vương đừng trách, mời anh Vương sang ngồi bên này. Người đàn ông vừa nói vừa đưa tay chỉ một hàng ghế màu vàng được điêu khắc cực kỳ tinh tế mời Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn chiếc ghế như ghế rồng ở vị trí chính giữa, hắn cười cười nói. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng con người tôi dạo này có chút sợ hãi với những động vật bò qua bò lại như vậy, thế cho nên xin được đổi ghế. Người đàn ông thấy Vương Tử Quân từ chối lời đề nghị của mình thì trên gương mặt trắng nõn có chút nổi nóng, nhưng hắn che giấu cực kỳ tốt, chỉ sau nháy mắt đã biến thành bộ dạng cười tủm tỉm. Nếu như không phải Vương Tử Quân vừa rồi thấy hình ảnh của người này trong gương phản quang, hắn thật sự còn không nhìn ra chút ghét bỏ trên mặt đối phương. Trước khi tiến vào phòng thì Vương Tử Quân cũng luôn quan sát hai người Lưu Vinh Hòa, người đàn ông kia tuy cứ mở miệng là gọi anh Lưu, thế nhưng Vương Tử Quân có thể thấy người làm chủ là người đàn ông này. Nếu như anh Vương không thích thì chúng ta sẽ không ép. Anh Điền, anh đi ra nói bọn họ dâng thức ăn lên, anh Vương, mời anh ngồi bên này. Người đàn ông trắng nõn mời Vương Tử Quân ngồi xuống, sau đó khẽ gật đầu với cô gái mặc váy đen. Cô nàng có chút chần chừ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn rõ phong thái giơ tay nhấc chân của người đàn ông bên cạnh, hắn khẽ cười nói. Vinh Hòa, anh đến thành phố Đông Bộ làm khách, tôi nên là người mời khách. Vì sao lại không biết xấu hổ để anh mời khách được? Nếu như bí thư Lưu biết tôi để anh mời khách ở thành phố Đông Bộ, chắc chắn sẽ không buông tha. Lưu Vinh Hòa nghe nói qua về Vương Tử Quân, cũng đã từng xem hình của Vương Tử Quân, nhưng lúc này nhìn một người đàn ông còn nhỏ tuổi hơn mình nhưng đã là chủ tịch thành phố, hơn nữa lại được bố liên tục mở miệng khen ngợi là người có tiềm lực vô hạn, thế là trong lòng đầy hâm mộ và ghen ghét. Nhưng Lưu Vinh Hòa nghĩ đến mục đích hôm nay, thế là cố gắng áp chế đố kỵ trong lòng, lại nói. Anh Vương, chúng ta là người một nhà, cái gì mà khách khí hay không khách khí? Lúc này tôi giới thiệu cho anh một người bạn, anh ấy là Đàm Tiếu Minh, là người bạn chơi với tôi từ nhỏ. Nhắc đến anh ấy có lẽ anh cũng không biết, nhưng có lẽ anh cũng không xa lạ gì Chủ tịch Đàm. Chủ tịch Đàm. Vương Tử Quân chợt có nhiều ý nghĩ, cũng nghĩ ra Chủ tịch Đàm là thần thánh phương nào. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn Nam Đàm Nhất Hòa. Tuy bây giờ Đàm Nhất Hòa nhận chức ở khối mặt trận Tổ quốc xem như dưỡng lão thế nhưng cũng là người thâm căn cố đế ở tỉnh Sơn Nam. Năm xưa khi Dương Độ Lục còn nắm quyền ở tỉnh Sơn Nam, Chủ tịch Đàm này chính là một người cực kỳ cường thế. Chủ tịch Đàm vẫn khỏe đấy chứ? Vương Tử Quân khẽ gật đầu cười với Đàm Tiếu Minh, sau đó ân cần hỏi thăm. Cảm ơn anh Vương, sức khỏe của bố tôi rất tốt, nhưng vì có quá ít việc nên đem hết tinh lực đặt lên người của anh em chúng tôi. Mọi người đều nói công cha như núi Thái Sơn, bây giờ tôi mỗi lần nhớ đến câu nói này đều cảm thấy giống như núi lớn ép lên đầu. Đàm Tiếu Minh vừa nói vừa phất tay bất đắc dĩ làm cho bầu không khí trong phòng thoải mái hơn rất nhiều. Vương Tử Quân cười cười nói. Cha mẹ nào trên đời cũng yêu thương chăm sóc con cái. Khi ba người bọn họ nói chuyện với nhau, vài nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp bắt đầu dọn thức ăn lên bàn. Những món này đã được chuẩn bị sẵn.
thế nên chỉ mất 10 phút thì hơn chục món đã được dọn ra trên bàn. Anh Vương, anh có thấy vị này có chút quen mặt không? Lưu Vinh Hòa không biết từ khi nào đã giữ lấy bàn tay của cô gái mặc váy ngắn ở bên cạnh, nhưng một bàn tay khác lại chỉ vào cô gái mặc váy đen. Vương Tử Quân thật sự không biết cô gái mặc váy đen này là ai, lúc này hắn nhìn về phía cô nàng cũng không chút cảm giác quen mắt. Nhưng Lưu Vinh Hòa đã nói như vậy, ba người phụ nữ cũng nhìn về phía hắn, dưới tình thế này hắn đành trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười nói. À, cũng có hơi quen. Ha ha ha, không phải chỉ là hơi quen mới đúng. Lưu Vinh Hòa cười ha hả, hắn nở nụ cười hiểu biết với Vương Tử Quân. Cô gái mặc váy dài nghe thấy Lưu Vinh Hòa nói về mình thì khẽ nhíu mày, thế nhưng cuối cùng thì nàng cũng không mở miệng, nhưng lại dùng ánh mắt có chút chán ghét nhìn Vương Tử Quân. Đàm Thiếu Minh nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra, khi hắn thấy ánh mắt cô gái váy đen kia biến đổi thì trừng mắt nhìn lại. Dưới ánh mắt đầy lực sát thương của Đàm Thiếu Minh, cô gái kia chợt nhớ ra điều gì đó, thế là một cảm giác sợ hãi và thương tiếc chợt hiện ra trên mặt nàng. Tất cả tình huống đang diễn ra đều lọt vào trong mắt Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn không thể nào biết được cô gái kia là ai, thế là không khỏi xoắn hai tay vào nhau. Xem ra trí nhớ của tôi cũng không tốt, anh Vinh Hòa nên nói cho tôi biết là được rồi. Ha ha ha, anh Vương nói những lời này rõ ràng đã làm tổn thương tự tôn của Tiểu Vân nhà chúng tôi thấy như thế này cần phải phạt hai người mới được. Lưu Vinh Hòa vừa nói vừa nháy mắt nhìn cô gái được gọi là Tiểu Vân. Vẻ mặt cô gái có hơi biến đổi, cuối cùng nàng cũng mở miệng nói. Anh Vương, tôi là Tề Huyên Vân. Tên là Tề Huyên Vân, rất có danh tiếng. Chút nghi ngờ lóe lên trong mắt Vương Tử Quân, hắn chợt cười nói. Chào cô. Cô gái mặc váy ngắn ngồi bên cạnh Lưu Vinh Hòa chợt cười khúc khích nói. Anh Vương, những người gặp mặt chị Tề của chúng tôi thường thích bắt tay để cảm nhận cảm giác bàn tay mềm mại của băng tâm tiên tử trên TV là như thế nào. Trên TV, băng tâm tiên tử. Vương Tử Quân nghe tên giống như nhớ đến một bộ phim truyền hình gì đó đang được chiếu, nữ nhân vật chính trong phim thật sự không tệ, làm cho người ta xem phim mà nhớ mãi không quên. Dù là Thái Thần Bân và Triệu Quốc Lương nói chuyện với nhau cũng không khỏi nhắc đến cô gái này. Tôi thấy không nên cảm nhận, nếu không sau này sẽ khó thể nào quên được. Vương Tử Quân khẽ cười rồi dùng giọng tùy ý nói. Tề Huyên Vân vốn đã chuẩn bị vươn ta ra. Khoảnh khắc khi thở dài một hơi thì trong lòng có chút xấu hổ. Đến lúc này nàng mới dùng ánh mắt cẩn thận nhìn Vương Tử Quân, nhưng thấy người đàn ông kia tuy cũng hơn 20 tuổi, tuy ăn nói hào phóng tự nhiên thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác thân cận. Ngồi bên cạnh người này cũng không phải là vấn đề, Tề Huyên Vân có ý nghĩ như vậy, vẻ mặt chợt biến đổi. Ha ha ha, anh Vương thật sự quá nhẫn tâm, không thể quên được mới hay chứ sao? Đàm Thiếu Minh nói rồi nâng ly rượu lên. Anh Vương, tôi thật sự ngưỡng mộ anh đã lâu, chúng ta cùng nâng ly xem như chúc mừng ngày tụ hội hôm nay. Vương Tử Quân cười nâng ly khẽ cùng với Lưu Vinh Hòa, Đàm Thiếu Minh. Ba cô gái Tề Huyên Vân ở bên kia cũng nâng ly rượu lên trợ hứng, nhưng ngoài Tề Huyên Vân nhìn qua giống như có chút khó thích ứng, hai người phụ nữ khác rõ ràng đã nhiều lần tham gia những buổi tụ hội thế này, cho nên rất biết cách đúng mực. Sau khi uống cạn ba ly, Đàm Thiếu Minh và Lưu Vinh Hòa với Vương Tử Quân nói đến những chuyện lặt vặt phát sinh trong tỉnh, thật sự giống như đã quên đi chủ đề chính của ngày hôm nay. Vì nói đến những chuyện vui vẻ nên bầu không khí trong phòng thật sự không tệ, đặc biệt là Lưu Vinh Hòa oán trách Vương Tử Quân quá vĩ đại, làm cho bố mình là bí thư Lưu cứ mãi lấy ra làm tấm gương, ép Vương Tử Quân phải bồi thường tâm linh cho mình, thế là bầu không khí thật sự bùng nổ. Tôm hùm, cái muối, vi cá. Tuy chỉ có 6 người nhưng món ăn lại liên tục được đưa lên, hơn nữa tất cả các món đều cực kỳ chú ý, càng lúc càng to tát. Khi món cá cuối cùng được đưa lên thì Lưu Vinh Hòa cười ha hả nói. Anh Vương, có câu cá không thể không đầu, chúng ta là một nhóm thanh niên, bây giờ người đi đầu là anh Vương, chúng tôi là những người không chịu được sự gò bó trong cơ quan nhà nước, có thể nói là bị phế mất. Sau này anh em thật sự cần anh Vương quan tâm nhiều hơn, anh em xin kính anh một ly. Vương Tử Quân nâng ly lên cùng cụng ly với Lưu Vinh Hòa, sau đó nói. Anh Vinh Hòa, anh nói như vậy là quá khách khí rồi, con người của tôi cũng chỉ có thể vung tay ở phạm vi chính sách cho phép, nếu những gì cần quan tâm thì tôi sẽ tuyệt đối không hàm hồ. Lúc này gương mặt đầy nụ cười của Đàm Thiếu Minh chợt biến đổi, hắn cũng là người thông minh, cớ sao không hiểu bốn chữ chính sách cho phép. Khi Lưu Vinh Hòa cười ha hả đặt ly rượu xuống, hắn cũng nâng ly lên nói. Anh Vương! Anh em chúng tôi đến địa bàn của anh,
cũng chính là kiếm miếng cơm, kính xin anh Vương giúp chúng tôi một chút ở sự kiện nhà máy may Miên Phường. Lưu Vinh Hòa vừa định ngồi xuống thì cơ thể chợt ngưng tụ, hắn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua Đàm Tiếu Minh. Trước đó hai người bọn họ đã thương lượng với nhau, cũng sẽ không đi thẳng vào vấn đề như vậy, Đàm Tiếu Minh hôm nay làm sao thế? Vì sao lại nói thẳng ra như vậy? Tôi thật sự giúp đỡ phương án thay đổi chế độ ở nhà máy may Miên Phường, nhưng cụ thể thế nào thì cần hai bên đàm phán trên phương diện đôi bên cùng có lợi. Vương Tử Quân vừa nói vừa nâng ly trà lên uống một ngụm. Tất nhiên nếu các anh thấy trong quá trình đàm phán có gì đó không công bằng, các anh có thể tìm đến tôi bất cứ lúc nào. Anh Vương, những trò đi đường vòng trong quan trường của các anh cũng đừng nên dùng với anh em đây. Nói thật, tôi cũng đã học xong đại học nhưng lại là người thô kệch, anh Vương cứ nói một câu cho thoải mái, có thể nể mặt anh em mà giơ cao đánh khẽ một lần không? Lưu Vinh Hòa dù mở lời có hơi thô nhưng cũng không phải kẻ ngốc, hắn cười hì hì nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân nhìn thấy Lưu Vinh Hòa vẫn đang đứng, tuy lời nói có vài phần cầu khẩn nhưng thực tế lại tràn đầy gây sự, hắn thản nhiên nói. Nếu có thể giơ cao đánh khẽ thì tôi nhất định sẽ làm, nhưng có vài vấn đề chúng ta cần phải đàm phán. Vẻ mặt Lưu Vinh Hòa chợt biến đổi, hắn chỉ vào Vương Tử Quân, định lên tiếng nhưng Đàm Tiếu Minh đã nói. Vậy thì cảm tạ anh Vương. Anh Vương, anh em chúng ta cùng uống một ly, chúc tình anh em của chúng ta trường tồn qua thời gian. Tửu lượng của Vương Tử Quân cũng không khá hơn bao nhiêu, tuy bây giờ cảm thấy có thể áp chế được, thế nhưng nếu tiếp tục ở lại cũng không xong, thế nên hắn cười ha hả nói. Nhưng tôi có một câu cần phải báo trước, chút nữa tôi còn có việc gấp, hôm nay chỉ uống đến đây thôi. Được, chúng ta nghe lời anh Vương. Đàm Tiếu Minh nói rồi nâng ly lên uống cạn, trong mắt Lưu Vinh Hòa có chút bất thiện, nhưng hắn vẫn uống cạn ly rượu dưới ánh mắt của Đàm Tiếu Minh. Anh Vương, hai người chúng ta cũng không xe xích gì nhiều, sẽ không tiễn anh. Tề tiểu thư, làm phiền ngôi sao lớn của ngày hôm nay tiễn chân anh Vương một đoạn đường. Đàm Tiếu Minh nói rồi dùng giọng có vài phần men say lên tiếng. Thanh xuân có hạn, anh Vương cũng đừng nên phụ lòng mỹ nhân. Thanh xuân có hạn, cũng đừng nên phụ lòng. Vương Tử Quân nghĩ đến những lời này của Đàm Tiếu Minh, sau đó đưa mắt nhìn Tề Huyên Vân với bộ dạng giống như đi ra pháp trường ở bên cạnh, thế là trong lòng không khỏi bùng lên lửa nóng. Tuy hắn có kinh nghiệm hai đời, sống hơn 70 năm, nhưng sức hấp dẫn của tình huống vùi dập một người phụ nữ băng thanh ngọc khiết như Tề Huyên Vân cũng thật sự khó ngăn cản. Thủ đoạn của Đàm Tiếu Minh thật sự bất phàm, Vương Tử Quân chấn định tâm thần, hắn cười khoát tay với Đàm Tiếu Minh. Nếu đã như vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tề Huyên Vân vốn còn có chút kỳ vọng với Vương Tử Quân, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì thật sự cảm thấy rất đau lòng. Tuy nàng rất muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến thời điểm mình nói chuyện với người đại diện của công ty, nàng chợt sinh ra cảm giác mất hết sức lực. Khi nàng cảm thấy cực kỳ do dự thì Đàm Tiếu Minh chợt nhìn sang. Anh Vương, anh chờ chút. Tề Huyên Vân thầm an ủi mình một câu, coi như hoa đẹp để cho heo ăn. Nàng siết chặt nắm đấm, nhanh chóng chạy về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không nói gì, hắn cũng không đi thang máy mà đi cầu thang bộ xuống bên dưới. Tề Huyên Vân cũng theo sát bước tiến của hắn, không thể nào mở miệng nói gì được. Từ lầu 4 đến lầu 1 chỉ còn một cánh cửa kính duy nhất, Vương Tử Quân cũng không đẩy cửa ra, hắn dừng lại nói. Tề tiểu thư, xe của tôi đã ở bên ngoài, cô khỏi cần tiễn nữa. Tề Huyên Vân đã làm tốt tư tưởng cho mình để chuẩn bị hiến thân, dù thế nào nàng cũng không ngờ Vương Tử Quân lại nói ra những lời như vậy. Không cần tiễn, sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ không biết mình tiễn chân hắn đại biểu cho cái gì sao? Không thể nào, người đàn ông này vừa rồi đã nói rõ với Đàm Tiếu Minh, cũng là người được đám Đàm Tiếu Minh tôn sùng, nhưng bây giờ đối phương lại tỏ ra không hiểu ý, như vậy là sao? Đối phương cho mình quay về, rõ ràng là không có hứng với mình. Phụ nữ thường là kỳ quái như vậy, vừa rồi còn bày ra tâm tư hoa đẹp vứt cho heo ăn, nhưng bây giờ nàng lại chợt phẫn nộ, một cảm giác tức giận vì không được coi trọng. Anh Vương, anh không muốn cho tôi đi theo, vậy sao anh lại nói tôi đi theo xuống đây? Tề Huyên Vân thật sự không hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Tề Huyên Vân rồi cười cười nói. Con người của tôi sợ đi đêm, đặc biệt là đi cầu thang vào buổi tối, vì thế nhờ cô đi cùng cho vui. Vương Tử Quân nói xong thì nhanh chóng đẩy cửa đi ra. Nếu nói Vương Tử Quân sợ đi đường ban đêm thì đánh chết Tề Huyên Vân cũng không tin, nàng nhìn hình bóng Vương Tử Quân bỏ đi, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ,
chính là người đàn ông trẻ tuổi được đám người Đàm Tiếu Minh kính trọng chẳng lẽ không có cảm giác với mình. Tề Huyên Vân nhìn cánh cửa còn chưa khép lại, nàng giống như nhớ đến điều gì đó, nàng siết chặt nắm đấm rồi chạy ra ngoài. Sau khi bắt taxi thì nàng bấm một dãy số điện thoại. Giám đốc Đàm, Vương tiên sinh đã đi rồi, anh ta nói tôi không cần xen vào việc của anh ấy, thế nên tôi cũng về nhà nghỉ ngơi. Tuy đã hạ quyết tâm nhưng Tề Huyên Vân nói đến đây vẫn có chút không yên. Biết rồi. Sau khi nói ra một câu lạnh băng thì bên kia cúp điện thoại. Tề Huyên Vân chợt cảm thấy thả lỏng, tuy vận mệnh của nàng cũng không biến đổi nhờ sự kiện lần này, thế nhưng nàng cũng hy vọng ngày đó không nên đến quá nhanh. Dòng xe qua lại cuồn cuộn, bên đường là ánh sáng đèn rực rỡ, Tề Huyên Vân siết chặt điện thoại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt nàng xuyên qua dòng xe cộ, hy vọng có thể gặp được một người mình chờ mong. Tiếu Minh, thế nào rồi? Lưu Vinh Hòa đã thò tay vào trong ngực cô gái váy ngắn, hắn thấy Đàm Tiếu Minh đặt điện thoại xuống thì hỏi ngay. Còn thế nào nữa, người ta chướng mắt chúng ta. Đàm Tiếu Minh tuy cười nhưng trong mắt lại cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt và cặp kính gọng vàng tạo nên tương phản rất lớn. Hừ, hắn ta tính là gì? Dám xem thường ông. Lưu Vinh Hòa nổi giận nên dùng lực hơi mạnh, cô gái mặc váy ngắn chợt kêu lên đau đớn. Nếu như trước kia thì Lưu Vinh Hòa sẽ nói vài câu hối lỗi, nhưng lúc này hắn đã nổi giận, nào còn tâm tư như trước. Khi cô gái kia kêu đau thì bàn tay còn lại của hắn cũng vung lên cho ra một tát. Con điếm, mày kêu cái gì? Tao đập chết bây giờ. Vinh Hòa, thôi bỏ qua, chấp nhất phụ nữ làm gì? Đàm Thiếu Minh nhìn thoáng qua cô gái váy ngắn rồi dùng giọng mất kiên nhẫn lên tiếng, lại phất phất tay với cô gái ngồi bên cạnh mình, tỏ ý cho bọn họ rời khỏi phòng. Lúc này Lưu Vinh Hòa xem như tỉnh lại trong cơn tức giận điên cuồng, hắn chờ hai cô gái kia đóng cửa đi ra thì dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Tiếu Minh, tên họ Vương kia thật sự không biết xấu hổ, chúng ta đã nể mặt hắn như vậy, bỏ thời gian tiếp đãi tốt đẹp thế này mà không biết lĩnh tình. Hừ, đừng tưởng làm chủ tịch thành phố thì có thể hoành hành ở tỉnh Sơn Nam này. Đàm Tiếu Minh khoát tay áo nói. Vinh Hòa, đừng quá xúc động, anh em chúng ta không sợ hắn, thế nhưng chúng ta cũng không đáng sống mái với nhau. Không sống mái với hắn thì chẳng lẽ chúng ta bỏ qua như vậy sao? Hừ. Chúng ta tốn không ít sức lực vì nhà máy may Miên Phượng này, nếu như cứ bỏ qua như vậy, chẳng phải quá đáng tiếc à? Lưu Vinh Hòa lớn tiếng nói. Vinh Hòa, tôi nói bỏ qua như vậy khi nào? Chúng ta đã thu 1/3 tiền cọc vì sự kiện của nhà máy may Miên Phượng, như vậy tuyệt đối sẽ nắm bắt được, nếu không thì anh em chúng ta đừng hòng tiếp tục lăn lộn ở tỉnh Sơn Nam. Đàm Tiếu Minh nói, vẻ mặt Lưu Vinh Hòa chợt tốt hơn một chút, hắn cầm chai nước trên bàn lên uống một ngụm rồi nói. Uy tín của anh em chúng ta không thể bị hủy vì một kẻ như Vương Tử Quân, Tiếu Minh, anh nói đi, chúng ta phải làm sao để cho tên họ Vương kia một bài học, để cho hắn biết có một số người không dễ đắc tội. Điều này sao? Đàm Tiếu Minh trầm ngâm một chút rồi nói. Tên họ Vương kia là chủ tịch thành phố, chúng ta muốn đối phó với hắn thì giết người 1.000 tổn thương 800, những chuyện lỗ vốn như vậy chúng ta sẽ không làm. Nhưng kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, hắn ta không thể không có kẻ địch. Chúng ta giúp kẻ địch của hắn, để cho người ta đối phó với Vương Tử Quân không được sao? Kẻ địch của tên họ Vương kia là ai? Lưu Vinh Hòa dùng giọng nghi ngờ hỏi. Đàm Tiếu Minh thật sự có chút khinh bỉ Lưu Vinh Hòa, nhưng bố của Lưu Vinh Hòa là phó bí thư nắm công tác tổ chức có quyền lực cực kỳ mạnh mẽ ở tỉnh Sơn Nam, tiểu tử này còn có tác dụng hơn cả mình, nếu không hắn cũng không cần dụ dỗ tên này làm gì cho mệt. Đàm Tiếu Minh thầm nghĩ, bố của anh ra tay là tốt nhất. Thế nhưng hắn biết rõ lời này không thể nói ra, vì vậy chỉ có thể cười nói. Anh biết Vương Tử Quân đã từng công tác ở huyện Lô Bắc không? Lưu Vinh Hòa lắc đầu, hắn không quan tâm Vương Tử Quân từng công tác ở xó xỉnh nào, bây giờ hắn chỉ nhìn vào vị trí trước mắt. Nếu Vương Tử Quân ngã về phía bọn họ, như vậy sự kiện nhà máy may Miên Phượng sẽ xong, sẽ có vài triệu chảy vào tài khoản của hắn. Khi Vương Tử Quân còn là chủ tịch huyện Lô Bắc thì bí thư huyện ủy chính là con trai của Dương Độ Lục. Là Dương Quân Tài. Bây giờ Dương Quân Tài chạy về thủ đô, nhìn qua giống như tự làm tự chịu nhưng thực tế nhiều người hoài nghi trong sự kiện này có dấu vết của Vương Tử Quân. Đàm Tiếu Minh thấy đồng bạn của mình chỉ số thông minh không cao, thế là cũng không dùng lời ẩn giấu, trực tiếp nói rõ ngọn nguồn. Anh muốn lợi dụng Dương Độ Lục để ra tay đối phó với Vương Tử Quân. Lưu Vinh Hòa nói đến Dương Độ Lục thì trên mặt có vài phần sợ hãi. Đàm Tiếu Minh thở dài một hơi nói. Nếu như là Dương Độ Lục thì tôi không thể dùng chiêu này,
hơn nữa tháng sau Dương Độ Lục sẽ là trưởng ban tổ chức trung ương, ông ta cũng không có thời gian quan tâm đến một tên cán bộ trẻ tuổi sống hay chết. Lưu Vinh Hòa cũng biết vị trí trưởng ban tổ chức trung ương là như thế nào, hắn chợt căng thẳng nói. Để cho bọn họ chó cắn chó cũng không tồi. Chính là như vậy, nhưng chúng ta cần phải cung cấp xương thịt cho một con chó khác, chỉ cần trong tay chúng ta có xương, tôi tin chắc hắn sẽ không bỏ qua. Đàm Tiếu Minh thản nhiên nâng ly lên uống một ngụm, lúc này mới nói. Vinh Hòa, chúng ta cũng không có yêu cầu gì quá đáng, chỉ là người không phạm ta thì ta không phạm người, người nếu phạm ta thì ta phải phạm người. Ai dám cản anh em chúng ta phát triển trên con đường tiền tài, chúng ta sẽ cho chúng biết thế nào là đắc tội với người bề trên là thế nào. Lưu Vinh Hòa rất thừa nhận lời nói của Đàm Tiếu Minh, hắn uống một ngụm rượu rồi cười hì hì, sau đó lại giống như nhớ tới điều gì đó. Chúng ta cung cấp xương cho con chó kia, để nó tấn công Vương Tử Quân sao? Đàm Tiếu Minh khẽ cười, hắn nói với bộ dạng như đã tính trước. Anh còn nhớ rõ có một ngày chúng ta uống rượu với La Sương Hào, hắn nói thế nào về Vương Tử Quân và vợ trước không? Có gì không tốt sao? Lưu Vinh Hòa tất nhiên hiểu vợ trước của La Sương Hào là ai, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Có gì không tốt, không những là một tên chúng hai chim, cũng không lộ ra chúng ta. Dù có người nghi ngờ có kẻ muốn chơi trò với Vương Tử Quân, chắc chắn cũng không có gì nghi ngờ chúng ta. Đàm Tiếu Minh nói rồi rót rượu cho Lưu Vinh Hòa. Vinh Hòa, Phổ Độc Bất Trượng Phu, anh cảm thấy thế nào? Lưu Vinh Hòa nhìn ánh mắt âm độc của Đàm Tiếu Minh, trong lòng chợt phát lạnh, hắn nâng ly rượu lên nói. Đúng vậy, tim nhỏ không phải quân tử, Phổ Độc Bất Trượng Phu. Chương 539, làm quan không nên lợi dụng hậu trường để kiếm tiền. Bí thư Đồng, đây là phương án thay đổi chế độ ở nhà máy may Miên Phượng của Ủy ban Cải cách, chúng ta trên nguyên tắc là đồng ý với lời đề nghị của công ty Đức Lương, nhưng không thể nào mua bán mà không bỏ ra xu nào, thế cho nên Ủy ban Cải cách mới yêu cầu công ty Đức Lương bỏ ra 1 triệu tiền mua bán. Phùng Chí Trường cầm theo một phương án đã được chuẩn bị sẵn, hắn đặt lên bàn làm việc của Đồng Quốc Khánh. Bỏ ra 1 triệu mua nhà máy may Miên Phượng, trong mắt Đồng Quốc Khánh chợt lóe lên hào quang. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì Đảng Hằng ngồi bên cạnh đã trầm giọng nói. Chủ tịch Phùng, có phải phương án này của Ủy ban Cải cách là trò đùa không? Chưa nói những thứ khác, chỉ tính riêng tiền thiết bị mà nhà máy may Miên Phượng năm ngoái bỏ ra để mua vào là bao nhiêu tiền rồi? Phùng Chí Trường dù rất mất hứng với câu hỏi nghi vấn của Đảng Hằng, thế nhưng trên mặt hắn không chút không thỏa mãn, hắn cười nói. Thư ký trưởng Đảng, tôi hiểu tâm tình của ngài, nhưng sự việc không thể nhìn như vậy được. Hiện tại nhà máy may Miên Phượng không phải là thiếu nữ không sợ ế chồng, chính là một công ty gán nợ. Nếu như chúng ta nắm nó trong lòng bàn tay mà không chịu giải phóng, căn bản chỉ còn đường phá sản. Chưa nói đến những thứ gì khác, hơn 1.000 công nhân của nhà máy may Miên Phượng đang thất nghiệp chính là một nhân tố cực kỳ không ổn định. Tuy điều kiện mua bán của công ty Đức Lương quá hà khắc, thế nhưng khách hàng chọn 3 lấy 4 mới có thành ý, càng là như vậy càng nói rõ bọn họ có thành ý muốn mua. Nếu mua bán thành công, chính quyền cũng sẽ không khốn khổ vì vấn đề của nhà máy may Miên Phượng, mà nhà máy cũng có thể tiếp tục ra trận giết giặc, góp thêm một viên gạch vào quá trình phát triển của thành phố, đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Phùng Chí Trường nói thao thao bất tuyệt, hơn nữa cũng có lý do và chứng cứ rõ ràng. Đảng Hằng tuy cảm thấy có nhiều chỗ không đúng, thế nhưng hắn cũng không phải là cán bộ nắm công tác công nghiệp, cũng hoàn toàn không biết gì về các hạng mục công nghiệp. Thế cho nên lời nói của hắn căn bản có chênh lệch rất lớn với một vị phó chủ tịch nắm khối công nghiệp như Phùng Chí Trường. Thái độ của Đồng Quốc Khánh căn bản đã nói rõ tất cả, mà một thư ký trưởng như Đảng Hằng nếu như không có được sự giúp đỡ của Đồng Quốc Khánh, căn bản không có tư cách đấu khẩu với Phùng Chí Trường ở phương diện công tác kinh tế. Thư ký trưởng Đảng, anh đến tham gia hội nghị giáo dục, thay tôi dự họp, tôi còn có một số việc cần thảo luận với đồng chí Phùng Chí Trường. Đồng Quốc Khánh nhìn thấy vẻ mặt Đảng Hằng có chút biến đổi thì trầm giọng nói. Đảng Hằng thầm biết rõ ràng, Đồng Quốc Khánh lúc này muốn mình đến họp thay có ý nghĩa rất rõ ràng, đó là bí thư Đồng đã cho ra quyết định, mình căn bản không nên tiếp tục chen vào vụ này. Dù hắn thật sự không thoải mái với thái độ của bí thư Đồng, thế nhưng hắn đã nhiều năm làm việc theo lệnh của Đồng Quốc Khánh, lúc này cũng chỉ có thể phục tùng mà thôi. Hội nghị giáo dục thành phố Đông Bộ được tổ chức khá nhanh chóng. Vì Đồng Quốc Khánh không dự họp nên Đảng Hằng trở thành lãnh đạo cao cấp nhất tham gia hội nghị. Sau khi nghe xong đám cán bộ phòng giáo dục lên tiếng tỏ thái độ, Đảng Hằng dùng giọng máy móc đọc bản thảo được thư ký chuẩn bị sẵn. Nhưng hôm nay Đảng Hằng thật sự có chút không yên lòng,
trong đầu đều nghĩ về bản báo cáo của Phùng Chí Trường cho Bí thư Đồng Quốc Khánh. 1 triệu bạc, nghĩ đến con số này và những tài liệu về nhà máy may Miên Phường, Đảng Hằng đã cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Thư ký trưởng Đảng, bữa cơm trưa nay sắp xếp ở khách sạn Đông Bộ, mời ngài đến uống vài ly cho vui. Một vị cán bộ lãnh đạo phòng giáo dục đi đến nói với Đảng Hằng. Đảng Hằng khoát tay áo nói. Trưởng phòng Phong, các anh cứ tùy tiện sắp xếp cơm nước, tôi hôm nay còn có chút việc không thể đi qua được. Thế này đi, anh đi uống với các đồng chí của phòng giáo dục, còn chuyện hóa đơn, văn phòng thị ủy sẽ thanh toán. Trưởng phòng Phong giữ Đảng Hằng ở lại dùng cơm cũng không phải là vấn đề thanh toán hóa đơn, hắn chủ yếu muốn thông qua hội nghị lần này để làm tốt quan hệ với thư ký trưởng Đảng, sau này mong thư ký trưởng có thể quan tâm giúp đỡ mình tìm được kinh phí hoạt động. Lúc nào nghe thấy Đảng Hằng nói như vậy thì hắn nhanh chóng giữ lại. Thư ký trưởng, anh xem lúc này đã đến giờ cơm rồi, nếu ngài không ăn cơm, người ta lại nói chúng tôi không hiểu quy củ. Được rồi, tôi nhớ kỹ tâm ý của anh, nhưng tôi thật sự có việc. Anh cứ bận rộn đi, sau này nếu có thời gian tôi sẽ mời anh dùng cơm. Đảng Hằng khẽ vỗ vai anh Phong, sau đó hắn cười tủm tỉm đi ra ngoài. Đảng Hằng đi ra phòng họp, lái xe Tiểu Trần đã chờ sẵn bên ngoài, thấy Đảng Hằng đi ra thì nhanh chóng bước xuống xe mở cửa cho lãnh đạo, hầu hạ lãnh đạo vào ngồi trong xe một cách thoải mái nhất. Thư ký trưởng, chúng ta đi đâu đây? Tiểu Trần vừa khởi động xe vừa xin chỉ thị. Đi đến nhà máy may Miên Phường. Đảng Hằng khẽ vung tay lên rồi trầm giọng nói. Tiểu Trần chợt sững sờ, hắn dù thế nào cũng không ngờ Đảng Hằng lại muốn đến nhà máy may Miên Phường. Hắn thật sự rất nghi hoặc, nhưng lúc này hắn nhìn gương mặt nghiêm túc của Đảng Hằng, hắn thức thời ngậm miệng lại không nói gì. Chiếc xe chạy vào trong dòng xe cộ tấp nập, tốc độ xe cũng không quá nhanh, hơn 10 phút sau đã đi đến cổng nhà máy may Miên Phường. Đảng Hằng nhìn dòng chữ nhà máy may Miên Phường trên tấm biển đã bong chóc từng lớp sơn ngoài cổng nhà máy. Trong lòng chợt sinh ra cảm giác khá bức bối chán nản. Thư ký trưởng, chúng ta dừng lại chỗ này sao? Tiểu Trần nhìn thấy Đảng Hằng một lúc lâu không có phản ứng, thế là khẽ nói. Không cần dừng. Đảng Hằng khẽ phất tay, định cho Tiểu Trần lái xe đi. Nhưng hắn vô tình quay đầu, chợt phát hiện cách đó không xa có một người với hình bóng quen thuộc đang ngồi dùng cơm ở một quán ăn đối diện với nhà máy may Miên Phường, bộ dạng rất nhàn nhã. Người kia rõ ràng là khác biệt với bộ dạng thường ngày là tây phục dày da, lúc này hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi rất phổ thông, bên dưới là một chiếc quần jean, hơn nữa mái tóc còn cố ý chải hất lên, nhìn qua giống như một sinh viên vừa ra trường. Nếu như không phải quá quen thuộc với người kia, hơn nữa từng hành vi của người kia thật sự ẩn sâu trong óc Đảng Hằng, nếu không thì hắn cũng không tin vào hai mắt của mình. Nhưng sự thật nói cho hắn biết ánh mắt của mình không có vấn đề, người kia thật sự đang ngồi trong quán dùng cơm. Dừng xe. Đảng Hằng đột nhiên phân phó làm cho Tiểu Trần đang định lái xe bỏ đi có chút không thích ứng. Nhưng hắn là một người lanh trí, hắn thực hiện đúng chỉ lệnh của lãnh đạo, thế cho nên nhanh chóng tắt máy dừng xe dù mới khởi động. Tiểu Trần, cậu dừng xe ở chỗ này, tôi có chút chuyện. Đảng Hằng nói rồi kéo cửa xe đi xuống. Khi Đảng Hằng đi đến trước quán cơm thì Vương Tử Quân cũng đã nhận ra thư ký trưởng văn phòng thị ủy, hắn nở nụ cười với Đảng Hằng. Sau đó chỉ xuống vị trí đối diện của mình rồi nói. Mời anh dùng cơm, à, uống một chút chứ. Đảng Hằng cũng không khách khí, hắn trực tiếp ngồi xuống trước mặt Vương Tử Quân, hắn thấy trên bàn có một chai bai và hai dĩa rau trộn, thế là khẽ cười nói. Chủ tịch Vương, ngài thật sự rất hăng hái. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tồi, ăn thịt hoài cũng chán, bây giờ ăn bánh ngô lại thấy ngon. Chúng ta bình thường ăn cơm xã giao quá nhiều, ăn chẳng khác nào chịu tội. Nào có được tự do tự tại như thế này. Vương Tử Quân vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nuốt, sau đó cười tủm tỉm nói. Đảng Hằng cũng cầm đũa gắp một miếng thức ăn, hắn vừa mở miệng thì chợt nghe thấy có người khách ở bàn bên cạnh dùng giọng tràn đầy cảm tình nói. Anh Triệu, chúng ta công tác trong nhà máy nhiều năm, bây giờ trơ mắt nhìn người ta bán nhà máy đi, giống như bán đi đứa con của mình, cảm giác thật sự khó chịu. Ôi, những năm này thời thế nó như vậy. Làm quan cũng kiếm chút tiền, bọn họ không có bản lĩnh giúp nhà máy hồi sinh, thế nhưng bản lĩnh đẩy ngã thì thật sự rất mạnh. Đảng Hằng lúc này mới chú ý trong một không gian không quá lớn của quán cơm có 6-7 người ngồi, những người này đều là 30-40, vì trời nóng nên nhiều người sắn tay cởi áo, có người mặc trang phục của nhà máy may Miên Phường. Nhà máy có bán hay không cũng chẳng phải việc mà đám công nhân chúng ta có thể quyết định được, chính quyền đã cho ra quyết định, chúng ta dù không muốn bán thì thế nào.
một người đàn ông hơn 40 có gương mặt chữ điền ngồi ở vị trí trung tâm đám người nâng chai bia duy nhất ở trước mặt lên uống một ngụm rồi thở dài nói. Bọn họ ngồi khá đông thế nhưng thức ăn cũng không nhiều hơn so với bàn của Vương Tử Quân, những người ngồi bên cạnh cũng vừa nói vừa uống, căn bản không động vào thức ăn. Đám người tuy chỉ uống mà không ăn bao nhiêu, nhưng những lời bọn họ nói ra thật sự cực kỳ xúc động và bực bội. Đầu tiên bọn họ chĩa mũi dùi vào đám lãnh đạo trong nhà máy, sau đó quay sang đám người muốn thu mua nhà máy. Người này nói một câu người kia một câu, cảm xúc giống như một luồng gió mất phương hướng, hết thổi sang phía bên này lại chạy sang bên kia. Một tên đàn ông hơn 20 tuổi đã cởi áo ngoài chợt đấm lên mặt bàn. Anh Triệu, bán nhà máy thì chúng ta làm gì bây giờ? Anh không thấy nhà máy Thần Quang ở thành phố Tam Hồ sao? Trước kia cũng nói rất tốt, giống như đám công nhân chúng ta được lợi nhiều nhất, nhưng càng về sau thì càng vô trách nhiệm, đuổi việc phần lớn công nhân của nhà máy. Tôi thấy anh Hàn nói thiết bị của nhà máy rất tiên tiến, chỉ cần đầu tư vào chút tài chính và cải tiến kỹ thuật thì biết đâu nhà máy sẽ sống lại. Anh nói xem, đám người làm quan sao không hiểu rõ điều này chứ? Này, cái gì mà người làm quan không hiểu? Người ta còn hiểu rõ hơn chúng ta ấy chứ? Ôi, bây giờ vào nhà máy mà tâm tình nặng trĩu, hai mắt cứ ươn ướt, thật sự ăn cơm cũng mất ngon. Anh Triệu dùng giọng uể oải nói. Trong đầu đám khốn kiếp ăn cây táo rào cây sung kia chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là bán nhà máy, chúng ta dù có nổi nóng thì làm được gì chứ? Anh Triệu giống như hất ra một gáo nước lạnh, đám người đang ồn ào lên tiếng cũng nhanh chóng ngậm miệng, bầu không khí im ắng. Đảng Hằng nghe thấy tất cả và hiểu vì sao Chủ tịch Vương lại ra đây dùng cơm ở chỗ này. Hắn nhìn bộ dạng ăn cơm với vẻ mặt không chút biến đổi của Vương Tử Quân, trong lòng thầm nghĩ, đừng tưởng mình lớn hơn Vương Tử Quân vài tuổi mà lầm, người ta thật sự có chênh lệch quá lớn với mình. Anh Triệu, dù sao chúng ta cũng không có cơm ăn, dứt khoát náo loạn một trận. Không phải chính quyền đang nghiên cứu xử lý vấn đề của chúng ta sao? Chúng ta đến ngồi trước cổng khu văn phòng khối chính quyền, để cho bọn họ cho ra phương án phù hợp. Lời này được nhiều người ủng hộ, mọi người giống như có hẹn ước với nhau. Bắt đầu ăn như gió cuốn mây tan, sau đó nhanh chóng rời khỏi quán. Chủ tịch Vương, nhà máy may Miên Phường này thật sự có thể phát triển được nữa sao? Đảng Hằng nhìn đám công nhân bỏ đi, hắn khẽ hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn định mở miệng lên tiếng thì thấy hai nhân viên phục vụ bắt đầu dọn bàn bên kia, một người lẩm bẩm. Đến nhiều người như vậy mà chỉ ăn có 20 mấy đồng, thật sự lấy sức đâu mà làm việc. Được rồi Tiểu Mai. Công nhân cũng không sung sướng gì, chỉ là tùy cơ ứng biến, nhìn nồi ăn cơm mà thôi, có ít tiền thì có ai dám vung tay quá chán chứ. Một nhân viên phục vụ khác vừa thu dọn vừa trêu ghẹo. Ăn rất sạch, giống như mèo liếm dĩa vậy. Bọn họ ăn cơm ở chỗ này thật sự còn chưa đủ tiền vốn cho chúng ta. Tiểu Mai nói đến đây thì giống như nghĩ đến điều gì đó. Hôm nay tôi đi với ông chủ mua thức ăn, nghe nói có vụ trộm thịt ở chợ. Hỏi ra mới biết kẻ trộm là công nhân nhà máy may Miên Phường. Ông chủ quầy thịt định đánh cho một trận, thế nhưng nghe thấy anh ta nói quá đáng thương, thế là còn cho một miếng thịt mang về. Vương Tử Quân đang nói chuyện với Đảng Hằng nghe thấy nữ nhân viên phục vụ nói như vậy thì đặt đũa xuống, vẻ mặt Đảng Hằng ngồi đối diện cũng trở nên cực kỳ khó coi. Chủ tịch Vương, anh nói xem, nhà máy may Miên Phường có thể cứu được nữa không? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Đảng Hằng, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Xe đến trước núi sẽ có đường, dù là có đường hay ngõ cụt thì chúng ta cũng không nên mặc kệ, cần phải cố gắng hết sức có thể, tìm phương hướng tốt nhất, ít nhất cũng còn hơn trơ mắt nhìn nhà máy may Miên Phường đi vào đường chết. Đảng Hằng nghe lời nói của Vương Tử Quân, hắn vô thức gật đầu, sau đó hai người ăn hai tô mì rồi rời khỏi quán. Ánh mặt trời buổi trưa khá nóng, cổng nhà máy may Miên Phường lại giống như bừng sáng dưới ánh mặt trời gay gắt. Vương Tử Quân nhìn biển hiệu nhà máy. Sau đó quay sang nhìn thoáng qua Đảng Hằng. Cũng không phải chỉ có một con đường để thay đổi chế độ xã hội của xí nghiệp công hữu. Vương Tử Quân leo lên xe của Đồng Nhị Dân, hắn tiếp tục chìm vào trầm ngâm. Hắn có cùng cảm nhận với Đảng Hằng, hắn không ngờ mình lại gặp mặt Đảng Hằng ở chỗ này. Dù Đảng Hằng là người của Đồng Quốc Khánh, thế nhưng Vương Tử Quân cảm thấy nói với người này vài lời thì trong lòng cũng thư thái hơn. Trong phòng có điều hòa và bên ngoài thật sự là lạnh nóng khác biệt. Vương Tử Quân vừa vào phòng chuẩn bị ngủ trưa thì chuông điện thoại vang lên. Alo, là Chủ tịch Tử Quân phải không? Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh ở đầu dây bên kia có chút xa lạ và quen thuộc, hắn chợt sững sờ, sau đó nói. Ôi,
chủ nhiệm Trần, đã lâu rồi không liên hệ với anh, không biết dạo này anh bận rộn gì vậy. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên nhiều bóng người, ngay sau đó hắn đã biết rõ người nào đang gọi điện thoại cho mình, là chủ nhiệm Trần Nguyên Hà của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Ôi, thật sự rất vinh hạnh, không ngờ cậu còn nhớ tôi. Cậu Vương, cậu cả ngày bận rộn công tác, tất cả hành vi đều là mục tiêu của ánh mắt quần chúng. Gần đây có phải cậu đắc tội với ai không? Trần Nguyên Hà thấy Vương Tử Quân vừa nghe đã nhận ra mình, hắn thật sự rất vui. Đắc tội với người. Trần Nguyên Hà nói làm cho Vương Tử Quân chợt sững sờ giây lát, hắn chợt sinh ra một dự cảm bất thường, nhưng càng vào thời điểm này hắn càng thêm tỉnh táo. Ai cũng là quan viên, nào không đắc tội với người ta chứ? Trần Nguyên Hà cũng không cười, hắn trầm giọng nói. Nhiều người bị tố cáo vì không có chứng cứ rõ ràng nên căn bản là không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng này cậu Tử Quân, nói thật lòng nhé, chỉ sợ lần này người ta quyết tâm tố cáo cậu. Vương Tử Quân nghe những lời này thì trong đầu xoay chuyển, gần đây hắn cũng cho ra nhiều chuyện đi trên dây, nhưng tất cả đều đúng pháp luật, cũng căn bản không có bất kỳ tình huống nào trái nguyên tắc. Anh Trần, xanh sẽ anh đen thì đen, tôi tin tưởng anh cũng hiểu con người của tôi là như thế nào, tôi đây thân thẳng cũng không sợ bóng lệch. Cậu Vương, cậu là ai và thế nào thì tôi hiểu rõ ràng, nhưng có đôi khi nước miếng cũng có thể dìm chết người. Có người gửi ảnh của cậu và một người phụ nữ đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Trần Nguyên Hà nói đến đây thì hít vào một hơi thật sâu nói. Với kinh nghiệm công tác nhiều năm của tôi, sợ rằng trong tay Ủy ban Kỷ luật các cấp ở tỉnh Sơn Nam đều có tấm hình này rồi. Hình với một người phụ nữ. Vương Tử Quân chợt có chú căng thẳng. Vậy sao? Có người chụp được hình tôi khỏa thân sao? Nếu thật sự là như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Trần Nguyên Hà cũng không ngờ Vương Tử Quân có tâm tư đùa giỡn như vậy, hắn cười cười nói. Cậu còn đang ngại chưa đủ hiệu ứng chấn động sao? Tất nhiên không phải ảnh khỏa thân. Trần Nguyên Hà trả lời làm cho Vương Tử Quân thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ không phải ảnh khỏa thân thì tốt rồi, hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Anh Trần, anh đã xem qua tấm hình kia. Người phụ nữ trong hình là ai? Đơn tố cáo ghi rõ ràng, là Trương Lộ Giai. Tử Quân, cậu nên chú ý một chút, Bí Thư Diệp của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy lần này có vẻ rất chuyên chú. Bí Thư Diệp Hoa Đình chính là cán bộ xuống nhận chức từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương, mới đến tỉnh Sơn Nam được 2 tháng nhưng đã nổi danh cứng rắn khắp tỉnh. Nhưng Vương Tử Quân còn có thêm một chút hiểu biết về vị Bí Thư Diệp Hoa Đình có thể nhanh chóng mở ra cục diện ở tỉnh Sơn Nam. Diệp Hoa Đình còn chưa đến công tác ở tỉnh Sơn Nam thì đã có quan hệ không tầm thường với Dương Độ Lục, càng đi rất gần với Hào Nhất Phong, một người như vậy sẽ không có lợi gì cho mình. Anh Trần, chỗ anh có hình của tôi không? Tôi muốn xem người ta chụp tôi và chị Lộ Giai như thế nào. Ảnh thì tôi không có. Trần Nguyên Hà dừng lại một chút rồi nói. Nhưng tôi có bản sao, tôi sẽ gửi fax cho cậu. Vương Tử Quân cười cười nói. Anh Trần, cảm ơn anh. Khi nào quay về sẽ mời anh uống rượu. Dù Vương Tử Quân chưa thấy ảnh nhưng lúc này đã thả lỏng hơn phân nửa, hắn có quan hệ tốt với Trần Nguyên Hà, lại rất hiểu Trần Nguyên Hà. Hắn biết rõ đối phương là người cực kỳ chú trọng nguyên tắc, nếu như mình thật sự khó xong việc, như vậy sẽ không gửi ảnh cho mình. Xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng máy fax nhận tin vang lên, một tấm hình hiện ra trên mặt bàn Vương Tử Quân. Tuy ảnh chụp không quá rõ ràng thế nhưng Vương Tử Quân chỉ cần liếc mắt qua cũng thấy rõ hai người. Bên trái là mình với nụ cười tươi vui, phía bên kia chính là Trương Lộ Giai với nụ cười ngọt ngào, cũng không có vấn đề gì cả, nhưng vấn đề chính là Trương Lộ Giai khoác trơ tay Vương Tử Quân. Tấm hình này đưa ra tất nhiên sẽ làm cho người ta suy nghĩ miên man, căn bản là khó giải thích cho rõ ràng. Mình cùng Trương Lộ Giai chụp tấm hình này hồi nào? Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn đưa mắt nhìn khung cảnh bốn phía, thấy bốn bề là cỏ xanh, còn có một cây đại thụ. Vương Tử Quân nhìn không gian trong tấm ảnh mà trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, đó là một ngày hắn đến thăm Trương Lão Gia Tử, Trương Lộ Giai lấy đâu ra một chiếc máy ảnh và chụp vài tấm hình. Khi đó Vương Tử Quân đã nhắc nhở Trương Lộ Giai xóa hình đi, bây giờ sao lại phát tán ra ngoài. Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến rồi bình tĩnh nhấc điện thoại lên. Alo, Tử Quân phải không, Lộ Giai đây, nhà chị vừa bị trộm. Giọng nói ở đầu dây bên kia có hơi gấp. Vương Tử Quân đã đoán được vài phần sự việc, hắn dùng giọng bình tĩnh nói. Chị Lộ Giai, đừng lo lắng, từ từ nói đi. Hai ngày nay chị đều ở trong khu nhà ông nội ở phân khu tỉnh Sơn Nam,
hôm nay về nhà lấy vài món đồ, phát hiện có dấu vết lục lọi. Bị mất những thứ gì? Không mất gì cả, dù là 1.000 đồng để ở nhà cũng không mất, nhưng tấm hình trước đó đã không còn. Trương Lộ Giai nói đến tấm hình thì giọng điệu có vài phần nức nở. Trương Lộ Giai nói đến tấm hình thì sinh ra cảm giác muốn khóc, vì sau khi chụp thì Vương Tử Quân đã yêu cầu mình xóa đi, nàng thật sự không nỡ nên lén giữ lại. Lúc đó Trương Lộ Giai nghĩ rằng chỉ cần mình cất giấu thật kỹ thì sẽ không ai biết, thế là nàng còn đặc biệt giấy ở một chỗ bí ẩn, nhưng bây giờ tấm hình lại mất. Trương Lộ Giai là một người có nửa người trong quan trường, nàng nghĩ đến tấm hình, càng nghĩ càng sợ hãi. Bây giờ nàng thật sự rất hối hận, người yêu của nàng là chủ tịch thành phố, nếu không làm tốt công tác thì chẳng phải sẽ sinh chuyện lớn sao. Dựa theo tấm hình thì sự việc có thể lớn có thể nhỏ, nhưng bây giờ có không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, nếu như có người muốn lợi dụng nó để nhỏ thuốc vào mắt Vương Tử Quân, thật sự sinh ra đả kích không nhỏ. Phải biết rằng Vương Tử Quân là một vị cán bộ cấp giám đốc sở trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam, là chủ tịch thành phố Đông Bộ. Còn không biết có bao nhiêu người yêu mến hắn, cũng không biết có bao nhiêu người muốn bỏ đá xuống giếng. Không có gì cả, chúng ta cây thẳng không sợ bóng nghiêng, không phải chỉ là một tấm hình sao. Căn bản không là vấn đề. Vương Tử Quân biết rõ sự việc đến nước này thì oán trách cũng không giải quyết được gì cả, nếu đẩy Trương Lộ Giai vào trong hối tiếc, không bằng chính mình ít nói đi vài lời, đỡ cho nàng phải lo lắng. Trước khi sự việc xảy ra thì chủ yếu là dự phòng, khi sự việc đã xảy ra. Vương Tử Quân cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dũng cảm đối mặt mà thôi. Sau khi khuyên Trương Lộ Giai vài câu thì Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, tuy hắn biết rõ mình đã thành công áp chế cảm xúc của Trương Lộ Giai, thế nhưng hắn đứng trong phòng và chợt sinh ra cảm giác giống như sóng gió đang cuồn cuộn ào về phía mình. 3 giờ chiều thì Nhiếp Hạ Quân gọi điện thoại đến, bí thư Nhiếp không nói đến chuyện liên quan đến tấm ảnh, nhưng sau khi hỏi thăm về công tác ở thành phố Đông Bộ thì Nhiếp Hạ Quân cười nói. Đồng chí Tử Quân, cậu một mình ở thành phố Đông Bộ là không được, tôi thấy phải nên cho Tiểu Bắc đến tỉnh Sơn Nam. Thế này đi, tôi sẽ phụ trách nói với Mạc Lão, còn vấn đề chức vụ thì cậu không cần lo lắng, Tiểu Bắc muốn làm gì thì cứ tùy tiện chọn lựa, được đấy chứ. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Nhiếp Hạ Quân, nếu là trước đó hắn sẽ từ chối hai câu, thế nhưng lúc này hắn lại cười nói. Bí thư Nhiếp, tôi thật sự cảm ơn ý tốt của ngài, cũng giơ hai tay tán thành. Nhưng chuyện công tác của Tiểu Bắc, thật sự phải kính nhờ ngài. Điều này không là vấn đề, cậu công tác rất tốt ở thành phố Đông Bộ, cậu cần phối hợp tốt với Bí Thư Đồng để đẩy mạnh thành phố Đông Bộ phát triển. Mặt khác cậu cần phải chú ý làm tốt công tác liên lạc với tuyến dưới, 2 tháng sau sẽ phải tổ chức hội nghị hội đồng nhân dân rồi. Nhiếp Hạ Quân nói rất rõ ràng, Vương Tử Quân chỉ là quyền chủ tịch, còn chưa thông qua đúng quy trình để được đề bạt làm chủ tịch, còn phải ra tay lung lạc nhân tâm. Vâng. Bí thư Nhiếp cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Vương Tử Quân dùng giọng cảm kích nói với Nhiếp Hạ Quân. À, làm rất tốt, tôi cảm thấy đưa cậu đến thành phố Đông Bộ là một phương án tốt, cậu nhất định sẽ cho ra thành tích. Nhiếp Hạ Quân nói xong thì cúp điện thoại. Sau khi nói chuyện điện thoại với Nhiếp Hạ Quân thì trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Quách Tiên Vi gọi điện thoại đến. Trưởng phòng Quách Tiên Vi lên tiếng nhắc nhở Vương Tử Quân phải chú ý. Mặt khác còn nói các vị lãnh đạo tỉnh ủy đều nhận được đơn tố cáo và tấm ảnh, đồng thời có người đưa ảnh của hắn lên mạng. Khi Vương Tử Quân vừa mới cúp điện thoại của Quách Tiên Vi, Lưu Nham Phú chợt gõ cửa đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Đầu tiên là Lưu Nham Phú báo cáo tình huống thu chi tài chính của thành phố Đông Bộ trong thời gian 2 tháng qua. Trong lúc báo cáo, Lưu Nham Phú gần đây không bao giờ cho ra chút sai lầm nào, lại thường xuyên mắc lỗi. Chủ tịch Lưu, có phải tối qua tăng ca không? Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó cười nói. Tôi nghe nói hôm qua chị dâu có đến thăm anh. Lưu Nham Phú nhìn gương mặt với nụ cười xấu xa của Vương Tử Quân thì có chút chột dạ. Ngày hôm qua vợ hắn đến đây, dù trong lòng thật sự rất hào hứng nhưng lại lực bất tòng tâm trong công tác vợ chồng, chỗ nên mềm lại cứng, chỗ nên cứng lại mềm. Hắn đành phải dùng tay chân để vỗ về vợ, mà vợ cũng tình nguyện cho hắn thích làm gì thì làm. Trong lúc này hắn thật sự tìm được chút cảm giác xa cách lâu ngày thắng tân hôn, vì vậy hắn thật sự có chút mất tỉnh táo. Vì thế lúc này nói Lưu Nham Phú báo cáo xuất hiện nhiều lỗi rõ ràng có liên quan đến chuyện vợ đến thăm, có thể nói lúc này tâm tình của hắn rối loạn như ma. Đối với Vương Tử Quân, Lưu Nham Phú ngoài cảm giác cảm kích, còn có chút cảm giác tri kỷ vì hợp tác với nhau một thời gian dài. Nhưng khi nghe người quen của mình từ trên tỉnh gọi điện thoại xuống,
hắn thật sự cảm thấy sốt ruột thay cho Vương Tử Quân. Vấn đề tác phong nói lớn cũng lớn, nếu không làm tốt công tác kéo dây lưng quần, như vậy còn làm được đại sự gì? Nhưng nếu nói nhỏ thì thật sự rất nhỏ, cũng không phải chỉ là chút việc nhỏ nhặt sao. Nếu như anh không quan tâm thì sẽ chẳng là gì cả, nhưng nếu anh thật sự nắm chặt, chỉ một chuyện nhỏ như vậy cũng có thể làm cho một người thân bại danh liệt. Bây giờ Vương Tử Quân đang bị cuốn vào vòng nước xoáy như vậy, Lưu Nham Phú thật sự rất lo lắng về tình cảnh của Vương Tử Quân vào lúc này. Hắn biết rõ tờ đơn tố cáo kia cũng không có vấn đề, thế nhưng hắn quan tâm đến sự việc đám người kia sắp lợi dụng vào nó để hạ độc thủ với Vương Tử Quân. Tử Quân, trước tiên đừng nói đến chuyện của tôi. Lưu Nham Phú móc thuốc ra châm lửa, sau đó nhìn về phía Vương Tử Quân, đưa cho Vương Tử Quân một điếu mới trầm giọng nói. Hôm nay có một người bạn trên tỉnh gọi điện thoại cho tôi. Có phải là có người tố cáo tôi? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Lưu Nham Phú thì khẽ hỏi. Ủa, anh biết rồi sao? Lưu Nham Phú ngẩng đầu nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn vốn cho rằng Vương Tử Quân không biết chuyện này, cũng không ngờ Vương Tử Quân còn biết rõ hơn cả mình. Vương Tử Quân đốt một điếu thuốc rồi cười hì hì nói. Sao lại không biết, chuyện này tôi là người trong cuộc. Tôi còn biết rõ ràng hơn anh nhiều. Anh biết sao còn điềm nhiên như vậy? Anh không sợ. Lưu Nham Phú vốn nói năng rất bình tĩnh, thế nhưng lúc này lại cảm thấy lời nói của mình có chút không đúng. Hi hi, thật sẽ không giả, giả sẽ không thể thật, chúng ta không nên quan tâm đến một số trò vụ oan hãm hại của tiểu nhân. Có câu cây thẳng không sợ bóng nghiêng, đáng chết thì dù lên chiều cũng chết, tôi có gì phải sợ. Vương Tử Quân dùng giọng không quan tâm nói. Anh thật sự không có vấn đề. Lưu Nham Phú dùng giọng trần trừ hỏi, khi hắn hỏi thì mới phát hiện mình ngu ngốc, ai lại hỏi một câu như vậy cho được. Tất nhiên là không có vấn đề. Vương Tử Quân tỏ ra bất mãn. Anh thấy tôi giống loại người như vậy sao? Vợ tôi cũng không tồi, nhưng nói ra thì tôi cũng từng có ý nghĩ với chị Lộ Giai. Khi nào? Lưu Nham Phú vừa mới thả lỏng thì lại bị lời nói của Vương Tử Quân làm cho trái tim lên cuống họng. Hắn thầm nghĩ. Chủ tịch Vương ơi là chủ tịch Vương, chẳng lẽ ngài thật sự chơi trò đó? Lại có thể thẳng thắn thừa nhận sao? Năm đó tôi 12 tuổi, muốn được ăn ngon nên gọi chị Lộ Giai rất ngọt. Vương Tử Quân dùng giọng nghiêm trang nói. 12 tuổi. Lưu Nham Phú nhìn vẻ mặt đứng đắn của Vương Tử Quân, thế là trái tim liên tục co bóp, hắn thở dài một hơi thật sâu rồi duỗi tay chỉ vào Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, ngài thật sự hù chết tôi rồi. Vương Tử Quân nhìn Lưu Nham Phú mỹ mãn rời khỏi phòng làm việc của mình, hắn lẳng lặng uống trà, hắn thật sự rất hài lòng với biểu diễn ngẫu nhiên của mình lúc vừa rồi. Thị ủy chính quyền thành phố Đông Bộ là nơi ngọa hổ tàng long, khi sự việc của Vương Tử Quân bùng phát ở tỉnh ủy chưa lâu thì đã có không ít người ở thành phố Đông Bộ nghe được tin đồn, mà Đảng Hằng chính là một trong số đó. Đảng Hằng nằm lật qua lật lại cố gắng nghỉ trưa nhưng thật sự không ngủ được. Những lời nói của Vương Tử Quân về nhà máy may Miên Phượng làm cho hắn sinh ra cảm xúc rất thật. Trong lòng hắn xuất hiện hình ảnh về Vương Tử Quân, lại xuất hiện hình cảnh Đồng Quốc Khánh, sau đó lại là cách làm việc của hai người này, thật sự làm cho hắn cảm thấy rối loạn và phiền muộn. Đảng Hằng trằn trọc một lúc lâu, cuối cùng mới chìm vào giấc ngủ. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập làm cho Đảng Hằng vừa mới ngủ đã nhanh chóng bị đánh thức. Hắn thật sự rất hận tiếng điện thoại vào lúc này. Thật sự hận không thể mắng cho đối phương một chập hả giận. Alo, anh Đảng, anh có bận rộn gì không? Đầu dây bên kia kia vang lên một âm thanh yêu kiều. Đảng Hằng nghe được âm thanh này mà ngây cả người, trong lòng thầm nghĩ, đây là ai? Sao mình không thấy quen thuộc chút nào? Có phải là gọi lộn số rồi không? Nhưng hắn thấy đối phương gọi mình là anh Đảng, có lẽ thật sự là tìm mình. Tôi đang nghỉ trưa, xin hỏi ai đầu dây vậy? Đảng Hằng dùng giọng có chút mất kiên nhẫn nói. Anh Đảng, anh xem lời nói của mình kìa, thật sự làm cho em đau lòng. Ngài thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Đã quên em là ai rồi sao? Âm thanh ở đầu dây bên kia càng thêm ai oán giống như một oán phụ bị vứt bỏ vậy. Ai thế này? Đảng Hằng điểm danh những người mà mình quen biết, trừ vợ ra thì thật sự hắn chưa từng có phát sinh quan hệ với người khác, thế cho nên đừng nói đến chuyện nhẫn tâm gì cả. Cô là ai vậy? Tôi nói cho cô biết không được nói bậy bạ, nếu còn tiếp tục nói lung tung, tôi sẽ tố cáo cô tội phỉ báng. Đảng Hằng thật sự nổi giận, mình khó khăn lắm mới ngủ được, bây giờ lại bị một cuộc điện thoại trời ơi phá rối. Anh Đảng, anh sao lại như vậy? Anh thật sự muốn làm cho em đây đau lòng chết mới chịu sao?
là anh nói em gọi điện thoại cho anh, bây giờ anh đã quên rồi sao? Âm thanh ở đầu dây bên kia có thể nói là càng thêm ai oán, nếu như không phải Đảng Hằng xác định mình không có tình nhân, hắn thật sự cho rằng tình nhân của mình đang gọi điện thoại đến. Điên! Đảng Hằng nói rồi chuẩn bị cúp điện thoại. Anh Đảng, anh nói ai bị điên? Đầu dây bên kia vang lên âm thanh không còn quyến rũ như vừa rồi, biến thành giọng điệu trầm thấp. Thư ký trưởng Đảng nghe được âm thanh trầm thấp như vậy, hắn định cúp điện thoại nhưng vội vàng cầm lấy áp vào tai, sau đó dùng giọng ngọt ngào nói. Ôi, vợ yêu, anh nào có nói em? Vậy anh đang nói ai? Người ở đầu dây bên kia hình như không có ý bỏ qua. Đảng Hằng lúc này càng thêm tỉnh táo, hắn nghĩ vợ mình sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại, hắn chợt lên tiếng. Hứa Khiết, em không tin tưởng anh sao? Bây giờ có phải càng ngày càng to gan, gọi điện thoại đến điều tra anh nữa phải không? Hứa Khiết nghe được giọng điệu gay gắt của Đảng Hằng ở phía bên kia thì giọng điệu cũng dịu hẳn xuống. Chồng, anh đừng nóng, em gọi điện thoại cho anh không phải nhớ anh sao? Đảng Hằng thở dài một hơi, hắn thầm nghĩ, trong lòng cô có tôi cũng không nên làm như vậy, thế là hắn nói. Cảm tạ vợ yêu quan tâm, anh đã nhận được rồi. Như vậy mới được chứ. Anh Đảng, người ta cũng chỉ sợ anh đi lạc lối, nếu như vậy thì hai mẹ con em sẽ thế nào đây? Hứa Khiết ở đầu dây bên kia rõ ràng là người cực kỳ hiểu rõ tính cách của Đảng Hằng, khi thấy giọng điệu của Đảng Hằng ở bên này mềm xuống, giọng điệu của nàng cũng không cứng lên nhưng tràn đầy lực sát thương. Đảng Hằng biết rõ đó là thủ đoạn của vợ mình, nhưng hắn vẫn rất hưởng thụ, hắn nằm lên giường rồi cười hì hì nói. Vợ, em không tin anh vậy sao? Không phải không tin anh, vì anh luôn công tác ở thành phố Đông Bộ, như vậy là không ổn. Anh không nghe vĩ nhân người ta nói sao, đàn ông không phát tiết thì không được. Vĩ nhân quái nào nói như vậy? Đảng Hằng cười thầm, hắn cũng không nói ra ngoài miệng. Vợ yên tâm, anh sẽ thành thật, không phạm sai lầm. Em biết thư ký trưởng nhà mình là tốt nhất, vì ban thưởng cho giác ngộ của anh, em quyết định chỉ cần anh không về thành phố Sơn Viên, mỗi tuần em sẽ đến thành phố Đông Bộ một lần. Thư ký trưởng Đảng Hằng nhìn qua thì tràn đầy hào quang, thế nhưng ngọt bùi cay đắng bên trong thì khó ai hiểu được. Hắn vì công tác mà nhiều ngày chưa về với vợ ở thành phố Sơn Viên, bây giờ nghe nói vợ sẽ đến thì hắn tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Được rồi, vợ, sao em lại có ý nghĩ như vậy? Em đến thành phố Đông Bộ thì nữu nữu để cho ai? Gửi nó ở nhà bà nội, em đây cũng là vì anh. Anh Đảng, không phải em không tin anh. Nhưng em sợ không ở bên cạnh thì anh dễ sinh ra sai lầm giống như chủ tịch thành phố các anh. Đây là một vị chủ tịch tốt, nhưng vì không có vợ ở bên cạnh mà sinh ra sai lầm. Đảng Hằng đang rất hưởng thụ những lời nói của vợ mình, nhưng lúc này vợ hắn nói đến chủ tịch Vương Tử Quân, thế là hắn có chút sững sốt rồi vội vàng hỏi. Em nói gì, ai phạm sai lầm? Chồng, anh còn chưa biết sao? Em nói cho anh biết. Hôm nay văn phòng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy nhận được đơn tố cáo chủ tịch Vương có quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác. Bây giờ trong thị ủy đang lan truyền tin tức chủ tịch Vương trẻ tuổi vì không có vợ ở bên cạnh, không có ai quan tâm nên đã phạm vào sai lầm giác ngộ. Hứa Khiết nói đến đây thì khẽ lên tiếng. Vì tránh cho anh đi theo vết xe đổ của chủ tịch Vương, càng vì mong muốn làm cho gia đình hòa thuận, em cho ra quyết định như vậy, dành thời gian cho anh một chút. Nếu như trước kia khi nghe được những lời đầy tình ý như vậy thì thư ký trưởng Đảng nhất định sẽ cảm thấy rất xúc động, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy rét run. Hắn không thể ngờ vị chủ tịch Vương buổi trưa còn ngồi nói chuyện vui vẻ với mình trong quán cơm lại xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Hứa Khiết là vợ hắn chính là một vị phó chủ nhiệm của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, tuy chỉ chịu nhiệm vụ hậu cần nhưng có một số việc cũng rất nhanh nhạy. Đảng Hằng trầm ngâm giây lát rồi hỏi. Là thật sao? Tất nhiên là thật, em còn lừa anh sao? Hứa Khiết rất bất mãn với chuyện chồng mình căn bản không có phản ứng với những lời đường mật đầy tình cảm của mình, thế là âm thanh cũng trở nên cao vút. Đảng Hằng tất nhiên biết tâm ý của vợ mình, nhưng lúc này hắn thật sự không có tâm tình như vậy, hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng hỏi. Hứa Khiết, đó là tấm ảnh gì, là khỏa thân sao? Hứa Khiết nghe vậy thì nở nụ cười, sau đó thở dài. Ôi, thư ký trưởng Đảng của tôi ơi! Một người không nhiễm khói lửa nhân gian như anh cũng có lúc gấp rồi sao? Nếu như là ảnh khỏa thân thì chủ tịch thành phố của anh còn đi làm được sao? Anh thế nào vậy? Em nói cho anh biết nhé, anh hận vị chủ tịch kia cũng không nên như vậy, đó không phải là ảnh khỏa thân nhưng cũng không kém chút nào, vì hai người nhìn nhau đầy tình ý, dù là ai nhìn qua cũng thấy có vấn đề.
Audio điện tử Võ Tấn Bền.